Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Châu Review Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé Nhưng, nghe được tin tức võ giả bên trong đi ra mang về Bảo dược, sông tẩy tủy, tuyệt thế bảo vật Hơn nữa, số lượng nhiều đến mức khiến người ta không thể tin nổi Ba, ba, không phải Có võ giả hung hăng vào vào miệng mình Đùa gì vậy, một bí cảnh đinh cấp sao lại có nhiều bảo dược như vậy Cho dù có bảo dược cũng không sao vì sao có thứ gì đó có thể thay đổi vận mệnh như tẩy tủy hà mẹ nó ta thật đáng chết sao ta không vào trong mẹ ơi sao mạng của ta lại khổ như vậy dương lan đâu chỉ là hắn những võ giả chưa bước vào bên trong cũng giống như vậy thậm chí có võ giả quỳ dạp trên mặt đất kêu rên mặt mũi tràn đầy hối hận hận không thể lập tức xông vào bí cảnh cũng không trách bọn họ làm vậy cơ duyên ngàn năm có một như vậy đối với võ giả bình thường mà nói cả đời cũng khó gặp một lần nhưng bây giờ gặp phải lại vì mình mà mất đi lựa chọn sao có thể không hối hận, huống chi. Cơ duyên này cũng không phải quá khó thu hoạch, cần liều mạng đi tranh thủ, duy nhất thủ hộ hung ngạc cũng bị vị danh bang chủ kia đơn sát. Bọn họ chỉ cần nộp lên trên hai viên bảo dược là có thể sử dụng. Chuyện này, có thể nào không hối hận, có thể nào không hận chính mình. Ba, ba, ba. Tiếng bạt tai vang vọng khắp đất trống trước bí cảnh, kết hợp với không ít võ giả dương nanh múa vuốt kêu trời hình thành nên những hình ảnh vô cùng cổ quái. Đám người trung nghị, dạ mị vừa mới ra khỏi bí cảnh sững sờ, nhưng với tài trí thông minh của bọn họ trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì đã xảy ra không khỏi mỉm cười đồng dạng cũng không thể không thừa nhận trong quá trình tu luyện tầm quan trọng của vận khí có thể vượt xa sự cố gắng khắc khổ đoạt bảo vật với nhau doanh hưu đi ra chờ chút đột nhiên có võ giả đưa mắt nhìn về phía võ giả phát hiện trong tay phần lớn bọn họ đều xách thùng gỗ hai mắt sáng rực nói trong tay bọn họ xách cái gì dùng thùng gỗ đựng nhất định là nước tẩy tủy hà bọn họ mang nước tẩy tủy hà ra ngoài rồi ta nhớ trong sách cổ có ghi lại sau khi nước tẩy tủy hà rời khỏi dòng sông trong ba ngày vẫn có hiệu quả như cũ mà bọn họ mới tiến vào bí cảnh được hai ngày cho nên hắn cũng không tiếp tục nói hết nhưng rất nhiều võ giả chưa bước vào bí cảnh đều hai mắt sáng ngời nhìn ra được hai con ngươi trong thùng gỗ của võ giả lóe lên vẻ tham lam ở trước mặt cơ duyên bực này ai có thể bình tĩnh bành 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 không ít võ giả từng bước tới gần võ giả đi ra trong mắt ai cũng đỏ hồng các ngươi muốn làm gì có võ giả nghiêm nghị quát hỏi vô thức nuốt nước miếng đồng thời phàm là người tay cầm thùng gỗ thậm chí võ giả gánh thùng gỗ đều lập tức đặt thùng gỗ ở sau lưng cũng vô cùng cam thù nhìn võ giả từng bước một đi tới phía đối diện có võ giả quát lên đều là giang hồ nhi nữ hiện tại các ngươi thu được cơ duyên tuyệt thế hôm nào thay đổi vận mệnh chúng ta cũng không nói gì nhưng dù sao cũng phải cho chúng ta uống một ngụm canh chứ chúng ta cũng không cần nhiều chúng ta chỉ có một phần ba số người các ngươi chỉ cần mỗi người các ngươi xuất ra một nửa nước sông chúng ta sẽ cảm kích vô cùng đúng giao ra một nửa nước sông chúng ta chỉ muốn một nửa húp một ngụm canh muốn ngay cả canh cũng không uống được vậy chỉ có thể liều mạng đúng tiểu gia là con trai của bắc phong quận thủ nếu các ngươi không cho nước sông tẩy tủy đừng trách ta và các ngươi không đội trời chung từng tiếng hô hòa vang khắp thiên địa đừng nhìn đối mặt với nguy hiểm của bí cảnh sợ hãi đến chết khi đối mặt với hung thú không biết như đối mặt với võ giả nhân loại thì mỗi người không còn e ngại thậm chí mượn thân phận địa vị để uy hiếp. Chuyện này có thể là do nhân loại bất hảo. Không thể nào, có võ giả lập tức phản bác. Nước Tây Tùy Hà là thứ chúng ta liều mạng đổi lấy, hà có thể vô duyên vô cớ cho các người. Chính là, tuyệt đối không thể cho không, muốn nước sông lấy bảo vật để đổi. Có thể lựa chọn tiến vào bí cảnh sao có thể là kẻ nhu nhược, đừng nói vô nhân số đông đảo, cho dù ít người cũng sẽ không lùi bước. Bằng không lúc trước cũng sẽ không mạo hiểm bước vào bí cảnh, trong lúc nhất thời hai bên không ngừng tranh cãi, không khí bỗng ngưng trọng đại chiến hết sức căng thẳng thấy vậy đám người chu nghị dạ mị lâm đường cũng không để ý tới hiển nhiên không có ý định tham dự chuyện bực này dù sao giang hồ từ xưa đến nay đều là người lừa ta gạt giết người đoạt bảo là chuyện bình thường nhất không ai sẽ xen vào việc của người khác chuyện của giang hồ cũng không quản hết được chỉ có nho sinh tu đạo chính nghĩa như dương sóc mới quản đương nhiên đó cũng là đạo là đạo giả quân tử trên cây Lão giả hai thánh giáo thấy vậy cũng không vội vã ra tay, ngược lại còn làm ra vẻ xem náo nhiệt nhìn chăm chú phía dưới. Mà, ngay khi trận chiến sắp khai hỏa, đột nhiên có võ giả nghi hoặc nói, danh bang chủ đâu, lời này vừa nói ra. Các võ giả vô thức dừng lại, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi quả nhiên cũng không phát hiện bóng người danh hưu. Chỉ có A Lai, Bạch Tinh Hà, Thiết Nhiêu, Thượng Quan Thanh Y, Vương Tà đi ra tụ hợp với đội ngũ đại tràn. Nhìn vòng xoáy sắp đóng lại, bọn họ kinh ngạc nói. Sao lại như vậy, chẳng lẽ danh bang chủ bị vây ở bên trong sao không nên ngay cả thủ hạ dưới trướng hắn cũng đi ra vì sao hiện tại hắn còn chưa đi ra không phù hợp lẽ thường đây không phải là vô nghĩa sao các võ giả đều có chút không thể tin ngay cả một số võ giả chưa bước vào bí cảnh cũng có chút ngơ ngác bọn họ đã từng nghe những võ giả mới bước ra kia nói rốt cuộc vị gia này hung ác tới mức nào trong đó đường đường là thanh châu tam kiệt hắn ta đã giết hai người trong số đó tô mạnh dương sóc chém giết tại chỗ hơn nữa căn bản không có bất kỳ che giấu nào hoàn toàn chu sát tô mạnh dương sóc trước mặt mọi người hoàn toàn không bận tâm tới bối cảnh của đối phương mà bất kể là trong hắc ám xâm lâm thậm chí là sông tẩy tủy cuối cùng bảo vật đều chiếm phần lớn tồn tại bực này vì sao không đi ra chuyện này không thể khiến người ta suy nghĩ lung tung đừng nói bọn họ cho dù lâm đường chu nghị dạ mị các tồn tại cũng sắc mặt nghi hoặc cực kỳ khó hiểu sao hắn lại không đi ra lâm đường lẩm bẩm nói ta nhớ hình như cuối cùng hắn cố ý không rời đi, hiện tại hắn đang ở dưới tảng đá lớn màu đen. Rốt cuộc hắn đang cố ý che giấu điều gì? Chu Nghị có chút nghi hoặc nói, dưới tình huống bí cảnh sắp đóng cửa, hắn vẫn chưa lựa chọn lập tức rời đi, chẳng lẽ trong bí cảnh còn có thứ gì hấp dẫn hắn? Cổ quái, Dạ Mị bĩu môi nói, trên người danh hưu kia có quá nhiều bí mật, sợ bí cảnh này có thứ gì chúng ta không biết được. Thật sao? Sắc mặt của Vạn Quân nghi hoặc, mà Thiên Quân lại hoàn toàn không chú ý tới những thứ này, ánh mắt không ngừng tìm kiếm gì đó cuối cùng dừng lại trên một cây đại thụ ha ha máu thật mỹ vị ta muốn uống trên đại thụ lão giả bên phải lẩm bẩm nói Hắc thanh niên kia hắn giống như phát hiện chúng ta thật hay giả lão giả bên trái chắc chắn là giả ngươi không thấy ánh mắt hắn mê ly đoán chừng có bệnh nặng gì đó nhưng mà đám người a lai bạch tinh hà tương đối bình tĩnh dù sao trong lòng bọn họ cũng vô cùng tin tưởng siêu ra nhà mình tuyệt đối sẽ không bị vây trong bí cảnh đây là niềm tin vô cùng kiên định lần này ngay cả những võ giả dự định lập tức cướp đoạt tẩy tùy hà cũng dừng lại từng người đưa mắt nhìn về phía cửa vào bí cảnh sắp đóng lại ánh mắt lập lòe một lần vị tồn tại yêu nghiệt đến cực hạn kia chưa ra khỏi bí cảnh vậy thật sự sẽ dẫn tới sóng to gió lớn nhấc lên phong bà vô biên dù sao cũng là yêu nghiệt tuyệt thế có thể chém giết tô mạnh dương sóc tương lai không nói đến việc trèo lên đỉnh đầu nhân bảng thanh châu cũng không khác mấy tồn tại bực này vừa mới hoành không xuất thế đã vẫn lạc ai có thể không mong đợi thậm chí mặt lâm đường chu nghị cũng phức tạp đang suy nghĩ cái gì vương gia có tiểu tướng áo giáp nói hắn sẽ không thật sự bị vây khốn trong bí cảnh không ra được vậy thì chuyện vui lớn rồi vốn tưởng rằng là kiêu hùng kinh thiên động địa sẽ không hóa thành tử hùng chứ sẽ không chu nghị lắc đầu trên người hắn ta có rất nhiều bí mật cho dù bị nhốt trong bí cảnh cũng chưa chắc không có cơ hội đi ra không nên lâm đường lẩm bẩm nói tồn tại tuyệt đỉnh thông minh như thế theo lý thuyết không nên bị vây ở bí cảnh hơn nữa vì sao hắn không đi ra ngoài cùng với thủ hạ bình thường? Có mưu đồ gì? Hay là ở bên trong gặp phải tình huống đột phát? Người thú vị như vậy thật sự sẽ bị vây trong bí cảnh. Dạ mị lẩm bẩm nói, trước đó hắn cũng không có gì khác thường, rốt cuộc có bí mật gì đang ẩn giấu, hay là, ta lười suy nghĩ, nếu hắn muốn ra thì thôi, không ra được cũng đừng trách bản thánh nữ không nể tình. Nói xong, hắn liếc nhìn đám người a lai, nói đúng ra là dừng lại ở trên bạch tinh hà, thiết nghiêu đeo bao, hiển nhiên là đang rình mò bảo vật, đây cũng là quyết sách vô cùng bình thường. Bảo vật không phải người nào cũng có tư cách hưởng dụng, ít nhất lượng lớn bảo vật như vậy khiến đám người a lai không đủ tư cách. Trong lúc tất cả mọi người đều có tâm tư riêng, bí cảnh sắp hoàn toàn đóng lại, ông, bao vây đại tràn, giao ra tài nguyên, ông, đông, một bóng người mặc áo đen bỗng xuất hiện phía trước vòng xoáy ánh sáng, tay chống một cây hung quải, trên vai là một con chim đen cổ quái đang đứng thẳng một chân, không phải danh hưu thì còn là người nào. Danh bang chủ, ta đã nói hắn không thể bị vây ở bên trong. Hắn kẹt thật đúng lúc, không phải chỉ trong thời gian ngắn đã lấy được bảo vật trong bí cảnh sao. Vị gia này thu hoạch lớn nhất bên trong, chỉ riêng mở ra tẩy tủy hà đã cưỡng ép đòi đi bao nhiêu bảo vật rồi. Nói xong, không ít võ giả vô thức đưa mắt nhìn đám người a lai, Thiết nghiêu, trên lưng cõng một cái bao to lớn. Nói thật vừa rồi cho dù bọn họ cũng có tâm tư, nếu không cũng sẽ không dừng lại chờ đợi danh hưu đi ra. Một khi đã hiểu, danh hưu chân bị nhốt ở bên trong không ra được. Như vậy, phòng trừng những võ giả này tuyệt sẽ không bỏ mặc a lai đám người thiết nghiêu rời đi bảo vật phải chia cho người nắm giữ hô a lai thiết nghiêu bạch tinh hà thượng quan thanh y thì thở phào nhẹ nhõm ban nãy bọn họ cũng tự nhiên nhận ra bầu không khí căng thẳng ai nấy đều vô cùng đề phòng hơn nữa cho dù có lòng tin với siêu gia nhà mình hơn nữa nhưng trong tình huống như vậy vẫn có chút lo lắng cũng may hưu gia không phụ kỳ vọng thành công đi ra còn có siêu ở đây đương nhiên bọn họ cũng không cần lo lắng thậm chí hắn còn đưa ánh mắt xâm lược nhìn những võ giả khác, làm ta sợ muốn chết, tiểu ất vỗ vỗ lồng ngực cao ngất, còn tưởng thần tượng của ta là danh bang chủ không ra được, ta cũng không muốn đổi thần tượng. Trên người hắn vẫn có bí mật khiến người ta không thể suy đoán. Vương Nam thì nhìn danh Hưu lẩm bẩm nói, rõ ràng lấy tu vi của hắn không nên thiếu chút nữa bị vây ở bên trong. Rốt cuộc vì sao cố ý kéo dài thời gian, trong khoảng thời gian vừa rồi hắn đã làm cái gì? Thật tò mò, đáng tiếc chuyện như vậy người ngoài căn bản sẽ không biết được, không chừng vô số năm sau sẽ tự chuyện lại sau đó có người kể chuyện lan truyền chuyện này ra trên cây hai vị lão giả thánh giáo cũng nhìn về phía danh hưu ánh mắt lóe lên đầu tiên hai người bọn họ cũng nhìn ra danh hưu không tầm thường tuổi còn nhỏ đã có tu vi như thế còn bá đạo như thế mà hai người bọn họ cũng nghe thấy người đi ra nghị luận chuyện bên trong bí cảnh biết được vị này vừa mới chém giết hai vị trong tam kiệt thanh châu tô mạnh dương sóc tuy rằng đối với hai người bọn họ mà nói thanh châu tam kiệt căn bản không lên mặt bàn dù sao, bản thân hai người bọn họ đều là đại lão thất phẩm, cũng có danh hiệu ở thánh giáo, trên giang hồ có thể xưng tông làm tổ, ở Thanh Châu càng là đại lão đỉnh phong. Lại nói Thanh Châu tam kiệt đời trước, cho tới nay vẫn chưa có người nào đột phá đến thất phẩm, đều kẹt ở lục phẩm, lục phẩm. Đối với người giang hồ Thanh Châu mà nói vẫn rất nghiêu bức, nhưng đối với hai vị lão giả thánh giáo thất phẩm mà nói thì cũng không lên mặt bàn. Nhưng, danh hưu đã dám chu sát hai vị trước mặt mọi người như cũ thể hiện sự bất phàm của hắn, tự mang ánh sáng chói mắt lão giả bên phải là hạt sống tốt, thiên phú, căn cốt, tâm tính đều là thượng phẩm, đáng giá bồi dưỡng. Hơn nữa nghe nói hắn ở trong bí cảnh cướp đoạt không ít bảo vật, cũng không thể lãng phí, dứt khoát bắt đi tính toán. Mang về hào hảo tẩy não, lão giả bên trái nói, nói có lý, loạn thế đến. Thiên địa đại biến, sợ là trong thánh giáo cũng sắp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai huynh đệ ta dự định củng cố địa vị ở thánh giáo cũng nên bồi dưỡng đệ tử nguyên đón biến cố, chỉ giang hạo thần không đủ. Không đúng, chờ chút, giang hạo thần đâu lão giả bên phải đúng vậy hắn đâu không phải cũng tiến vào bí cảnh sao sao hắn chưa đi ra hiện tại bí cảnh đã đóng cửa hắn chạy đi đâu rồi soát hai lão giả tập thể đưa mắt nhìn về phía cửa vào bí cảnh xác định bí cảnh đã hoàn toàn đóng lại hai người liếc nhìn nhau rồi đều lắc đầu hiển nhiên đều không thấy giang hạo thần đi ra không thể nào lão giả bên phải kinh ngạc nói tiểu tử kia vừa nhìn đã biết thiên phú dị bẩm có đại khí vận trên người theo lý thuyết bí cảnh này không phải cơ duyên của hắn cũng sẽ không bị vây chết bên trong chẳng lẽ hai ta chưa nhìn thấy không phải lão giả bên trái phủ định nói tuy hắn có áo choàng hai ta cho nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản võ giả thất phẩm trở xuống nhìn chăm chú chứ không nói hai ta vẫn chưa bị áp chế triệt để đến lục phẩm chỉ nói áo choàng kia là bảo vật của lão phu nếu thật có người khoác lên lão phu sao lại không cách nào phát hiện có lẽ hắn đã bị vây ở bên trong nói xong lão giả bên trái hữu ý vô ý đưa mắt nhìn bao vây trên lưng đại hoa trực giác nói cho hắn biết dường như nơi đó có cảm giác quen thuộc chẳng qua bởi vì bản thân đại hoa đặc thù hắn không cách nào phát hiện quá nhiều có chút ý tứ đây là lại giết người trung nghị liếc nhìn doanh hưu vừa mới đi ra hai mắt lóe ra hào quang trong tầm mắt trên người doanh hưu có sương mù màu đỏ nhạt lưu chuyển đang dần dần nhạt đi đây là đồng thuật hắn tu luyện đặc thù có thể nhìn nhân khí biến hóa sự kiện phân biệt thật giả thế gian muôn màu mà khí tức trên người danh hưu đại biểu cho hắn vừa mới giết người không phải loại miểu sát sát khí vô cùng nặng nhưng rốt cuộc trong bí cảnh còn tồn tại tồn tại gì có thể khiến vị này chu sát lại không tiếc bỏ lỡ cơ hội sắc mặt chu nghị nghi hoặc đồng thời mơ hồ đoán được một người giang hạo thần không thể nào nếu thật sự như thế chu nghị cũng âm thầm tặc lưỡi người này quá quyết đoán tác phong làm việc quả thực có thể nói là cực đoan mà lại có thủ tất báo tinh thông tinh kế mưu đổ, người như thế sẽ không chết tương lai không thể dự đoán giờ phút này các võ giả thấy danh hưu đi ra cũng không đưa mắt nhìn về phía đội ngũ đại tràn muốn danh hưu không ra được bọn họ có thể có chút tâm tư nhưng vị diêm vương sống này đi ra lại khác ngay sau đó lại lần nữa thủ địch lẫn nhau dương cung bạt kiếm thậm chí cho dù là những võ giả đi ra từ bí cảnh hai mắt cũng đỏ ửng không tự chủ được liếc nhìn người bên cạnh hiển nhiên không chỉ có những võ giả ở lại canh giữ bên ngoài cho dù là những người đạt được bảo dược tẩy tủy hà thủy như bọn họ cũng tham lam Ai sẽ ghét bỏ bảo vật của mình nhiều, võ giả tu luyện không phải dựa vào tài nguyên sao? Ai có tài nguyên nhiều hơn thì tương lai người đó có càng nhiều khả năng hơn, người đó có thể có thêm một cơ hội thay đổi vận mệnh. Nhưng, ngay khi mấy trăm võ giả sắp đại chiến mở ra, đã thấy, danh hưu phất tay, a lai hiểu ý, quát mấy trăm võ giả, đem bọn họ vây lại, trong trước mắt. Hơn một ngàn đệ tử đại chăn không chút do dự bước ra khỏi hàng lao vụt. Chỉ trong chốc lát đã vây khốn mấy trăm võ giả ngơ ngác. Bày trận, Bạch Tinh Hà dẫn đầu cuồng hống, đạp, đạp, đạp. Hơn ngàn đệ tử đại chăn bước chân na di bày quân trận, từng trận sắc khí chống rỗng ngưng tụ. Sắc khí ngập trời giống như chuông lớn vây khốn mấy trăm võ giả. Sau một khắc, trên đội ngũ mơ hồ có hắc hổ như ẩn như hiện, tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa, khiến người sợ hãi. Rút đao, Bạch Tinh Hà lại gào lên, keng 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 keng. Keng 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 keng, keng. từng tiếng rút đao không ngừng vang lên bên tai hơn ngàn đệ tử đại chăn rút hắc đao ra nhanh chóng quấn quanh trên tay mỗi người đều dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú mấy trăm võ giả sát khí tung hoành tất cả phát sinh quá nhanh chờ mấy trăm võ giả phản ứng lại đội ngũ đại chăn đã sớm bày trận vây khốn tập thể bọn họ cái gì lúc này phải làm gì đây lâm đường mấy trăm võ giả giờ phút này lâm đường dạ mị chu nghị đều vô cùng kinh ngạc không phải kinh ngạc vì đội ngũ đại chăn thánh đình muốn làm gì doanh hưu muốn làm gì mà là kinh ngạc đội ngũ đại trăn thánh đình có thể xếp hàng quân trận hơn nữa rõ ràng không nhìn ra được mặt hàng này quân hồn hắc hổ hai mắt lâm đường tỏa sáng vừa nhìn đã biết là quân trận sát phạt thượng đẳng rốt cuộc là từ đâu mà có thậm chí hắn còn cho rằng khí thế của quân trận này không kém bao nhiêu so với quân đoàn tinh nhuệ thanh châu quân càng thêm mơ hồ quân trận này là có tiểu tướng áo giáp nói với chu nghị dường như không phải trận pháp nội bộ của quân đội đại tề quân bộ chỉ có thể sinh ra quân trận loại hổ là lôi hổ trận có khác biệt rất lớn với trận này. Vương gia, quân trận này của hắn không tầm thường nếu có thể có trợ giúp rất lớn cho việc phát triển đi trụ sở, dù sao đại trận quân bộ chúng ta dùng luyện binh không phải kế lâu dài. Một bên, sắc mặt chu nghị thâm trầm nhìn vị trí danh hưu, lại lắc đầu, không cần nhắc lại việc này nữa. Trận này cũng không thích hợp với chúng ta, sử dụng đại trận quân bộ sẽ có phiền toái, sử dụng trận này cũng phải dính nhân quả. Hai người sẽ không cho rằng quân trận như vậy thật sự là bang phái địa phương có thể xứng đáng hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn luyện ra tinh binh như thế cho dù những thứ này đều là trùng hợp quân trận cũng là đối phương ngẫu nhiên thu được nhưng ngươi đoán bang phái địa phương sẽ có nhiều thiên kiêu trẻ tuổi như vậy sao trùng hợp quá nhiều tuyệt không có khả năng là trùng hợp lại nói bản vương là đi nhậm chức sao có thể cướp đoạt quân trận nghe vậy sắc mặt của hai tiểu tướng mặc áo giáp đều nhất trí đúng vậy đúng như lời vương gia nói nhiều trùng hợp như vậy ở chung một chỗ căn bản không có khả năng đó chỉ có một khả năng sau lưng doanh hưu có người hơn nữa thế lực tuyệt đối phi phàm nếu không cũng không lấy ra được quân trận như thế cũng không thể để thiên kiêu như a lai bạch tinh hà thích nghiêu thượng quan thành y lăn lộn trong bang phái đại trăn chính là thế lực kia bố trí quân cờ lại thêm việc bọn họ sắp tới lương châu nhậm chức bắc yến quận muốn điệu thấp hiện tại quân trận này xuất hiện trước mặt mọi người muốn bọn họ lấy được tới tay sợ sẽ dẫn tới phiền phức rất có thể sẽ bị văn thần buộc tội nói tam hoàng tử muốn tạo phản ngay sau đó hai tiểu tướng mặc áo giáp lắc đầu không quan tâm tới quân trận nữa sau lưng hắn sợ có người vạn mã cũng đưa ra suy đoán giống vậy ừm dạ mị gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía danh hưu càng tràn ngập tò mò trên người thật nhiều bí mật có một từ hình dung như thế nào thanh niên bảo tàng thật muốn giải phẫu xem rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật chưa nói ra cho hắn nam tỷ tỷ tiểu ất nhìn biến hóa này nói với vương nam không phải là hắn lại muốn vương nam gật đầu hẳn là vậy nhưng tiểu ất ngơ ngác nói hắn không ở bên trong đã tới một lần hiện tại lại muốn ai có thể chịu được vương nam nhún vai người là dao thớt ta là thịt cá tiểu ất cái hiểu cái không gật gật đầu lại nhanh chóng cười rộ lên nếu không cách nào phản kháng vậy thì hưởng thụ cho tốt các ngươi các ngươi muốn làm gì có võ giả khó khăn nuốt nước miếng nhìn đội ngũ vây quanh mình quát lên làm gì đương nhiên là thu phí bảo kê một giọng nói âm lãnh vang vọng trong tay chư võ giả lập tức từng tiếng bước chân vang lên chỉ thấy a lai đi tới trong vòng vây đạp 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 nhìn mấy trăm võ giả cất cao giọng nói nơi đây núi cao rừng sâu thổ phỉ sơn tặc rất nhiều các ngươi cầm nhiều bảo vật như vậy rất dễ bị thổ phỉ nhìn chằm chằm giết người đoạt bảo thân tử đạo tiêu đúng a lai chắp tay với vị trí của danh hưu hu ô gia nhân tử thông cảm cho các ngươi thiên tân vạn khổ tới đây sợ các ngươi ủng phí tính mạng đặc biệt lệnh cho chúng ta bảo vệ các ngươi an toàn đương nhiên các ngươi cũng phải nộp lên một phần phí bảo vệ giao dịch công bằng không lừa giả dối trẻ. Mỗi người chỉ cần nộp lên một thùng nước sông tẩy tủy hoặc là bảo vật ngang hàng với ngươi là được. Cái gì? Sắc mặt của đám võ giả biến hóa điên cuồng. Mặc dù bị bao vây đã không dễ đoán ra, nhưng khi nghe thấy đại chăn muốn cướp bóc vẫn phẫn nộ. Dù sao nhiều lần, nhiều lần bị cướp mặc cho ai cũng không thể chấp nhận, không thể nào. Có võ giả phản bác, ba ngày ban mặt, từ đâu tới thổ phỉ, chúng ta cần gì bảo vệ. Không có thổ phỉ, A-lai cười khoát khoát tay, một bên. Bạch Tinh Hà, vương tà vô cùng ăn ý móc miếng vải đen từ trong ngực ra che lên mặt hai chữ thổ phỉ có thể thấy rõ ràng bạch tinh hà tây bắc huyền thiên một mảnh mây vương tà quạ đen rơi vào bầy phượng hoàng bạch tinh hà bảo vật gặp mặt chia một nửa vương tà không cho ta thì chết thổ phỉ nguyệt long sơn ra ra ở đây bạch tinh hà rút bá đao ra quát ai dám lỗ mãng mọi võ giả mẹ nó còn dám chơi như vậy sao không phải chơi có chút bẩn chúng ta sẽ không đưa có võ giả gào thét, mấy trăm người chúng ta không thể sợ hắn, cùng lắm thì lao ra, chỉ bằng hơn ngàn người bọn họ, cho dù có quân trận cũng không thể vây khốn được. Chúng ta đều là huynh đệ, đoàn kết lại, đúng, đoàn kết chính là lực lượng. má nó, thúc có thể nhịn cũng không thể nhịn, muốn bảo bối không có, muốn mạng không cho. trong lúc nhất thời, có chút quần tình xúc động phẫn nộ, nhưng không có bất kỳ người nào xông ra, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Cho dù biết rõ cùng nhau xông ra khỏi đội ngũ đại trăn thánh đình không thể hoàn toàn vây khốn, đặc biệt trong bí cảnh hắn đã từng quen biết Doanh Hưu, càng rõ ràng vị gia gia này rốt cuộc tàn nhẫn cỡ nào. Đối phương thật dám thật hạ tử thủ. Chụp năm nay một đám cát vụn. Doanh Hưu thấy vậy sắc mặt khinh thường. Tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Đây cũng là nguyên do vì sao hắn muốn dẫn hơn một ngàn đội ngũ đại trăn tới đây. Làm như vậy là để tạo ra hiệu quả phong tỏa nếu không cho dù danh hưu có thực lực đơn thể quá mạnh cũng không thể một mình vây khốn mấy trăm người đông danh hưu gõ gõ quải trượng không nên lãng phí thời gian nghe vậy bạch tinh hà nhìn về phía người lên tiếng đầu tiên vị này vừa mới hô xong lời đã lén lút chạy về phía đám người rõ ràng không phải bánh ngon hắn ta đi từng bước một về phía hắn ta lạnh như băng nói chỉ có ngươi bản thổ phỉ nhìn ngươi không vừa mắt hôm nay diệt ngươi a à, võ giả lên tiếng lập tức luống cuống muốn lẩn trốn trong đám người nhưng lại phát hiện xung quanh mình đã sớm chống ra một khoảng lớn sắc mặt cuồng biến không phải nói nhảm huynh đệ lớn nhỏ huynh đệ đoàn huynh đệ có việc ngươi mặc kệ ngay sau đó muốn nói gì với bạch tinh hà nhưng bạch tinh hà vốn lười nói nhảm xông tới giơ đao chém chết võ giả đang định nói chuyện ngay tại chỗ vương tà lập tức đi trước mặt mọi người cướp đoạt bảo vật trên người hắn sau đó ánh mắt phấn khởi tham lam nhìn những người khác kế tiếp là ai đây lập tức bạch tinh hà khóa chặt trên người tiểu ất chỉ có ngươi ta ta giao phí bảo kê tiểu ất lập tức bước ra khỏi hàng nói chỉ cần có thể bình an ta giao phí bảo hộ đây là nước tẩy tủy hà ta mang ra ngoài nói xong cầm thùng gỗ đưa ra ngoài sau đó đệ tử đại chăn nhường đường rời khỏi vòng vây những võ giả khác thấy tiểu ất làm gương lại nhìn thi thể dưới đất sắc mặt dao động nhưng có người không cam lòng bởi vậy bọn họ vẫn chưa có người chủ động ra khỏi hàng bạch tinh hà vương tà cũng chưa thật sự tìm kiếm mục tiêu kế tiếp dù sao cũng không thể ép quá mức hiện nay hai bên đang giằng co đại chăn không muốn tiếp tục giết chóc sợ khiến người khác bắn ngược võ giả bị vây khốn vừa sợ hãi vừa không muốn giao ra bảo vật tẩy tủy hà ngay khi không ít võ giả dự định đứng ra vung tay hô lên đồng quải trượng của danh hưu lại rơi xuống đất lần nữa đồng thời vang vọng toàn bộ âm thanh chỉ cho các ngươi nửa nén hương để cân nhắc thời gian 100 người chủ động nộp lên trên phí bảo hộ giảm phân nửa không giao phí bảo hộ giết tập thể giao nộp hai lão quyết định cái gì một trăm hạng đầu giảm phân nửa. Lời này vừa ra, vô số võ giả hai mắt sáng lên, ngay sau đó không ít võ giả trực tiếp lao ra quát, ta giao, ta giao, mẹ nó. Ai cũng đừng tranh đoạt với lão tử, một trăm người đứng đầu nhất định phải có một danh ngạch của lão tử mới được. Không có nước sông tẩy tủy, những thứ khác có được không, trong lúc nhất thời. Lượng lớn võ giả chen trúc chạy băng băng tới chỗ đệ tử đại trăn, Nôm nước tẩy tủy hà trong tay lên, rất nhanh có hơn trăm người giao ra một thùng nước tẩy tủy hà, hoặc bảo vật ngang cấp bị đệ tử đại chân thánh đình thả đi mà những võ giả chạy chậm hoặc do dự tiếp tục bị vây ở bên trong bọn họ nhìn đội ngũ đại chân như hổ rình mồi nhìn tán hoa tâm nhân không khỏi thở dài vô cùng rõ ràng căn bản không có khả năng phản kháng thành công lòng người tan tác căn bản không cách nào tụ tập lại huống chi những võ giả đứng đầu sớm lao ra 9 phần mười còn lại đều lấy nhất nhị phẩm làm chủ những võ giả này đối mặt đội ngũ sắc khí đằng đằng đại chân thánh đình đúng là có chút e ngại bởi vậy tất cả đều lựa chọn giao nước tẩy tủy hoặc là bảo vật ra. Mà thôi mà thôi, không phải chỉ giao chút phí bảo kê thôi sao, coi như phá của tiêu tai, mua bình an. Dù sao phụ cận đều là rừng núi hoang vắng, cũng chỉ có một thôn trấn tồn tại, nước tẩy tủy hà cũng không có chỗ bán, đưa ra ngoài thì đưa ra đi, dù sao cũng tốt hơn so với bỏ mạng. Chúng ta lấy nước tẩy tủy hà tẩy lễ, được coi là tạo hóa thiên địa, từ xưa đến nay chỉ uống một hơi là đã có trời định. Hiện tại mất đi những nước tẩy tủy hà này chưa hẳn đã không phải chuyện tốt tất cả vô cùng thuận lợi vẫn chưa dương cung bạt kiếm như trong tưởng tượng đại chiến mở ra ngược lại là những võ giả kia tự an ủi mình chủ động giao nộp bảo vật ra ngoài không dám phản kháng thậm chí một trăm võ giả đứng đầu thấy võ giả phía sau giao nhiều gấp đôi bọn họ còn có cảm giác tự hào rất lớn những võ giả vào bí cảnh bị tẩy tủy hà tẩy lễ cũng đang an ủi có được tất có mất chỉ có những võ giả chưa bước vào bí cảnh hiện tại ngược lại bị thu phí bảo vệ sắc mặt vô cùng khó xử nhưng bọn họ vốn đã ít người lại thêm bắt nạt kẻ yếu sợ mạnh căn bản không thể tạo nên bất kỳ sóng gió gì, nửa nén hương sau. Thùng nước tẩy tủy hà phía trước đội ngũ đại chăn đã trồng chất như núi, các loại bảo vật khác cũng có số lượng rất đông đảo. Thấy vậy, Chu Nghị, Lâm Đường, Dạ Mị mấy người cũng không khỏi khóe miệng co giật. Lâm Đường, hắn thật không hổ là người của bang phái, đến đâu cũng không quên thu phí bảo kê, lại còn đem mưu kế, nhân tâm xuất thần nhập hóa. Có tâm tính như thế, lại thêm thủ đoạn tàn nhẫn, cùng với những thiên kiêu giới trướng, sợ tương lai cũng sẽ chiếm một vị trí ở thanh châu đương nhiên trong lòng hắn đã xác định phía sau đối phương có thế lực ủng hộ trước tiên ép những võ giả kia đến chết đi được chu nghị lẩm bẩm nói sau đó lại để khí thế của đối phương tăng lên đến mức tận cùng là thay đổi như gió cho một trong người ưu đãi danh ngạch khiến nội bộ bọn họ lập tức tan rã. rõ ràng là cưỡng ép đòi bảo vật để hắn làm như đang thi ân thủ đoạn đùa bỡn lòng người như thế thật là thượng thành tuy rằng thủ đoạn này trông thì cực kỳ đơn giản nhưng đại đạo lại cực kỳ đơn giản thủ đoạn càng đơn giản thì càng có hiệu quả. Hơn nữa độ khó khi thi triển cũng càng cao, hắn phải kết hợp thiên thời địa lợi mới được. Ví dụ như mưu kế vừa nãy nếu đổi lại là người khác tuyệt đối không thể thành công. Danh hưu có thể vì thủ đoạn tàn nhẫn của hắn mà vô pháp vô thiên, giết chóc nhị kiệt thanh châu xâm nhập lòng người. Lại thêm thực lực mạnh mẽ của hắn, đội ngũ đại trăn phong tỏa quân trận, nắm giữ thời cơ. Nếu thiếu một thứ cũng không được, mới có thể có hiệu quả này. Hắn càng giống trộn lẫn tà giáo hơn so với chúng ta, lái, gót chân, Vạn mã cảm khái một câu, đi thôi. Dạ mị nhìn thật sâu danh hưu cũng không đánh giá nhiều, vạn độc đỉnh xuất thế, phải nhanh chóng đưa về trong giáo, nếu không ở trong tay chúng ta không khác nào củ khoai lang phòng tay. Thanh nữ, lần đầu tiên thiên quân trịnh trọng nhìn dạ mị nói, chỉ cần ngươi muốn ở lại không cần giao về cho giáo nội, không. Dạ mị lắc đầu, bây giờ không phải lúc, không cần phải dẫn lửa thiêu thân, cũng không thể đến được bước đó. Thiên quân còn muốn nói thêm cái gì lại bị vạn mã kéo một chút không nói thêm lời, theo dạ mị rời đi, Tiểu ca ca, Dạ Mị khoát tay với vị trí của Doanh Hưu, hữu duyên gặp lại, hy vọng lúc gặp lại có thể ngồi mà luận đạo, không phải kẻ địch sinh tử, hẹn gặp lại. Nói xong, đầu cũng không quay lại mang theo Thiên Quân, vạn mã rời đi. Thấy vậy, Doanh Hưu liếc nhìn ba người Dạ Mị lại mịt mờ nhìn về phía xa, lẩm bẩm nói: Thanh nữ Thanh Tuyết giáo, thật sự rất chờ mong ngươi có thủ đoạn gì, còn có tình huống của Thiên Quân kia rốt cuộc là gì. Đồng thời, không ít võ giả nhìn Dạ Mị rời đi trao đổi với nhau. Trong đó có một số võ giả tam phẩm nói ra tin tức đối phương lấy được vạn độc đỉnh trong bí cảnh, khiến sóng to gió lớn. Vạn độc đỉnh, hai lão giả trên cây trợn to hai mắt, biểu cảm không thể tin, thậm chí còn sắp đứng không vững. Vốn hai người bọn họ cho rằng bảo vật theo lời đại tế ti rất có thể bị danh Hưu lấy được, dù sao trong số những bảo vật hắn thu được nhiều nhất cũng là tồn tại có khả năng lớn nhất. Tiếp theo nghi ngờ là Tam hoàng tử Chu Nghị, Lâm Đường, Dạ Mị cũng đang hoài nghi đối tượng, nhưng cũng không quá coi trọng, vừa mới nãy hai lão giả quyết định chờ doanh hưu cướp bóc xong các võ giả bọn họ sẽ ra tay cướp bóc doanh hưu cướp bóc đám người trung nghị lâm đường dạ mị dù sao thời gian của bọn họ cũng có hạn lão giả bên trái thì ra bảo vật theo như lời đại tế ti lại là vạn độc đỉnh trách không được có thể khiến đại tế ti coi trọng như vậy nếu hai ta có thể lấy được vạn độc đỉnh nếu thật lập được đại công lao khẳng định sẽ được đại tế ti ban thưởng dù sao vạn độc đỉnh vốn là tam bảo của thánh giáo chẳng qua vì một số nguyên nhân mà mất đi việc này vẫn khiến thánh giáo đau lòng đại tế ti từng nói ai tìm được tam bảo thì sẽ là công thần số một của thánh giáo hiện tại cơ duyên đến lúc đó sẽ chủ động xuất hiện trước mặt hai người bọn họ điều này khiến hai người bọn họ không khỏi kích động soát lão giả bên phải đã muốn lao ra chờ một chút lão giả bên trái ngăn hắn lại nói chờ nàng rời khỏi nơi đây trước không nên đánh rắn động cỏ có ý gì lão giả bên phải hết sức khó hiểu hai ta ra tay còn có thể xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn sao ngươi không hiểu Lão giả bên trái nói, ngươi cũng biết hai ta nuốt đan dược có hạn chế, chỉ cần ra tay liền có thể duy trì một đoạn thời gian, không có khả năng duy trì quá lâu. Trong thời gian ngắn như vậy muốn cướp giả mị, lâm đường, danh hưu cũng đủ thời gian, nhưng muốn giết sạch tất cả mọi người lại không thực tế. Mà giả mị thân là thánh nữ thánh tuyết giáo rất có thể sẽ nhận ra thân phận của chúng ta ngay. Từ đó khiến người ta bại lộ thời gian, trước tiên không nói như vậy sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức cho thánh giáo. Nói vạn độc đỉnh, bí bảo như thế, nói xong ánh mắt hắn lộ ra một tia trịnh trọng, tham lam. Nghe vậy, lão giả bên phải bừng tỉnh đại ngộ, hai con ngươi cũng sáng rõ, đại ca, ngươi nói là chúng ta. Đúng, lão giả bên trái gật gật đầu, một hồi ngươi đi tìm một vị trí bí mật, đơn độc cướp giết ba người giả dạ mị, bên ta cũng sẽ bí mật ra tay. Tranh thủ trong tình huống không bại lộ thân phận cố gắng cướp thêm chút tài nguyên, sau nửa canh giờ sẽ tụ hợp ở chỗ cũ, tốc chiến tốc thắng. Danh hưu, giết bản tọa, cho dù giáo chủ ngươi cũng không xứng. Được, lão giả bên phải gật gật đầu quay người biến mất tại chỗ một lát sau đội ngũ đại chăn dọn dẹp xong bảo vật cướp đoạt được hơn một ngàn đệ tử đại chăn thánh đình mỗi người khiêng bao đồ cảnh tượng này khiến không ít võ giả nhìn mà khóe miệng co giật rõ ràng bọn họ đã vào bí cảnh liều sống liều chết chém giết kết quả kết quả là những đệ tử đại chăn không tiến vào bí cảnh lại bọc lớn bọc nhỏ thắng lợi trở về chuyện này chỉ có mẹ hắn châm chọc và lại hoàn toàn không có chỗ nói lý suy o o o nhưng ai khiến người nhà người ta nhiều hơn vũ lực mạnh mẽ hơn nữa thủ đoạn độc ác không thể đắc tội nổi chỉ có thể chịu thua không khỏi lẩm bẩm nói đi thôi đi thôi lưu lại cũng không có chút ý nghĩa nào về nhà thôi đi tìm mẹ nghĩ lại cũng không tệ tối thiểu cũng đạt được tẩy tủy hà tẩy lễ trở về tối thiểu có thể thổi vài năm ngay sau đó các võ giả lập tức rời đi tam hoàng tử tại hạ đi trước lâm đường chắp tay với chu nghị trước lại gật đầu với danh hưu danh bang chủ cáo tử chờ chút chu nghị phất tay ngắt lời muốn rời khỏi lâm đường ánh mắt liếc nhìn đại thụ cách đó không xa lại nhìn doanh hưu nói hôm nay chúng ta cũng coi như vừa gặp đã quen không bằng cùng đi một đoạn đường đi như thế nào nghe vậy hai mắt doanh hưu hơi ngưng lại thầm nghĩ vị này sợ cũng phát hiện hai vị lão giả không đúng hiện tại chỉ còn lại một vị một vị khác đuổi theo ba người giả mị sợ nửa đường cướp giết bí mật cướp lấy vạn độc đỉnh lưu lại lão giả rõ ràng đang đánh chú ý lên đám người mình nếu chu nghị có thể phát hiện điểm này chắc chắn cũng có thể đoán ra mục đích của đối phương mà thực lực của vị lão giả kia rất mạnh dựa theo thẻ tre màu đen phản hồi tối thiểu cũng có lục phẩm trở lên thậm chí càng mạnh hơn nhưng trong tình huống nguy hiểm như vậy chu nghị lại chủ động yêu cầu đi chung với đám người mình có chút quyết đoán hiển nhiên chu nghị không định để lão giả kia giết lâm đường và mình về phần tại sao hắn ta có thể có lực lượng như vậy dựa vào thân phận hoàng tử vương gia xác suất này cũng không lớn dù sao thì địa vị của hoàng tử đại tề có cao đến đâu thân phận vương gia cũng là hạng ngưu bức tông môn bình thường thế gia không dám đắc tội nhưng đối với tà giáo và thế lực phản loạn thân phận này chẳng những không phải bùa hộ mệnh ngược lại còn là bùa đòi mạng càng nguy hiểm hơn như vậy chu nghị dự định ba người cùng rời đi đối mặt với lão già kia hắn ta sẽ có càng nhiều cơ hội chạy trốn hơn cũng có thể là có những lá bài tẩy khác lắc đầu danh hưu cũng không trả lời chu nghị mà là ở dưới ánh mắt không thể tin được của chu nghị bước tiếp theo đi về phía trước đông 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 âm thanh quải trượng gõ xuống mặt đất vang vọng khắp thiên địa mãi đến khi bóng người kia đi tới trước mặt mọi người một tay chống nặng một tay chống nặng đứng nhìn về phía trước lạnh như băng nói ở trước mặt bổn tọa ngươi cũng xứng trốn trốn tránh tránh giả thần giả quỷ lăn ra đây trong nháy mắt trận trận thanh âm cuốn sạch bụi mù cuồn cuộn lá cây hướng phía trên một cây đại thụ trùng kích mà đi ẩm đại thụ che trời bị trùng kích rung động kịch liệt vô số cành cây đứt gãy đương nhiên những thứ này đều không tính là gì Khiến người ta giật mình là không ngờ thật có lão giả ngân bào chống rỗng xuất hiện. Cái gì? Sắc mặt của các võ giả đột nhiên cuồng biến, một là không ngờ cách đó không xa lại có một lão giả áo xám đang ẩn núp, hai là bọn hắn thình lình phát hiện hai chân đối phương cách mặt đất hơn 10 cm đang đứng trên không trung, từng trận kinh hô vang lên, "Lăng Không, thất phẩm, hắn là đại lão thất phẩm, tồn tại bực này sao lại đến nơi đây?" Thoạt nhìn hắn rất đáng sợ, quanh thân có ngân khí quấn quanh, hẳn không phải là người trong tà giáo chứ. Giờ khác này các võ giả bị lão giả áo bạc dọa đến tập thể lui về phía sau. Chuyện này, thất phẩm lại có thể đi lại trên thế gian. Sao lại như vậy? Trước đó không lâu phụ thân ta mới nói là không được. Sắc mặt lâm đường kinh ngạc, hai mắt cũng nhìn chăm chú vào hai chân lão giả mặc ngân bảo cách mặt đất. Phương thế giới này, ở thời kỳ thượng cổ nghe nói võ giả tứ phẩm có thể bay lên không. Nhưng về sau không biết đã xảy ra cái gì khiến tứ ngũ lục phẩm không thể bay lên không nữa, chỉ có tài năng thất phẩm trở lên nhưng dựa theo sách cổ ghi lại chứ không thể phi hành ra chiến lực vẫn chưa phát sinh biến hóa mà hai chân lão giả mặc ngân bào rời khỏi mặt đất điều này nói rõ hai loại tình huống nếu không phải công pháp tu luyện của đối phương vô cùng đặc thù ngưng tụ ra chân nghĩa phi hành sớm khống chế thủ đoạn bay lên không chẳng qua loại này tồn tại cực ít nếu không phải là võ giả thất phẩm khả năng này rất lớn bởi vì hắn đã có thể ở trên người đối phương phát giác được nguy hiểm cố uy áp kia tương tự với phụ thân mình chỉ khiến hắn hoài nghi vì sao thế giới trước mắt lại có võ giả bực này hành tẩu căn bản không phù hợp logic ngân hôi nhị lão ngân lão hộ pháp trưởng lão của tà giáo hiện tại chu nghị lên tiếng nói ra thân phận của người trước mặt hẳn là hắn đã dùng thủ đoạn áp chế tu vi xuống lục phẩm ngân lão nghe được hai chữ này không ít võ giả biết được thân phận của ngân lão càng không cách nào bình tĩnh được cho dù không rõ đối phương là ai nhưng nghe chu nghị nói đối phương ở thánh giáo là hộ pháp trưởng lão cũng không cách nào bình tĩnh được nếu như trước đó bọn họ có hoài nghi, như vậy lời này của Chu Nghị cơ bản xác định lão giả này là thất phẩm võ giả. Dù sao trong hai đại giáo thánh giáo, thanh tuyết giáo, trưởng lão hộ pháp đều là thất phẩm võ giả, nếu không sẽ không có tư cách đảm nhiệm. Việc này cũng không phải bí mật. Ngân hôi nhị lão, hai con ngươi lâm đường ngưng lại, 50 năm trước tại giang hồ nhấc lên giết chóc không nhỏ. Sau đó trong lúc nhân sĩ chính đạo đuổi giết, hai tên phản đồ phích lịch tông đầu nhập vào tà giáo. Ừm. Chu Nghị gật đầu, Hai vị này 50 năm trước đã gây ra động tĩnh không nhỏ ở Trung Châu thậm chí là Đại Tề. Châu Bò nhất là không gì hơn là Tông Chủ Phích Lịch Tông dạy dỗ hai người bọn họ cũng mới tứ phẩm, có thể thấy được hai người này có thiên phú cực cao. Đa tạ, Lâm Đường trong nháy mắt hiểu được cái gì nên chấp tay với Chu Nghị, lại nhìn Doanh Hưu hết sức khó hiểu. Hắn đã đoán ra Chu Nghị không cho hắn hành động một mình rõ ràng sợ bị người này đánh chết. Nhưng hắn không thể lý giải vì sao Doanh Hưu lại bước đối phương ra trước mặt mọi người, rất không hợp lý dưới tình huống như thế không nên vụng trộm rời đi chỉ cần đối phương không chủ động xuất hiện thì sẽ giả vờ không nhìn thấy đối phương sao làm cản sắc mặt của lão giả áo bạc vô cùng âm lãnh nhìn chăm chú danh hưu vừa rồi hắn vừa mới định lấy mặt nạ đeo lên để che giấu tung tích không ngờ bị danh hưu đột nhiên trùng kích hiện thân hiện tại lại bị chu nghị phá hủy thân phận khiến kế hoạch ẩn tàng của mình hoàn toàn biến mất há có thể không tức giận danh hưu đúng không hắn nhìn danh hưu lạnh như băng nói lúc đầu lão phu định tha cho ngươi một mạng thậm chí mang về thánh giáo thu ngươi làm đồ đệ, ban cơ duyên cho ngươi, nhưng hiện tại lão phu đổi ý, lão phu muốn giết ngươi, bầm thây ngươi vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Soát, trên người hắn ngân khí điên cuồng tuôn ra, hình dáng mặt mũi dữ tợn sau lưng hắn hiện lên quỷ quái, đây chính là chân nghĩa của hắn. Thấy vậy, Chu Nghị vô thức đặt tay lên ngực, nơi đó có một dây đỏ sâu gỗ nhỏ. Ao ao, các võ giả gặp quỷ quái điên cuồng nuốt nước miếng, thậm chí không ít người sợ đến mức co quắp ngồi dưới đất, mơ hồ có nước tiểu chảy xuôi, không phải bọn hắn quá nhát gan, phải hiểu chân nghĩa lục phẩm có thể hóa thực. Nói cách khác quỷ quái gần 78 mét trước mặt này không còn là hư ảo, thấy được sờ không được, mà là thật sự, có thể ảnh hưởng sự tồn tại của hiện thực. Đây là chân nghĩa ngưng thực sao, hai con người danh hiu ngưng lại, trực tiếp ngưng kết ra thi thể quỷ quái 78 mét, đây còn là dưới trạng thái bị áp chế, muốn toàn thắng sẽ lớn bao nhiêu. Võ giả thất phẩm còn như vậy, muốn bát phẩm, cửu phẩm sẽ như thế nào. Chân nghĩa ngưng thực chiến đấu như vậy, có chút tương tự với thần ma trong truyền thuyết cổ đại cả đời mà ngay khi lão giả áo bạc muốn động thủ Chu nghị dự định kéo lưỡi dìu xuống những võ giả khác run lẩy bẩy đã thấy đầu sóng ngọn gió danh danh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nhìn lão giả áo bạc ngửa mặt lên trời cười to giết bổn tọa ha 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 đừng nói là ngươi cho dù giáo chủ ngươi ở đây cũng không xứng danh hưu quỳ xuống tha cho ngươi không chết cái gì các võ giả nghe được lời này đều sửng sốt hoàn toàn không thể tin nhìn về phía danh hưu Vô cùng ngơ ngác, cho dù ai cũng biết Doanh Hưu cuồng, cho dù mọi người đều biết Doanh Hưu làm việc vô pháp vô thiên, nhưng cũng muốn phân đối ai mà không phải. Hiện tại lão giả mặc ngân bào trước mặt kia đường đường là thất phẩm võ giả, hộ pháp trưởng lão của thánh giáo, tuyệt đối là tồn tại cấp đại lão, mà Doanh Hưu, một võ giả tứ phẩm, bang chủ địa phương hoàn toàn không cùng một cấp bậc có được hay không? Chỉ có vậy, ngươi không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng phải nói chuyện dễ thương lượng đúng không? Thật không hổ là hắn có võ giả không nói nên lời, ta cảm thấy hoạt diêm vương đã không đủ để hình dung hắn nữa rồi, còn phải thêm cái tên vương giả ngầu mới đúng, thật quá biết trang bức. Hắn đã tính là phế vật, đường đường là võ giả thất phẩm mà cũng dám kêu gào như thế, còn dám làm màu trước mặt đối phương, tự tìm đường chết. Giết hắn cũng tốt, ai bảo hắn tàn nhẫn thu phí bảo hộ của bản thiếu gia như thế, hắn không chết bản thiếu gia không thể tiết hận. Trong lúc nhất thời, các võ giả đều nhỏ giọng nghị luận, đều cho rằng doanh hưu tuyệt đối sẽ bị phế, chết không thể chết lại trong đó đại bộ phận võ giả vui sướng khi người gặp họa dù sao ai bảo vừa rồi doanh hưu vừa mới cướp bóc bọn họ hiện tại thấy doanh hưu xui xẻo nếu không cố kỵ cộng thêm thế cục trước mắt không rõ sợ sẽ cười ra tiếng một bên chu nghị cũng bị lời nói của doanh hưu làm cho sững sờ một chút tay cầm dìu gỗ cũng tạm dừng lại thật sự lời doanh hưu vừa mới nói quá trang bức nghe có vẻ muốn ăn đòn tiểu tướng mặc khải giáp trái ta muốn đánh hắn tiểu tướng mặc khải giáp hữu cùng lên lâm đường còn sử dụng công phu dưỡng khí châu bò nhất cũng có chút ngăn chặn khóe miệng không ngừng co giật đạp 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 đội ngũ đại chăn phất tay ra hiệu cho a lai nhanh chóng bày trận đi tới phía sau hưu ra nhà mình mặt lộ sát cơ cho dù đối mặt với tồn tại thất phẩm trong truyền thuyết như lão giả áo bạc cho dù biết rõ mình cùng nhau tiến lên cũng có thể là tặng đầu người nhưng vẫn không có bất kỳ e ngại nào ngược lại từng đôi mắt đỏ ngầu sắc khí ngút trời thấy vậy chu nghị không khỏi đưa mắt nhìn đội ngũ đại chăn lần nữa trong hai mắt hắn có ánh sáng không ngừng lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì, những người khác còn như vậy. Hú chi ngân bảo lão giả ở vào trung tâm đề tài, mũi hắn ta đã sắp tức điên, khí huyết dâng lên, hắn ta là ai? Đường đường là hộ pháp trưởng lão của thánh giáo, và lại hắn ta cũng từng có danh tiếng rất lớn. Bình thường, chỉ cần báo ra danh hiệu ai không cung kính, hiện tại lại bị một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch châm chọc, làm nhục trước mặt mọi người, còn liên lụy đến giáo chủ đại nhân thánh giáo cùng nhau nhục mạ, thật là buồn cười, thúc có thể nhị, thẩm cũng không thể nhị. Được, được, ngân bảo lão giả liên tiếp nói ba tiếng tốt, từng tiếng so với băng lãnh, nhiệt độ trong thiên địa phảng phất đều đang hạ xuống. Mà, ngay khi hắn muốn tiếp tục nói cái gì lấy lại danh dự, hành hạ đến chết tên cùng vọng trước mặt này, danh hưu lạnh như băng, giọng nói bá đạo lại lần nữa vang lên, "Hôm nay tâm tình bản tọa không tệ, hiện tại ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái với bản tọa, bản tọa cũng sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu không, đừng trách bản tọa tâm hoan." "Cái gì? Lão giả áo bạc?" A à, đường đường là hộ pháp trưởng lão của thánh giáo. Cho ngươi, một đầu lĩnh bang phái dập đầu vang dội, không phải, thế nào? Hôm nay ngươi ra ngoài không uống thuốc, hay là trong bí cảnh gặp ảo giác, nói mớ đây. Ha ha, ha ha, ha ha ha, ngân bảo lão giả giận quá hóa cười, nhìn doanh hưu khinh thường nói, quỳ xuống, lão phu sông sáo giang hồ 50 năm, dựa vào chính là xương cốt cứng rắn, đừng nói là ngươi. Cho dù thái tổ đại tề ở trước mặt, cũng không xứng để cho lão phu quỳ, một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch như ngươi cũng dám trêu đùa lão phu như thế thật là kết quả thiên hạ hoặc kê thiên hạ ách hắn vừa mới nói được một nửa đột nhiên sửng sốt chỉ thấy danh hưu dùng quải trượng gõ lên mặt đất đông ngay sau đó sau lưng có từng luồng uy áp thiên địa xuất hiện không ngừng khuếch tán khuếch tán đang khuếch tán trong nháy mắt ngay cả lão giả áo bạc cũng bị bao phủ bên trong ách ngân bào lão giả chỉ cảm thấy trong thiên địa có vô tận áp lực đang vọt tới mình phảng phất muốn sinh sinh đè ép bạo nổ chỉ trong nháy mắt chán sau lưng hắn toàn thân đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp soát hắn lập tức chắp tay với vị trí của danh hưu run rẩy nói xin hỏi vị tiền bối kia ở trước mặt lời này vừa nói ra chu nghị lâm đường cùng với các võ giả khác cũng đều đưa mắt nhìn về phía danh hưu giờ phút này tự nhiên cũng có thể cảm ứng rõ ràng nơi đó xuất hiện uy áp thiên địa quỳ xuống giọng nói già nua vang vọng giữa thiên địa cái gì hai mắt lão giả mặc ngân bảo chừng lớn phảng phất như nghe không hiểu giọng nói già nua, vô thức tiếp tục hỏi, tiền bối, ngươi nói cái gì? Lão phu để ngươi quỳ xuống, có nghe hiểu lời nói không? Giọng nói già nua lại lần nữa vang lên, uy áp giữa thiên địa cũng đột nhiên gia tăng, thậm chí trên bầu trời mơ hồ có một ít dị tượng rất nhỏ xuất hiện. Tiền, tiền bối, ngân bảo lão giả kinh ngạc nói, lão, vãn sinh không biết đã đắc tội tiền bối chỗ nào, vãn sinh là hộ pháp trưởng lão của thánh giáo, lần này đi ra là phụng mệnh đại tế ti. Tiền bối, hắn, không chút do dự rời hậu trường của mình ra muốn lấy thân phận đại tế ti đến áp chế vị tiền bối trước mặt nhì không thấu kia dù sao đại tế ti của thánh giáo cũng là người đứng đầu dưới giáo chủ hơn nữa trong một số năng lực và danh tiếng còn cao hơn giáo chủ thánh giáo nhưng khiến hắn thất vọng rồi nếu không ta và thánh giáo có chút quan hệ sâu xa chỉ bằng lời ngươi vừa nói thì phải chết giọng nói già nua sen lẫn phẫn nộ quỳ xuống nếu không để hắn nổi giận thật đừng trách ta không cho vị thánh giáo kia mặt mũi nữa t từng đợt hít vào khí lạnh vang lên giờ phút này tất cả võ giả đều giống như pho tượng nhìn về phía doanh hưu dù sao giọng nói già nua vừa rồi ý tứ quá rõ ràng giọng nói già nua này tuyệt đối là đại lão đỉnh phong điểm này bất kể là từ uy áp thiên địa hay là thái độ của hắn với giáo chủ thánh giáo đại tế ti đều có thể nhìn ra nhưng đại lão đỉnh phong bực này lại nói chọc giận doanh hưu ngay cả hắn cũng sẽ không bận tâm mặt mũi của thánh giáo nữa trong tích tắc đầu óc tất cả võ giả đều có chút không thể xoay chuyển bọn họ đều đang suy nghĩ một vấn đề, doanh hưu rốt cuộc là thần thánh phương nào? ọc ọc, ngân bào lão giả điên cuồng nuốt nước miếng, đầu óc của hắn cũng có chút đứng máy, căn bản không cách nào phản ứng lại đến cùng tình huống gì, nhưng lại chỉ cảm thấy uy áp trong thiên địa càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt, ép hắn không thở nổi. Hơn nữa, lấy thân phận hộ pháp trưởng lão của thánh giáo hắn cũng đã từng thấy việc đời, từng tiếp xúc với uy áp thiên địa tương tự, chính là lần hai huynh đệ hắn từng gia nhập thánh giáo bái kiến giáo chủ. Lần đó đối phương đang trách cứ một vị hộ pháp trưởng lão làm việc không tốt, chính là loại thiên địa giống như hiện lên này. Cuối cùng cứng rắn ép vị hộ pháp trưởng lão kia hộc máu, trọng thương. Cũng có thể nói chủ nhân giọng nói già nua trước mặt có xác suất rất lớn là tồn tại cùng cấp độ với giáo chủ của mình. Như vậy, danh hưu rốt cuộc là ai, lại có tồn tại cấp bậc này bảo vệ, lại nghe lời nói vừa rồi thậm chí có chút hình thức hộ đạo. Chuyện này, quả thực nghĩ kỹ mà sợ, nước mới 151. Mà ngay khi đại não của lão giả mặc ngân bào vẫn đang không ngừng xoay tròn suy nghĩ tình huống trước mắt, thanh âm lạnh như băng của danh hưu vang lên, nếu ngươi không muốn quỷ, vậy giết, bành, ngân bào lão giả, ngân bào quỷ xuống đất, mọi người đều kinh hãi, chu nghị, ngươi không nên tới đây, giờ phút này. Ngân bào lão giả không chút do dự quỳ trên mặt đất, căn bản không phụ cuồng ngạo vừa rồi, cũng không cứng rắn như vừa rồi, không sợ cường quyền, hiến mị cười nói. Tiền bối nói gì vậy? Tiền bối đã có quan hệ sâu xa với thánh giáo, thỉnh an tiền bối là chuyện nghĩa bất dung từ đâu cần phải đánh đánh giết giết chẳng phải sẽ thương tổn hòa khí sao hắn nhanh chóng cười làm lành với vị trí phía sau danh hưu đồng thời không ngừng nhìn về phía vị trí kia nhưng cái gì cũng không thấy không khỏi thầm nói vị tiền bối này thật châu bò bẻ gãy tu vi lại có thể khiến ta cái gì mà không nhìn thấy không hổ có thể sánh vai với giáo chủ có giao tình tồn tại không thể phỏng đoán thấy vậy mọi võ giả vụ thảo không phải ngươi vừa mới ngưu bức như vậy sao không phải nói cho dù tề đế ở ngay trước mặt cũng không quỳ sao sao đột nhiên lại quỳ thật chơi như vậy không đương nhiên bọn họ không rõ ràng lắm lão giả áo bạc vừa mới khoác lác hoàn toàn nếu hắn thật sự cứng rắn đụng độ ai cũng không nể tình cũng sẽ không phản bội tông môn khi bị vô số võ giả chính đạo đuổi giết gia nhập thánh giáo để cầu mạng sống hai huynh đệ bọn họ vốn là người tiếc mạng hơn nữa lão giả áo bạc thiên tính cẩn thận tự nhiên không dám mạo hiểm bởi vậy đối mặt với uy áp thiên địa cùng với việc có thể là tồn tại kém cỏi như giáo chủ nhà mình đương nhiên co được giãn được nếu không cho dù thiên địa có quy tắc hạn chế hắn cũng sợ tồn tại cỡ đó có thủ đoạn đặc thù chấn áp mình cho nên biện pháp bảo đảm nhất chính là chịu thua dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nam nhi dưới gối có hoàng kim bất đắc dĩ có thể trái lương tâm nhưng khiến cho lão giả áo bạc khó chịu chính là uy áp hậu thiên địa khi hắn quỳ xuống cũng không giảm bớt ngược lại còn tăng cường như trước tuy uy áp thiên địa bực này đối với hắn không thể tạo thành thương tổn mang tính thực chất lại có thể khiến hắn tâm loạn như ma thậm chí chân nghĩa ngạ quỷ sau lưng cũng bị uy áp thiên địa ép cuộn mình thành một đoàn tiền tiền bối ngân bảo lão giả khó khăn nói vãn bối vãn bối không phải quỳ xuống sao quỳ lão phu cũng vô dụng quỳ hắn giọng nói già nua lại lần nữa vang vọng thiên địa quỳ thì sống không quỳ thì chết chuyện này sắc mặt lão giả mặc ngân bảo dãy ruộng hắn vừa mới quỳ xuống danh nghĩa là quỳ vị tiền bối chưa từng lộ diện kia tối thiểu cũng có thể nói ra dễ nghe nhưng thật quỳ danh hưu tiểu tử vắt mũi chưa sạch này hắn đường đường là võ giả thất phẩm sợ là sẽ mất hết mặt mũi nhưng hắn dám không quỳ sao đặc biệt khi nhận ra trong uy áp thiên địa mơ hồ có tồn tại sát ý lão giả áo bạc khẽ cắn môi mẹ nó lão phu nhận thua ngay sau đó nói với danh hưu lão phu phục rồi danh bang chủ đúng không hôm nay lão phu hành lễ với ngươi vừa mới đắc tội nhiều nói xong lão giơ tay lên tát vào mặt mình ba cái ba 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 doanh bang chủ có vừa lòng không lão giả mặc ngân bảo cưỡng chế nội tâm khó chịu cùng với tình huống vô cùng phẫn nộ nói cút danh hưu vô cùng tùy ý khoát tay giống như đang xua đuổi một con chó bảo đối phương cút xa một chút nghe vậy sắc mặt lão giả mặc ngân bảo lại lần nữa biến hóa mấy lần trên mặt vẫn như cũ nịnh nọt đứng dậy cười làm lành lui về phía sau bóng người nhanh chóng biến mất thậm chí trong lòng còn cảm thấy có chút may mắn hắn cho rằng nếu không phải thiên địa có hạn chế những tồn tại kia không muốn ra tay nếu đặt trong thời đại bình thường rất có thể bản thân sẽ phải ở ra rắm giờ phút này các võ giả nhìn lão giả mặc ngân bào rời đi nhìn sắc mặt bá khí danh hưu đều sửng sốt trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn ai có thể nghĩ tới vừa mới ra mặt hộ pháp trưởng lão thánh giáo đường đường là thất phẩm võ giả lại quỳ xuống tự và miệng mình tạ tội với danh hưu để cầu đối phương có thể tha thứ cho mình chuyện này chỉ có mẫu thân hắn không hợp thói thường mới đúng. Ngay sau đó, trận trận tiếng nghị luận vang lên, cư thật, cũng quá đột ngột đi. Ta còn chưa kịp phản ứng gì đã có thất phẩm võ giả chạy trốn rồi, cũng không ra sao. Còn tưởng hôm nay danh bang chủ phế còn rất vui vẻ, không ngờ lão đầu thánh giáo lại vô dụng như vậy. Mẹ nó láo, vị này chẳng trách dám càn rỡ như thế. Thì ra sau lưng thật sự có người, có võ giả thầm nói, xem ra người sau lưng thập phần như bức. Đâu chỉ vậy, có võ giả nói tiếp, Ngươi không thấy hình thức đối thoại vừa rồi sao? Ta cảm thấy vị võ giả thất phẩm bị dọa chạy kia có xác suất lớn cũng không phải người đứng sau lưng doanh bang chủ, chỉ là một vị hộ đạo giả, mà có thể dọa võ giả thất phẩm chạy trốn chứng minh hộ đạo giả này khẳng định là bát phẩm trở lên. Tồn tại bực này bị thế lực sau lưng doanh bang chủ phái ra hộ đạo có thể thấy được rốt cuộc thế lực của hắn mạnh cỡ nào, cũng có thể nhìn ra doanh bang chủ ở thế lực kia tuyệt đối là tồn tại trung tâm. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng gật đầu đồng ý với ý nghĩ này. Đặc biệt một số người bị đại chăn cướp đoạt bảo vật lòng mang oán hận trong đó có không ít người tự kiềm giữ chút bối cảnh định trở về trả thù đại Trăn, thậm chí vận dụng năng lực quan phủ bắt doanh hưu nhưng hiện tại cơ bản đã từ bỏ ý tưởng này dù sao có thể có thế lực hộ đạo võ giả bát phẩm tuyệt đối không phải là thứ hiếm thấy ở đại tề chắc chắn trong quan trường thế lực bực này cũng có nền tảng không phải thứ bọn họ có thể dễ dàng trêu chọc cho nên cũng từ bỏ suy nghĩ không phù hợp với thực tế trong lòng ai nấy nhìn về phía danh hưu tràn ngập kính nể thậm chí không ít võ giả lại lần nữa vô thức kéo dài khoảng cách, âm thầm thề trong lòng, sau này nhìn thấy tồn tại này tuyệt đối phải rời xa không thể trêu chọc. Một người tàn nhẫn không đáng sợ, một người tàn nhẫn mà thực lực mạnh mẽ cũng không đáng sợ, một người tàn nhẫn thực lực mạnh mẽ lại có bối cảnh thâm hậu thì lại quá đáng sợ, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Đồng thời bọn họ cũng rõ ràng vì sao vị chủ nhân này dám chém giết Tô Mạnh, dương sóc trước mặt mọi người thì ra không sợ hãi, bối cảnh thâm hậu, thật mạnh, ánh mắt Chu Nghị cũng nhìn vị trí của Danh Hưu trong mắt lóe lên quang mang nhưng phương pháp quan sát khí trước nay không có gì bất lợi lần này lại không phát hiện ra nơi đó vốn không có tồn tại đặc thù cũng không có khí thế đặc thù nhưng uy áp thiên địa vốn không thể làm giả cho dù so với mấy vị trong hoàng đô cũng không kém bao nhiêu chu nghị lẩm bẩm nói hơn nữa chỉ có hắn hiển lộ ra uy áp về phần có mấy phần bản lĩnh cũng chưa biết được danh hưu người này có tồn tại bực này bảo vệ sau lưng hắn rốt cuộc là ai hai bên vốn có chút thù địch với danh hưu thậm chí xem thường tiểu tướng áo giáp ánh mắt cũng trở nên trịnh trọng quả nhiên hắn không sợ hãi lâm đường lẩm bẩm tô mạnh dương sóc chết không oan chẳng trách phụ thân lại nói thiên địa sắp đại loạn như quỷ xa thần đều xuất hiện thời đại này là thời đại tốt nhất cũng là thời đại xấu nhất khiến mình vĩnh viễn phải cẩn thận làm việc không nên coi thường người trong thiên hạ giờ phút này danh hưu trông thấy sắc mặt chu nghị lâm đường cùng với các võ giả để đoán được ý nghĩ trong lòng bọn họ âm thầm gật đầu đây là hiệu quả hắn cố ý muốn hắn không phải vai chính trong tiểu thuyết huyền huyễn không có vận may vẹn toàn không có trời xanh che chở há có thể vô não trang bức giết lung tung cho nên lúc hắn ra tay chém giết tô mạnh dương sóc đã thiết lập xong kế hoạch này mục tiêu ban đầu là chu nghị chẳng qua vừa lúc lão giả mặc ngân bảo đuổi kịp cũng chỉ mượn lực đả lực không cần nghĩ sau này danh hưu hắn có thế lực có đại lão tọa chấn sự tình sẽ điên cuồng truyền bá sẽ không có người hoài nghi nữa nên nói hay không danh hưu lẩm bẩm nói sau khi giết giang hạo thần khí vận của mình dường như đã tăng cường không ít chẳng lẽ khí vận có thể cướp đoạt là tác dụng của thẻ trúc màu đen hay là soát hắn không tự chủ được nhìn về phía chu nghị muốn khí vận có thể đoạt vị này khí vận còn mạnh hơn giang hạo thần chu nghị kên ngôn cậu đừng tới doanh hưu bắc yến quận vương khi nào dự định khởi binh cần vương cũng may doanh hưu cuối cùng thu hồi ánh mắt cũng không thật sự đối xử với chu nghị như thế nào dù sao vị này thân phận địa vị phi phàm trước mắt hậu quả giết hắn mang đến có chút khó có thể chống lại tiếp theo nhân vật chính có thân phận địa vị như vậy là thiên mệnh ngươi vốn không rõ trên người hắn có thủ đoạn gì giữ mạng huống chi vừa nãy người ta còn lấy lòng mình dự định kết giao thấy danh hưu thu hồi ánh mắt không quá thân thiện tiểu tướng hai áo giáp ngầm hiểu ý nhau muốn kéo chu nghị rời đi hiển nhiên sợ xuất hiện chuyện gì thiêu thân cũng sợ vị diêm vương sống danh hưu này làm ra chuyện không lý trí gì đó nhưng chu nghị lại dãy dụa thoát khỏi bọn họ lôi kéo ngay sau đó Từng bước một đi tới trước mặt Danh Hưu, nói, "Một lần nữa làm quen, Chu Nghị, Chu Sa, cương nghị của cương nghị." Lúc này đây hắn vẫn chưa báo cái gì danh hiệu Bắc Yến Quận Vương, chỉ giới thiệu đơn giản phương thức viết tên thật của mình, không đợi Danh Hưu trả lời tiếp tục nói, "Có thể mượn một bước nói chuyện không?" Nghe Danh Hưu này có chút hăng hái liếc mắt nhìn Chu Nghị khoát tay với A Lai. A Lai lập tức chỉ huy đội ngũ đại chăn đuổi hết chư võ giả ra ngoài, lại để đội ngũ đại chăn tản ra chỗ trống. Ngay sau đó, dưới ánh mắt không thể tin của Chu Nghị, a lai thậm chí còn chỉ huy bạch tinh hà thiết ngưu nhanh chóng chặt cây trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một cái ghế dựa xa hoa bằng gỗ cùng với một cái ghế gỗ nhỏ bành a lai nhấc cái ghế dựa lên sau lưng doanh hưu buông xuống hưu ra ừm doanh hưu ngồi xuống chỉ chỉ ghế nhỏ đối diện ngồi đi ngươi thích chu nghị khá lắm có cần quang minh chính đại gây chuyện như vậy không ngươi ngồi xa hoa như vậy chỉ cho ta cái ghế gỗ nếu bản vương này ngồi lên chẳng phải sẽ tự nhiên thấp hơn ngươi một cái đầu sao thấy vậy hai tiểu tướng mặc áo giáp cũng không chút do dự lao ra chặt cây nhanh chóng làm ghế dựa rồi rời đến phía sau chu nghị chu nghị bất đắc dĩ xấu hổ suy nghĩ một lát rồi mới ngồi xuống thật sự mặc dù tiểu tướng hai áo giáp chế tác ghế dựa lớn nhỏ độ cao không khác gì chỗ doanh hưu ngồi nhưng bất kể từ bên ngoài trình độ xa hoa độ thoải mái khi ngồi hoàn toàn không thể so sánh nói thế nào nhỉ nếu doanh hưu ngồi ở bản trí tôn xa hoa chu nghị ngồi ở đây chính là phiên bản bán giảm giá của pin nhưng Ai bảo đệ tử đại chăn sớm đã quen việc chế tác ghế, còn tiểu tướng hai áo giáp hoàn toàn không biết. Ảo ảo. Đại hoa không biết bay ra từ nơi nào, điên cuồng gào thét với vương tà trong đám người. Lão vương, mau tới đây nướng thịt, có phải ngươi muốn ăn vụng không? Má nó cái quần, hoa ra còn chưa ăn đâu. Ai ăn vụng? Vương tà cứng cổ, ngay cả lửa ta cũng không ăn vụng được cái gì. Coi ta ăn tươi nuốt sống các ngươi sao? Đại hoa, còn lật trời à? có tin hoa ra một kích lửa đạn liên thiên khiến ngươi ba tháng không ăn được cơm không vương tà tin đại hoa không tin đúng không chờ đã ngươi tin không phải ngươi không tin sao vương tà ta tin đại hoa ta vẫn thích bộ dạng kiệt ngạo bất tuân của ngươi nói chuyện với nhau một người một chim đi tới trước đất trống ở danh hưu bên cạnh chu nghị không coi ai ra gì vác vỉ nướng lên lấy thịt hung ngạc từ trong bọc ra nướng lên Chu Nghị liếc nhìn một người một thú, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Danh Hưu, phát hiện đối phương không có bộ dáng xua đuổi cũng không nói thêm gì, lại liếc mắt lẳng lặng đứng thẳng A à Lai phía sau Danh Hưu. Bắc Yến Quận Vương, Danh Huynh, Lâm Đường ở phương xa chắp tay với hai người, tại hạ cáo từ trước. Hắn có thể đoán ra Chu Nghị, Danh Hưu muốn trao đổi cái gì, một người bị giáng chức hoàng tử, một người bang chủ loạn thế, hai người sẽ thương thảo cái gì? Tám phần liên quan đến tranh quyền trong triều đình mà làm con trai của phó soái thanh châu cũng được coi như nửa người triều đình đương nhiên không muốn tham dự vào chuyện này nhưng danh hưu lại nói bắc trời còn sớm cùng nhau tới tâm sự thiên hạ mênh mông 19 chín đại địa có thể gặp chính là duyên phận huống chi cùng nhau vào bí cảnh cũng coi như có chút giao tình chu nghị cũng nói lại đây đi lão giả mặc ngân bảo kia chưa hẳn đã rời đi hoàn toàn ngươi đi một mình cũng không an toàn lâm đường chật hai người các ngươi kẻ sướng người họa rất có ăn ý nhưng cũng đúng như chu nghị nói Ngân Bảo lão giả kia chưa hẳn đã đi xa, hắn rời đi một mình không an toàn, ai bảo hắn còn có thân phận con trai của Thanh Châu Phó Soái, trời sinh không đội trời chung với Thánh giáo. Sau đó hắn đi tới bên cạnh hai người, cắm chiến thương trên mặt đất kéo ghế nhỏ ngồi lên, hơi nhắm mắt lại, khi huyết vận chuyển trong cơ thể rõ ràng đang tu luyện, hiển nhiên đang nói cho Doanh Hưu, "Chu nghị, hai ngươi tùy tiện tán gẫu đừng mang theo ta là được, ta cái gì cũng không tham dự." Nhưng Doanh Hưu đi thẳng vào vấn đề, một câu nói của hắn lại thiếu chút nữa khiến hắn tẩu hỏa nhập ma bắc yến quận vương dự định khi nào thì cắt cứ một phương lại dự định khi nào khởi binh cần vương hai mắt chu nghị co rụt lại hắn cũng không ngờ danh hưu lại nói thẳng như thế dám nói như thế lời nói này quả thực đại nghịch bất đạo muốn đặt ở thời kỳ hoàng triều cường thịnh đều diệt cửu tộc hắn nhìn thật sâu danh hưu không trả lời hỏi ngược lại danh bang chủ lại tính toán khi nào thì phân đất làm vương khoác hoàng bào lên người cụ cụ cụ. lâm đường ở bên cạnh đinh cuồng ho khan một mặt là do chân khí nghịch chuyển một mặt là định nhắc nhở chu nghị Danh Hưu, bên cạnh còn có người sống như mình đây này, không phải? Coi như không nhìn thấy thật. Lại nói, dù gì bản thân mình cũng là một trong những phó soái Thanh Châu, đứng đầu Tam Kiệt, cũng có chức vị thống lĩnh, ngươi một hoàng tử, một bang chủ loạn thế tán gẫu tạo phản ngay trước mặt mình, có phải có chút phân xác lang nhảy xa quá, phân, phân ra, đáng tiếc. Danh Hưu, chu nghị căn bản không có một người phản ứng hắn, chỉ nhìn nhau, thật lâu sau đều cười ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ngay sau đó hai người giao lưu từ trời nam biển bắc cổ kim trong ngoài đề tài nói tới cũng vô cùng rộng khắp từ thương nghiệp kinh tế luyện binh đánh trận nông nghiệp giải trí các phương diện đều nói tới lâm đường ở bên cạnh nghe được thì sửng sốt nhìn chằm chằm hai người hai chồng mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi hắn cảm thấy tri thức uyên bác của hai người trước mặt này quả thực nghe giận cả người mạnh hơn rất nhiều so với những lão nho trong học viện kia nhưng hai người đều mới bao lớn chưa đầy 20, tuổi nhược quan bắc yến quận vương cũng được Lâm Đường thầm nghĩ, từ nhỏ hắn đã được rất nhiều danh sư dạy bảo, có thể xem tất cả sách vở trong tàng thư các của hoàng cung, hơn nữa thích học tập tri thức uyên bác một chút cũng hợp lý. Nhưng vì sao vị danh hưu này cũng có thể có tri thức uyên bác như thế, thậm chí tư tưởng thiên mã hành không, từng câu chân lý, rốt cuộc hắn đã từng chịu giáo dục cỡ nào? Giờ khắc này Lâm Đường càng tò mò hơn với thế lực sau lưng danh hưu, không rõ rốt cuộc thế lực phương nào có thể bồi dưỡng ra nhân vật như vậy. Lại vì sao để tồn tại bực này đến huyện thành phía dưới Thanh Châu làm bang phái chi chủ, quả thực là đại tài tiểu dụng đến cực hạn. Được, Chu Nghị vỗ hai tay, mặt mũi tràn đầy phấn khởi, hay cho câu, chân lý chỉ ở dưới lưỡi đao, tôn nghiêm chỉ nằm trong nắm tay. Khá khen, chỉ cần có lợi nhuận gấp ba, thương nhân sẽ dám lừa trên gạt dưới, mạo hiểm tội danh làm việc. Khá khen một câu, lúc tuyết lở, không có một mảnh bông tuyết nào là vô tội. Khá khen một câu, danh huynh, ngươi cũng là đại tài. Chu Nghị đứng dậy khom người hành lễ với danh hưu, nghe quân nói một buổi hơn đọc sách 10 năm hắn cũng không phải khen tặng mà là thật sự lĩnh ngộ được rất nhiều thứ từ trong lời nói của danh hưu cũng hiểu được rất nhiều đạo lý đặc biệt trong đó có không ít lời nói giống như đang nói đến đại sự thiên hạ hiện nay loạn thế sắp nổi lên châu quỷ xà thần cùng tồn tại không có đúng sai không có chính nghĩa tất cả đều bởi vì đại tề không đủ mạnh lấy không cách nào phân rõ phải trái cùng với một số tri thức thương nghiệp càng khiến hắn hiểu rõ hơn thầm mưu đồ tới bắc yên quận triển khai thương mại như thế nào không cần hành đại lễ này." Danh Hưu khoát khoát tay, chân giác được lợi không nhỏ, cho bảo vật giá trị tương đồng là được, Chu Nghị cắt bổng thái, "Không phải, hai ta vừa mới hình ảnh rất hài hòa, rất giống quân tử chi giao trong truyền thuyết, sao chỉ một câu của ngươi lại khiến cho con buôn thấp kém như vậy?" "Ai?" Chu Nghị thở dài, tính tình Danh Huynh là người trung thành, những bảo vật này cứ đưa cho Danh Huynh. Nói xong hắn ta lấy một cái bao trên người một tiểu tướng áo giáp xuống đưa cho Danh Hưu. Phía sau, A Lai nhận lấy túi quét qua đơn giản nhỏ giọng nói với Doanh Hưu, Hưu gia tất cả đều là bảo vật trong bí cảnh, tính toán sơ qua có thể là tất cả những thứ bọn họ thu được trong lần vào bí cảnh này. A, à, trong lòng Doanh Hưu kinh ngạc, không ngờ hắn cam lòng như thế, rốt cuộc hắn cảm thấy mình được lợi không nhỏ. Hay là không để ý chút tài nguyên ấy, hay là đang lôi kéo bổn tọa đối diện? Chu Nghị dường như đoán được Doanh đừng mơ nói gì, chỉ là kết giao bằng hữu mà thôi, không phải lôi kéo. Lại nói loại người không đứng đắn một lòng chạy tới tạo phản như ngươi bản vương cũng lần đầu tiên gặp biết được bản tọa muốn tạo phản ngươi không có ý định làm gì doanh hưu có chút hăng hái nhìn về phía chu nghị thiên hạ còn thiếu một kẻ tạo phản như ngươi sao chu nghị nhìn thẳng vào doanh hưu gần từng chữ huống chi ngươi lại không tạo phản gì với bổn vương đương kim bệ hạ là tề đế ngươi là phản bội tạo ra hắn không phải sao lời này vừa nói ra lâm đường ở bên cạnh như muốn điên hắn ta hận không thể che lỗ tai mình lại không muốn nghe những lời như vậy thật sự ta không nên ở đây ta hẳn phải ở trong lòng đất đương nhiên hắn cũng đổi mới cái nhìn với chu nghị khá lắm vị hoàng tử này khác hẳn với truyền thuyết bên ngoài mà danh hưu ngay chu nghị bình tĩnh dị thường đường đường là nhân vật chính thiên mệnh nếu hắn thật sự đơn thuần như trong truyền thuyết thiện lương cũng là lạ tồn tại như vậy ở loạn thế có thể không nhắc lên nổi sóng gió mà chỉ có chu nghị mặt ngoài nhân từ được vạn dân kính ngưỡng nhưng nội tâm lại có lòng dạ thành kế tồn tại mới có thể thành đại sự đương nhiên người như vậy làm hoàng đế cũng có lợi cho bách tính thiên hạ dù sao cho dù giả vờ hắn cũng sẽ giả làm nhân quân phảng phất như trong lịch sử lam tinh đời trước mỗi người đều nói hắn là ngụy quân tử nhưng giả làm quân tử cả đời ai có thể nói hắn không phải quân tử ha ha nhục thì được rồi đại hoa nhìn thịt hung ngạc nướng xèo xèo bốc lên vô cùng phấn khởi phân phối một khối ta một khối a lai tổng quản một khối ta một khối bạch tinh hà một khối ta một khối ngươi một khối ta một khối ta một khối, ta một khối. vương tà không phải có ngươi phân phối như vậy sao ngươi không phải chỉ mỗi người một khối còn lại toàn thuộc về ngươi sao bèo. đại hoa cầm miếng thịt ngon nhất lên dùng móng vuốt nắm nhánh cây thịt cắm trên nhánh cây bay đến trước mặt danh hưu lão đại ngươi ăn thơm quá lão vương cách vách cũng thèm khóc ăn ngon đừng quên chuyện đã đáp ứng ta vương tà ta, ta bị hun khói có được không ừm danh hưu tiếp nhận thịt hung ngạc ăn một miếng vào miệng lập tức tan từng đợt nhiệt lượng từ ít hầu thẳng vào dạ dày lại nhanh chóng tán vào toàn thân khiến thân thể nóng lên hơn nữa khí huyết trong cơ thể cũng vận chuyển càng nhanh hơn tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn không ít phải biết rõ đây là thịt hung thú ngũ phẩm hơn nữa gia hỏa này đã sinh tồn trong bí cảnh không biết bao lâu cũng không biết đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo cũng không biết đã ngâm mình trong tẩy tủy hà bao lâu có thể nói thân thể hắn sớm đã bất đồng với yêu thú bình thường đầu hung ngạc này quả thực có thể so với trăm thùng nước sông tẩy tủy lại còn có khí huyết khổng lồ của hung thú ngũ phẩm hoàn toàn có thể so với bảo dược khổng lồ. Đương nhiên, điều này có tác dụng rất lớn đối với võ giả tam phẩm trở xuống bình thường, như đối với tồn tại như danh hưu cơ bản đã vô hiệu, nhưng đối với đại chân thánh đình mà nói tuyệt đối có tác dụng lớn. Bèo. Đại Hoa vừa mới đưa thịt cho danh hưu xong thì lập tức xoay người, nhìn Vương Tà Khí đang cầm 7, 8 miếng thịt trong tay mình phẫn nộ gào thét, "Tiểu Vương bát đản, ngươi buông xuống cho Hoa ra không thả, Vương Tà, thịt là ta nướng, ta ăn nhiều một chút thì sao chứ, hơn nữa ta không được chia sao?" Bạch ca, ngươi ăn thịt không? Ngươi chỉ cần mở kim khẩu ta sẽ đưa tới cho ngươi, thượng quan tỷ tỷ, một người, một chim, một đuổi, một trốn. Được rồi." Danh Hưu khoát khoát tay nói, "Vương Tà, chia thịt cho Bắc Yến quận vương và Lâm Đường, được rồi, hưu ra." Vương Tà ngừng chạy, vương cổ về phía Đại Hoa, "Ngươi đang đuổi theo, cẩn thận hưu ra thu thập ngươi." Đại Hoa, "Hoa nha nha, ngươi chờ đó cho hoa ra, hoa ra ta, Vương Tà, ngươi không nên kêu oa oa với ta." Đại Hoa, "Giờ phút này chu nghị lâm đường lại không để ý tới một người một chim cãi lộn mà đều đưa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương tà không ngừng trên giới quan sát phảng phất như muốn xem thấu đối phương hai người hết sức quen thuộc với cách xưng hô vương tà này dù sao lấy thân phận của hai người đương nhiên biết rõ chuyện thế tử bình tây hầu mất tích cũng biết rõ danh hiệu thế tử thậm chí là dáng vẻ thế nào cũng hiểu đặc biệt là chu nghị hắn làm hoàng tử lại thêm hầu ra thực quyền bình tây hầu bực này từng tới hoàng đô cũng ở lại một đoạn thời gian hắn từng đùa giỡn với vương tà khi còn bé hiện tại ở thời kỳ đặc thù bực này ở vương tà mất tích hơn nửa năm gần đây bình tây hầu thậm chí thiếu chút nữa bị đối tượng hoài nghi thần đao tông diệt môn có thể nói thiên hạ đều biết hiện tại danh hiệu vương tà lại đột nhiên xuất hiện sao có thể không khiến người ta giật mình trung hợp lâm đường liếc nhìn vương tà thấy đối phương có khác biệt với bức họa để đưa ra phán đoán cho rằng đối phương không phải là thế tử bình tây hầu không phải không trung nghị cũng phủ định khả năng này tướng mạo của thế tử bình tây hầu không hợp với thứ này huống chi tính cách kiệt ngạo bất tuân của thế tử bình tây hầu kia có thể nào có thể giống như vậy nhưng vương tà liếc nhìn siêu nhà mình cơ bản đoán được tâm tư của đối phương mặc dù trời sinh tính cách hắn quái đản nhưng không có nghĩa là ngu xuẩn thậm chí là vô cùng thông minh hắn cơ bản đã đoán được nếu như lúc này hưu gia nhà mình đang ở trước mặt nghị lâm đường gọi ra tên của mình cũng không phải vì lỡ miệng mà cố ý làm rõ nếu như vậy chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt hắn ta đưa ánh mắt nhìn về phía chu nghị cười ha ha nói tam ca không biết ta ta là vương tà ta đệ ngươi. Chu Nghị cũng không để ý tới Vương Tà, trái lại nhìn Danh Hưu trịnh trọng nói, Danh huynh, ta quen biết Bình Tây hầu thế tử Vương Tà từ nhỏ, hiển nhiên đang nói cho Danh Hưu không cần làm ra chút chuyện giả dối. Một bên, Vương Tà nghe xong không vui, tức giận nhìn Chu Nghị nói, Tam ca, không biết ta sao, ngươi quên khi còn bé hai ta còn từng té ngã với nhau sao? Mà Chu Nghị không chút biểu cảm, chuyện như vậy không phải dễ làm giả, cũng quá dễ đánh lừa dư luận. Vương Tà, ngươi đã quên hai ta thì non hẹn biển nói muốn làm huynh đệ cả đời kiếp này không rời không bỏ giả dạ, mặt chu nghị vẫn không chút biểu cảm như trước vương tà ngươi quên hai ta khi còn bé từng cùng một chỗ vương tà liên tiếp nói mấy chuyện chu nghị đều lắc đầu phảng phất như hoàn toàn phủ định thân phận thế tử bình tây hầu khiến ánh mắt lâm đường nhìn về phía vương tà cũng trở nên cổ quái thấy vậy vương tà triệt để nổi giận tam tiểu tử ngươi quên hai ta khi còn bé nước tiểu xa ai so ngươi hiếu thắng tâm mạnh mẽ kích động trực tiếp há miệng ô ô ô cụ 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 chu nghị tiến lên nắm chặt miệng vương tà đừng nói nữa ngươi là vương tà thật vì sao muốn chuyển hình ai nói lăn lộn trong bang phái không có tiền đồ ha ha vương tà dãy dụa khỏi bàn tay chu nghị nói ta còn tưởng ngươi không biết ta quen biết là tốt rồi vù chu nghị thấy vương tà không nói tiếp nữa mới hoàn toàn thở phào một lần nữa ngồi trở lại trên ghế nhưng vẫn nhìn chằm chằm vương tà có chút không thể tin đường đường là bình tây hầu thế tử một thế tử mất tích thật lâu lại xuất hiện ở đây mà xem ra đang lăn lộn bang phái với danh hưu thật sự đùa sao thế giới có cần điên cuồng như vậy không bình tây hầu cũng sắp phát điên rồi chu nghị lẩm bẩm nói thần đao tông cũng thiếu chút nữa bị diệt môn bao nhiêu thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ sợ đụng phải bình tây hầu nghịch lân ngay cả tề đế cũng không dám phát thánh chỉ cho bình tây quân chỉ sợ gây ra nghi ngờ không cần thiết nếu đối tượng hoài nghi đầu tiên của vương tà mất tích là man tộc vậy đối tượng hoài nghi thứ hai chắc chắn là triều đình dù sao Bình Tây Hầu có 30 vạn đại quân đóng quân ở biên cảnh, quyền thế ngập trời. Trong cự man tộc ở bên ngoài không thể tiến thêm, đối với man tộc mà nói Bình Tây Hầu chính là kẻ địch lớn nhất của bọn họ. Đồng thời cũng vì Bình Tây Hầu quyền thế ngập trời nên hoàn toàn không nể mặt mũi, rất nhiều người dự định âm thầm điều động thương đội tới làm ăn với quan văn thế gia man tộc, thậm chí là bị chu sát. Chuyện này khiến rất nhiều văn thần vô cùng thù hận Bình Tây Hầu. Nhưng, ngại bởi quyền thế ngập trời của đối phương cũng không có cách nào, chỉ có thể ngẫu nhiên thượng tấu một quyển nói hắn ngang ngược ương ngạnh các loại. Đương nhiên gần đây cơ bản không có tấu lên Bình Tây Hầu, dù sao thế tử duy nhất của Bình Tây Hầu bị mất, ngay cả tề đế cũng phải nhượng bộ lui binh huống chi là đám văn thần kia. Nhưng, một kẻ đầu sỏ khiến triều đình đại tề gió nổi mây phun như vậy xuất hiện trước mặt mình. Ai có thể không kinh ngạc, hắn không nên bị nhốt trong thủy lao nào đó sao? Hắn không nên bị nhốt lại ngày đêm bị tra tấn, hắn không nên bị giết người diệt khẩu. Sao lại sống sơ sơ xuất hiện ở chỗ này, lại còn bày ra bộ dáng vô tâm vô phế sung sướng. Vương Tà, ngươi không thể mong ta tốt một chút sao? Chu Nghị nhìn Vương Tà lại lần nữa bị đánh thành một đám hoa lớn, khóe miệng co giật, không hợp thói thường có hay không? Thậm chí hắn còn hoài nghi Vương Tà này giả mạo kém cỏi nhưng bất kể giọng điệu khi nói chuyện hay nói ra những chuyện kia đều khiến hắn hiểu được đây không phải là giả. Huống chi hắn tu luyện đồng thuật, trước đó chỉ không quá chú ý Vương Tà, hiện tại tập trung lực chú ý cũng nhận ra khí tức quen thuộc trên người hắn. Soát, hắn quét qua quét lại trên người danh hưu và vương tà danh hưu ngươi đây là chu nghị đưa tay ra hiệu khống chế động tác rõ ràng đang hỏi danh hưu làm thế nào khống chế vương tà khống chế danh hưu bình tĩnh cười một tiếng phất tay với vương tà vương tà ngừng đùa giỡn với đại hoa đi tới trước mặt chu nghị lâm đường chắp tay nói tam ca lâm huynh giới thiệu lại một chút tám đại môn đồ dưới trướng đại chăn hưu ra, vương tà cái gì môn đồ hai mắt chu nghị lâm đường đều chừng lớn Môn đồ đại biểu cái gì hai người bọn họ đương nhiên rõ ràng, chính là bái môn hạ của hắn làm đồ đệ, tương tự đệ tử chân truyền tông môn. Nhưng điều khiến hai người bọn họ thật sự giật mình là, đường đường là đầu lĩnh của Bình Tây Hầu lại làm môn đồ trong bang phái địa phương. Mà hai người đều có thể nhìn ra vương tà chưa bị giam cầm, cũng không có người nhìn hắn, tuyệt không phải bắt cóc, cầm tù. Như vậy, mới khiến người ta nghĩ kỹ mà sợ, xê sóc sóc, đệ đệ cư cứ kêu, chẳng lẽ, Chu Nghị lẩm bẩm nói, chỗ dựa sau lưng doanh hưu là Bình Tây Hầu bình tây hầu cũng muốn mưu đồ trong loạn thế nhưng mà không đúng nếu bình tây hầu thật sự có tâm tư phế bỏ vậy chẳng phải trực tiếp cắt cứ một phương càng tốt hơn sao cho dù muốn bố trí hậu thủ cũng nên lót đường cho vương tả sao có thể để thế tử của mình làm môn đồ cho người khác vậy sau này sao có thể phục chúng sao có thể đang đỉnh trong nháy mắt tâm tư chu nghị xoay chuyển trăm lần không ngừng suy đoán đủ loại khả năng lại phủ định từng cái ánh mắt nhìn về phía danh hưu càng phức tạp hơn vị này thật khiến hắn nhìn không thấu phía sau minh minh có thế lực lớn ủng hộ nhưng lại lăn lộn không ra gì trong bang phái lại có liên quan tới bình tây hầu tay nắm trọng quyền hầu ra chuyện này tương lai phát triển không cách nào dự đoán hơn nữa không ai dám nói hắn rốt cuộc che giấu bao nhiêu bí mật chỉ riêng việc hiển lộ lão giả không biết tên trước mắt kia cùng với thế tử bình tây hầu vương tà đã đủ khiến người ta kinh hãi Doanh huynh chu nghị nhìn doanh hưu nói ngươi không sợ ta nói ra việc này khiến ánh mắt thiên hạ tập trung trên người ngươi đến lúc đó bất kể ngươi có bối cảnh gì thủ đoạn gì cũng sẽ rất khó phát triển, thậm chí nửa bước khó đi. Ngươi sẽ nói sao? Danh Hưu bình tĩnh vô cùng nhìn Chu Nghị nói, đường đường là Bắc Yến quận vương sau khi đi đất phong lại tính toán làm gì? Ngươi nói muốn tiết lộ chút tin tức có thể càng hấp dẫn ánh mắt người ta hơn không? Soát, hai người nhìn nhau, trọi gà, nhìn nhau cười một tiếng, ha ha, ha ha, một bên. Lâm Đường vẫn chưa tỉnh táo lại từ trong việc phơi bày thân phận của vương tả. Cũng không phải hắn quá để tâm vào chuyện vụn vặt, Thật sự có rất nhiều mối quan hệ không muốn người khác biết giữa Lâm Gia và Bình Tây Hầu. Phụ thân Lâm Đường cũng chính là Phó Soái Thanh Châu, đã từng là một thành viên của Bình Tây quân, hơn nữa địa vị cũng không thấp, chẳng qua sau đó vì nguyên nhân đặc biệt, bị đá ra khỏi Bình Tây quân, đi tới Thanh Châu đóng quân phát triển. Nói cho đúng, sau lưng phụ thân hắn đã từng là Bình Tây Hầu, chẳng qua hiện tại sau lưng đổi thành tập đoàn Quan Văn, hiện nay thống soái Thanh Châu quân do viện trưởng thư viện Thanh Châu kiêm nhiệm. Bởi vậy ngoại giới đều cho rằng phó soái thanh châu chính là tiểu nhân phản bội bình tây hầu đầu nhập vào tập đoàn quan văn cũng cho rằng đối phương dựa vào điều này mới có thể được tập đoàn quan văn ủng hộ lên làm chức phó soái thanh châu nhưng làm nhi tử của thanh châu phó soái hắn tự nhiên rõ ràng một số nội tình bên trong biết được hết thảy không giống với truyền thuyết ngoại giới giờ khắc này hắn giả vờ chấn định liếc nhìn vương tà lại nhìn danh hưu hạ quyết tâm muốn báo cáo việc này cho phụ thân danh huynh cuối cùng chu nghị vẫn không nhịn được hỏi không biết bang phái của ngươi khi nào sẽ truyền hình. Truyền hình, doanh hưu bình tĩnh nói, vì sao phải truyền hình, một ngày bổn tọa làm bang chủ đại chăn thánh đình, sẽ vĩnh sinh làm bang chủ đại chăn thánh đình, không truyền hình. Trung nghị sừng sốt, thầm nói, lẽ nào thế lực sau lưng hắn cũng không định đỡ hắn thượng vị, hắn chỉ là quân cờ quá độ. Muốn nói tông môn phát triển cực hạn còn có thể lăn lộn thoát khỏi thế ngoại, hoặc là triều đình sắc phong quốc tông, nhưng bang phái căn bản không có tiềm lực phát triển gì. Hay là nói, đông, Danh hưu tay đánh hung hiếp, bình tĩnh lại vô cùng bá khí nói, ai nói bang phái không có tiền đồ, chuyện này, Chu Nghị rất muốn phản bác, nhưng nhìn biểu cảm bá đạo vô cùng của Danh Hưu lại không biết nói thêm cái gì, nhưng hắn có thể từ ánh mắt kiên định của Danh Hưu nhìn ra đối phương không nói dối. Đại Chân Thánh Đình thật sự sẽ không chuyển hình, nửa nén hương sau. Chu Nghị, Danh Hưu trao đổi xong, cũng dùng lời nói đạt thành rất nhiều chuyện liên minh, đương nhiên đến lúc đó có thể hoàn thành ước định hay không thì phải xem tình huống cụ thể. Cáo từ, cáo từ, Chu Nghị, Lâm Đường chắp tay cáo từ doanh hưu, mà trước khi rời đi, Lâm Đường lại không nhịn được quay đầu lại nhìn Vương Tà, đồng thời nắm chặt một tờ giấy trong tay. Tờ giấy này là lúc hắn vừa mới đứng dậy, Vương Tà nhân lúc người khác không chú ý cứng rắn nhét vào trong tay hắn. Ngay sau đó, nó cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Giờ phút này, thấy hai người hoàn toàn rời đi, Vương Tà không nhịn được đi tới bên cạnh doanh hưu nhỏ giọng hỏi, hội ra, ta đã nhét tờ giấy cho hắn, rốt cuộc trên đó viết cái gì? Quan hệ giữa hắn và nhà ta cũng không tốt, nếu thật sự nói ra còn có thù hận bên trong hôm nay để hắn biết được thân phận của ta cũng không biết là phúc hay họa thật sao danh hưu cười như không cười nhìn hắn vương tà nhìn thấy phản ứng của hắn vội vàng kiếm cớ đuổi theo đại hoa mà danh hưu lại nhìn về phía lâm đường rời đi lẩm bẩm nói đơn giản là chút khổ nhục kế khổ tình kịch bản đường đường bình tây hầu sao có thể thật sự có thuộc hạ phản bội mình nếu ngay cả tướng lĩnh dưới trướng cũng có thể phản bội sao có thể chống lại man tộc mấy năm nay cũng có thể tin tập đoàn quan văn hoặc là nói bọn họ cũng không tin hoàn toàn đơn giản là mượn đề tài để lợi dụng cơ hội này nắm tay cắm vào quân đội nếu không nếu thật sự hoàn toàn tín nhiệm tra lâm đường cũng sẽ không để thư sinh làm thống soái chẳng qua văn nhân trời sinh tự ngạo cũng xem thường binh sĩ đại lão hành vi tám phần thống soái hữu danh vô thực cho nên đại khái có khả năng thanh châu quân ngầm chính là phó soái chấp trưởng thống soái chẳng qua chỉ là vật biểu tượng mà hắn ta vừa rồi cố ý gọi ra thân phận vương tà là để tam hoàng tử và lâm đường không ngừng liên tưởng tới quan hệ giữa hắn và bình tây hầu mặc dù hắn sẽ không yêu cầu bình tây hầu ra mặt giúp mình cũng không cần nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngu xuẩn đến mức có quan hệ không dùng mượn lực đả lực cũng là biện pháp tốt dù sao đại chăn sắp vào ở quận tà sơn thanh châu không có người nào hết thảy đều không dễ xử lý chỉ có khiến người khác kiên kỵ thân phận địa vị của người mới có thể phát triển tốt hơn lại nói hắn thu vương tà làm môn đồ là cơ duyên ban ân mượn chút thế lực bình tây hầu cũng coi như có qua có lại hành tẩu giang hồ danh hưu ngửa mặt lên trời lẩm bẩm nói thân phận chính là mình cho cho mình bối cảnh thâm hậu chỗ dựa đại lão không phải rất bình thường sao lại tìm chỗ dựa chính phủ không phải cũng rất bình thường sao không phải sao thẻ trúc màu đen ngươi thật có thể giả thập tam phương xa trung nghị dẫn theo hai tiểu tướng mặc áo giáp rời đi trong lòng lẩm bẩm nói lần này tới thanh châu là do mơ hồ cảm ứng được theo lý thuyết lấy tình huống trước kia của mình để xem có đại cơ duyên gì xuất hiện nhưng lần này mặc dù bí cảnh tương đối đặc thù bảo vật bên trong cũng không ít nhưng đối với mình mà nói thật không tính là đại cơ duyên rốt cuộc tâm huyết dâng trào của mình xuất hiện sai lầm vẫn là cơ duyên của mình không phải bảo vật mà là giờ khác này trong đầu hắn không tự chủ được hiện lên một bóng người chính là doanh hưu lắc đầu hắn không suy nghĩ nhiều về việc này nữa tiểu tướng áo giáp bên trái hỏi vương nha Lần này chúng ta tới thật đúng là đi một chuyến ủng công, thứ gì cũng không có được, bảo vật duy nhất làm ra cũng cho danh Hưu, tiểu tướng áo giáp bên phải, không ra sao, sao mặt hắn lại lớn như vậy, cái gì cũng muốn, nhưng rốt cuộc sau lưng hắn là ai? Thực lực của lão giả lên tiếng tuyệt đối khủng bố. Hai người bọn họ vừa nãy đều đứng ở chỗ rất xa, vẫn chưa nghe được danh Hưu, Chu Nghị nói chuyện, cũng không biết thân phận vương tà, nếu không sợ càng giật mình hơn, càng rung động hơn. Không có gì, Chu Nghị khoát tay, một chút tài nguyên thôi chờ chúng ta đến trụ sở bắc yến quận sẽ khó hắn nói hết sức bình tĩnh thong dong rõ ràng không lo lắng vấn đề tài nguyên đã tính trước cho mình một phương hướng khác lâm đường dừng bước lại duỗi bàn tay mở tờ giấy bên trong ra. một hàng chữ rõ ràng hiện lên huô ra muốn vào quận tả sơn mong trợ lực số lượng từ rất ít rất ngắn gọn nhưng lại khiến hai mắt lâm đường co rụt lại lần nữa hắn nghĩ tới trên tờ giấy này sẽ viết mấy lời như cứu mạng cũng nghĩ tới trên tờ giấy sẽ là tình cảnh hiện nay của vương tả có gì khó khăn chỉ có điều hắn chưa từng nghĩ tới sẽ nói cho hắn biết đại trăn muốn vào ở quận tà sơn để hắn trợ lực chờ chút lâm đường đột nhiên sững sờ bức thư này sợ không phải cho mình mà là cho phụ thân lấy thân phận vương tà chắc chắn sẽ biết được chuyện của phụ thân nếu hắn nói như vậy có ý của bình tây hầu không bình tây hầu muốn nâng đỡ phụ thân đại trăn khởi động nếu không sao vương tà lại truyền tờ giấy cho mình cho dù hắn là hoàn khố cũng không đến mức không rõ ràng địa vị của phụ thân mình mẫn cảm tới mức nào cũng không đúng bên ngoài đại trăn thánh đình không có quan hệ gì với bình tây hầu cho dù phụ thân trợ giúp người ngoài cũng không biết được trong nháy mắt hắn không ngừng suy đoán các loại khả năng cuối cùng thở dài một hơi này ta trời sinh không thích hợp động não những chuyện này vẫn nên để phụ thân đau đầu đi ta cố gắng tu luyện là được bên ngoài một sơn cốc nào đó sắc mặt lão giả áo bạc vô cùng khó xử trong đầu hắn không ngừng nhớ lại cảnh tượng mình quỳ xuống trước danh hưu chuyện này đối với hắn mà nói quả thực vô cùng nhục nhã nhưng hết lần này tới lần khác hắn căn bản không có bất kỳ đảm lượng trả thù nào, thật lâu sau, không khỏi lẩm bẩm nói, mà thôi, lần này đi ra có thể được đến vạn độc đỉnh đã tính là không tồi, về phần sự kiện quỳ xuống đất chắc hẳn những người khác cũng có thể hiểu được, người sống trên đời, ai có thể không cúi đầu. Đối với võ giả bậc kia quỳ xuống đất hành lễ, người ngoài biết được nội tình cũng sẽ cho rằng lão phu co được giãn được, đại trưởng phu cũng vậy. Cùng lắm thì, lão phu về thánh giáo bế quan, chờ khi nào sự kiện lắng xuống sẽ đi ra. Ngay sau đó, hắn bước vào sơn cốc, trước đây không lâu đệ đệ đã dùng thủ đoạn đặc biệt truyền cho hắn vị trí đại khái ở trong sơn cốc này. Nhưng vừa bước vào sơn cốc hắn đã hoàn toàn sửng sốt, hai đồng tử trừng lớn, không phải đệ đệ hắn không ở sơn cốc. Mà là, trong sơn cốc, tất cả đều là đệ đệ của hắn, chỉ thấy, trên mặt đất trong sơn cốc trải rộng rất nhiều thi thể không trọn vẹn, có cánh tay, có đùi, có lỗ tai, có nội tạng. Vết máu càng nhuộm sơn cốc hơi phiếm hồng, vô cùng quỷ dị, khiếp người. Ngân Bảo Lão giả điên cuồng không ngừng nhặt mảnh vỡ thi thể khắp sơn cốc, cuối cùng ở trong sơn cốc miễn cưỡng chấp vá ra hình người, mà khuôn mặt thê thảm, tuyệt vọng kia chính là đệ đệ của hắn. Không, Ngân Bảo Lão giả ôm thi thể vỡ vụn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, đệ đệ, sao? Rốt cuộc là ai đã giết lão phu đệ đệ? Giờ khắc này hắn đã bi phẫn tới cực điểm, đồng thời lại có chút kinh dị. Phải rõ ràng thời gian hắn và đệ đệ tách ra dài nhất cũng chỉ nửa nén hương, nhưng trong khoảng thời gian hắn đệ đệ lại bị người chém giết giết như vậy ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không có mặc cho ai cũng không thể tiếp nhận dạ mị ngân bảo lão giả nghiến răng nghiến lợi nói lẽ nào thánh tuyết giáo làm trái giáo lý nên đã hộ thể thánh khí bên người nàng nhưng cho dù là thánh khí cũng không đến mức khiến đệ đệ chết thảm như vậy rốt cuộc là ai đệ đệ của ta đáng tiếc mặc cho lão giả áo bạc có nghĩ thế nào cũng không nghĩ thông suốt cuối cùng chỉ có thể bưng thi thể đệ đệ rời đi ngoài sơn cốc rất xa núi rừng dạ mị dẫn đường ở phía trước một bên vạn mã đi theo phía sau lưng cõng huyết thiên quân toàn thân là máu thiên quân hai con ngươi nhắm chặt lông mày cau lại khóe miệng có vết máu dày đặc sắc mặt khi thì giữ tượng khi thì bằng phẳng khi thì tham lam trong đội ngũ đại trăn doanh hưu hạ lệnh với a lai đem nước tẩy tủy hà phân chia hết cho đệ tử ngâm ở bên trong tăng căn cơ lên đúng a lai gật đầu đáp ngay sau đó rất nhanh chỉ huy hơn một ngàn đệ tử đại trăn thánh đình lấy nước tẩy tủy hà ra lại chặt rất nhiều cây cối làm thành thùng gỗ to lớn từng vị đệ tử đại trăn nhảy vào trong thùng gỗ trong mỗi thùng gỗ không chỉ có nước tẩy tủy hà cũng đổi nước khác à doanh hưu thì ngồi ngay ngắn trên ghế hoa móc ra vòng tay bạc hung thú bản tọa cũng muốn xem một vị nhân vật chính thiên mệnh rốt cuộc có rơi ra trang bị thu hoạch nhẹ chút rất nhiều bảo vật lượng lớn nước tẩy tủy hà cự thạch màu đen soát khí huyết khổng lồ của doanh hưu dễ dàng phá vỡ cấm chế của cổ đồng thủ trạc dù sao chủ nhân đời trước của nó đã ở ra rắm sau đó lập tức dùng ý niệm thăm dò vào bên trong xem xét ê cho dù lấy tâm tính bình tĩnh của danh hưu khi thấy cảnh tượng trong vòng tay cũng không khỏi hít khí lạnh kinh hãi vô cùng chỉ thấy trong vòng tay rõ ràng là không gian 10 m thừa 10 m mà không gian này bị nước tẩy tủy hà lấp đầy hoàn toàn giữa nước sông thì dựng thẳng cự thạch màu đen dưới cự thạch màu đen trồng chất rất nhiều kỳ chân dị bảo bên trong không thiếu một số chân phẩm bảo vật hơn nữa một bên còn có giá sách hoàn toàn ngăn cách trong giá sách bày hàng trăm quyển sách phát ra ánh sáng soát danh hưu lấy ra một quyển sách ba ngàn lôi đình võ kỹ cao đẳng thích hợp cho võ giả thất phẩm trở xuống tu luyện lấy hấp thu lực lượng lôi đình tồn tại trong thiên địa rèn luyện bản thân khi công kích kẻ địch là đấm ra một quyền lôi đình tới luyện tới đỉnh phong ba ngàn lôi đình ra vượt cấp giết địch như lấy đồ trong túi Xót danh hưu lại lấy ra một quyển sách kim thân pháp bí pháp phật tông tu luyện tiểu thành tức là kim quang phổ chiếu đao thường bất nhập thủy hỏa bất xâm tu luyện đại thành có thể ngưng tụ la hán kim thân cứng rắn chống đỡ sơn hà chu sát thần ma võ kỹ cao cấp công pháp tuyệt thế danh hưu nhìn hai quyển cổ tịch trong tay không khỏi cảm khái không hổ là nhân vật chính của thiên mệnh mặc dù thời kỳ phát triển đã có nội tình ra thân bực này phải rõ ràng bất kể là võ kỹ cao cấp hay là công pháp tuyệt thế cái nào không thể gặp không thể cầu nhưng giờ khác này tùy ý xuất hiện hai quyển hai quyển chủ yếu nhất trên giá sách trong vòng tay cũng không phải là độc nhất vô nhị dùng ý niệm quét qua hai lần cùng với vị trí đặt sách có thể nhìn ra trên giá sách kia ít nhất có mười mấy quyển sách cổ cấp bậc cũng không kém hơn hai quyển trên tay sách cổ còn lại cũng không phải vật phàm tùy tiện một quyển đã có thể khiến võ giả bình thường suy si cuồng xem ra danh hưu lẩm bẩm nói tám phần vị giang hạo thần này cũng là nhân vật chính của thế lực tương lai cũng sẽ thành lập thế lực của mình những công pháp này chính là át chủ bài để hắn thành lập thế lực hiện tại lại tiện nghi cho mình lắc đầu danh hưu thu hồi hai quyển sách cổ ánh mắt nhìn lượng lớn nước tẩy tủy trong vòng tay hơn nữa cảm thụ năng lượng nước sông bên trong mặc dù đang tán loạn cũng rất chậm không khỏi thầm nói dựa theo tốc độ tán loạn này ước chừng có thể kiên trì nửa tháng ngược lại có thể miễn miễn cưỡng cường kiên trì đến lúc về huyện bình an có bảo vật chữ vật thật tốt bảo vật tùy tiện chứa chẳng qua nước tẩy tủy hà này cũng thật đặc thù cho dù trong bảo vật chữ vật có quy tắc giam cầm cũng vẫn đang tán loạn năng lượng hắn đoán chừng giang hạo thần chuẩn bị lượng lớn nước tẩy tủy hà như thế tám thành lập tức chiêu binh mãi mã bồi dưỡng một bộ phận thủ hạ thành lập thế lực thuộc về mình mà rất có thể đối phương bức thiết muốn thành lập thế lực chỉ vì đối phó danh hưu có chút không cách nào chiến thắng kẻ địch đáng tiếc một đời nhân vật chính không những không khiến danh hưu trở thành đá kê chân ngược lại còn khiến mình hóa thành tống bảo đồng tử sau đó danh hưu không để ý tới nước tẩy tủy hà mà lại lần nữa quét hình rất nhiều bảo vật bên trong hai con ngươi không ngừng lóe lên hào quang thậm chí cuối cùng khóe miệng cũng có chút run rẩy im lặng nói con bà nó chân khí nhân bản tọa vất vả khổ cực kiếm chút tài nguyên trong bí cảnh kiếm bảo vật hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực cũng mới có được một chút bảo vật như vậy mà thôi. Những võ giả khác, ngươi vất vả đều là nỗi khổ của chúng ta, ngươi không cướp ngay sao. Morgan cập mép, thật ra cũng không trách doanh hưu im lặng như vậy, thật sự trong vòng tay bảo vật nhiều đến mức vượt quá phạm trù lý giải của người bình thường. Thậm chí so với doanh hưu nhà giàu thu phí bảo hộ lần này cướp bóc bảo vật còn nhiều hơn mấy lần. Hơn nữa, hắn có thể rõ ràng nhìn ra, trong đó có rất nhiều bảo vật chính là bảo vật trong bí cảnh, mà một người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trong tầm mắt doanh hưu, cũng chưa từng quang minh chính đại xông qua ba cửa ải, vậy mà cũng có thể thu được nhiều bảo vật như vậy. Thật không rõ ràng giang hạo thần này ở trong bí cảnh rốt cuộc lại gặp được cơ duyên gì. Liền, con mẹ nó quá kinh khủng, bất cứ thứ gì, tiểu trúc. Danh hưu không khỏi nói với thẻ tre màu đen trong cơ thể, ngươi nói xem ta có thể biến thành nhân vật chính thiên mệnh không. Có cách nào không, ví dụ như cướp đoạt khí vận của nhân vật chính, luyện hóa thứ đặc thù gì đó, nếu không chỉ nhìn người ta vận may ngập trời, chính mình liều sống liều chết thu được còn không bằng chẳng phải có chút bất đắc dĩ sao. Thẻ che màu đen, sao vậy, ta không thỏa mãn ngươi được đâu. Thật lâu sau, sau khi nhìn thẻ che màu đen không có bất kỳ phản ứng gì, doanh hưu bình tĩnh bà khí nói, cũng được. Cả đời bổn tọa làm việc không cần dựa vào khí vận phụ trợ, cần gì cướp tới là được. Thẻ che màu đen, rõ ràng ngươi không có khí vận mà thôi, đừng nói cao đại thượng như vậy. Sau đó, Doanh Hưu đưa mắt nhìn cự thạch màu đen đứng giữa tẩy tùy hà. Bảo vật này rõ ràng là bảo vật chân quý nhất trong bí cảnh này, cũng là bảo vật mà lão giả đeo kiếm kia nói. Ông, ý thức Doanh Hưu dò xét cự thạch màu đen, nhưng ý thức khi đụng phải cự thạch màu đen trong nháy mắt đã bị ngăn cách. Bất kể là thử sông tới, hoặc là hòa ý thức thành hình thức mũi khoan đều không thể sinh ra chút ảnh hưởng nào đối với cự thạch màu đen. Cự thạch màu đen giống như tảng đá bình thường không có bất kỳ biểu hiện dị thường đặc thù nào. Nhưng, đá bình thường sao có thể ngăn cách ý thức của danh hưu lấy tu vi trước mắt cho dù là kim cương thích cũng có thể dò xét vào một phần nhưng đối mặt với việc lúc này không những không thể dò xét mà còn bị ngăn cách hiển nhiên càng chứng minh viên đá này phi phàm sau đó danh hưu bắt đầu thử các loại biện pháp dò xét hắc thạch khí huyết tinh thần nhỏ máu nhận chủ hạt vừng mở cửa chờ chút cự thạch màu đen không có chút phản ứng nào giống như ngoan thạch mặc cho gió đông tây nam bắc mà ngay khi danh hưu thúc thủ luống cuống ông thẻ che màu đen trong cơ thể đột nhiên chấn động từng trận hắc sắc quang mang hiện lên từ thân thể danh hưu thấm vào trong vòng tay cổ đồng thẳng đến tảng đá lớn màu đen trong nháy mắt bao phủ hắc sắc quang mang đến tảng đá lớn màu đen ầm cự thạch vốn giống như ngoan thạch màu đen đột nhiên cũng chấn động theo dẫn động nước tẩy tủy hà cũng chấn động cho dù ở trong không gian vòng tay đồng cổ cũng nhấc lên từng trận gợn sóng nhìn biên độ chấn động của cự thạch màu đen nếu không có vòng tay đồng cổ giam cầm nước tẩy tủy hà sợ sẽ nhấc lên sóng to gió lớn a à, doanh hưu khẽ gì một tiếng hai mắt lóe ra quang mang chỉ thấy dưới sự chấn động của tảng đá lớn màu đen mặt ngoài xuất hiện từng vết sạn, bên trong đỏ rực giống như que hàn nóng đỏ phát ra từng trận khí thế đặc thù từ bên trong tảng đá lớn màu đen khiến cho chấn động ngập trời của tẩy tủy hà lập tức bình ổn lại bên trong vòng cổ đồng hung ác yên tĩnh đáng sợ tẩy tủy hà to như vậy giống như bị thứ gì cố định lại rắc răng rắc trên cự thạch màu đen mơ hồ có vết dạn mà càng lúc càng lớn nhanh chóng lan tràn đến toàn thân cự thạch nương theo vết dạn càng lúc càng lớn cỗ khí thế đặc thù kia cũng càng ngày càng đậm đặc giờ khác này thời gian giống như tĩnh lại ầm một hơi thở mười hơi thở sau trăm hơi thở vết sạn trên tảng đá đen đã chẳng chịt vết dạn đạt tới cực hạn hoàn toàn không lan tràn nữa ngay sau đó tất cả vết sạn lan tràn ra hoàn toàn sụp đổ tiếng chấn động ngập trời vang vọng vòng tay đồng cổ nương theo vết sạn trên tảng đá lớn chấn động màu đen ầm ầm vỡ vụn đang nhanh chóng rơi ra bên ngoài lộ ra bản thể màu đen phát ra ánh sáng màu vàng bên trong, sau nửa chén trà bên ngoài màu đen hoàn toàn biến mất, chỉ thấy bên trong là cự thạch màu đen cỡ nhỏ, chỉnh thể giống với bên ngoài, nhưng không giống với cự thạch màu đen bóng loáng bên ngoài, mơ hồ tỏa ra hắc quang. Đặc biệt nhất là bên trong cự thạch màu đen có năm chữ phát ra ánh sáng đặc biệt hiển hiện, nhìn kỹ, Định Hải thần trầm, khụ khụ, không phải, chính là Càn Khôn chấn thiên trụ, chuyện này, Càn Khôn chấn thiên trụ Danh Hưu nhìn chữ viết phía trên cự thạch màu đen mặc niệm một lần, thầm nói nghe rất khí phách. Định Hải thần châm trong tay kiếp trước của hầu ca Lam Tinh có chút tương tự, nhưng rốt cuộc cũng không phải giống loài nào, cũng không biết dùng như thế nào. Cảm nhận được suy đoán của hắn ta, thẻ che màu đen trong cơ thể lại lần nữa chấn động rất nhỏ, từng trận tin tức phản hồi trở về. Trụ Trấn Thiên Cản Khôn là một trong những bảo vật chống trời được sinh ra từ thiên địa này, hậu thiên địa hoàn thiện di tán nhân gian là khí tài vô thượng chế tác binh khí bảo vật này căn cứ vào thực lực của người sử dụng đại năng có thể nhỏ có thể dài có thể ngắn không thể phá vỡ tự mang phá địch phá trận chấn áp uy năng mà bảo vật này lại có thuộc tính tầm bảo trời sinh đã hấp dẫn những bảo vật vô chủ khác bảo vật tốt danh hưu nhịn không được cảm khái đúng là khối bảo vật luyện chế binh khí cũng có thể trực tiếp sử dụng như binh khí có thể lớn có thể nhỏ khẩu quyết rốt cuộc là cái gì tiểu hắn nhịn không được nhẹ nhàng kêu gọi cự thạch màu đen đáng tiếc không có bất kỳ phản ứng gì nhưng ngay khi hắn muốn dùng khẩu quyết khác thử một lần, ông. Thẻ che màu đen đột nhiên phát ra quang mang vô cùng sán lạn, quang mang này theo thân hình doanh hưu không ngừng lan tràn tràn vào trong vòng tay cổ đồng, hoàn toàn bao phủ cự thạch màu đen vào bên trong. Đồng thời ánh sáng đen hiện lên bao phủ hung quải trong tay doanh hưu ở bên ngoài, trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa, bên trong vòng tay cổ đồng. Hung quải xuất hiện trước cự thạch màu đen bị quang mang bao phủ, dung nhập vào trong cự thạch từng chút một, cự thạch màu đen run, run run, oanh. Ngoại giới, đại hoa, vương tà đang tranh đoạt quyền phân chia thịt hung ngạc còn thừa lại vương tà đã nói trước là nửa thân thể hung thú còn lại sẽ dùng để nấu canh cho đệ tử đại chăn ăn trừ bỏ siêu ra ăn một chân tổng quản bạch tinh hà thiết ngưu thượng quan thanh y lâm đường chu nghị chia hai chân còn lại một chân thuộc về ta toàn bộ cá sấu đầu về ngươi thế nào hiện tại ngươi còn muốn cướp chân cá duy nhất của ta đại hoa ngươi cái gì mà ngươi chỉ còn lại một cái chân cho hoa ra ăn thì sao chứ Ngươi lớn như vậy tùy tiện ăn chút thịt cá sấu lót dạ là được, ăn cái chân cá sấu gì chứ, ta thấy ngươi giống chân cá sấu. Vương tà, sao ngươi lại nói chuyện giống như mẹ hai ta vậy? Đại hoa, ta mấy chục con số giải ra, hai năm. Vương tà, một du một trên một, con mụ nó thật biết đếm. Phiêu phiếu, phiêu phiếu, cho ngươi. Vương tà bị đại hoa mài rũa không chịu nổi, trực tiếp ném hung hãn chân cá sấu ra, treo trên một nhánh cây. Ha ha, đại hoa thỏa mãn cười một tiếng muốn xông lên bắt chân cá sấu, nhưng vừa mới xông lên được một nửa đã kịp phản ứng, đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy vương tà đang thẳng đến đầu cá dưới dưới bằm tiêu mà mình vừa mới làm, ê, cập, đứng ở kia, đại hoa nổi giận gầm lên một tiếng rồi bay trở về. Xoát, vương tà dừng bước dịch chuyển về vị trí chân của hung ngạc, đại hoa lại bay về phía hung ngạc thối, vương tà chạy về phía đầu cá tiêu, đại hoa chỉ có thể dừng lại rồi lại bay trở về. Cứ như vậy một người một chim thăm dò qua lại, đại hoa triệt để từ bỏ hung ngạc thối mắng, coi như người lợi hại, sau đó bay đến vị trí đầu cá dưới ớt bằm ăn như điên cuồng phảng phất muốn nhanh ăn xong đang cướp vương tà cũng không cam lòng yếu thế nắm chân hung ngạc lên điên cuồng gặm chốc lát một người một chim lại tiện hề tiến đến cùng một chỗ vừa ăn vừa nhìn vị trí danh hưu cho đổi nói lão đại gặp phải chuyện gì vừa gặp mặt sắc mặt liền chấn động một hồi có điểm kinh hỉ một hồi lại có điểm phẫn nộ đừng nói là hưu ra sẽ không tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma chứ ta nhớ phụ thân đã từng nói tình huống như vậy nếu như phát sinh chuyện bản thân bị vây khốn cần phải tạo áp lực cho bên ngoài. Lão Hoa, ngươi đi mở miệng trợ giúp Hưu gia thoát khỏi trạng thái này đi. Đại Hoa, không phải, ngươi coi Hoa gia là kẻ ngu si, Vương Tà, ngươi không ngốc sao? Đại Hoa, ngươi muốn ăn đòn phải không? Ngươi lại đi làm cái gì? Vương Tà, đi nhà xí, ngươi đi theo làm gì? Làm sao? Ngươi cũng có hai sở thích đặc biệt kia sao? Đại Hoa, sở thích gì? Vương Tà, nguyện nghe kỳ tường, tĩnh quang kỳ tiện, hoa lớn chết đi một bên trên mặt đất đang đặt mấy cái nồi lớn bên trong nấu lượng lớn thịt hung ngạc chính là chuẩn bị cho đệ tử đại chăn giờ phút này danh hưu thì không để ý tới tình huống bên ngoài mà nhìn chòng chọc, chọc vào trong vòng tay đồng cổ cột càn khôn chấn thiên rung động kịch liệt cuối cùng hoàn toàn bị ánh sáng che phủ bên trong bành 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 từng tiếng chủy đập cổ quái từ bên trong hào quang truyền ra phảng phất như có vô số người đang nện đập khối sắt thật lâu sau ánh sáng mở đi cảnh tượng bên trong cũng hoàn toàn hiện ra chỉ thấy cột trụ khổng lồ cao 10 mét vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cây u quang hung quải phát ra. Mặt ngoài hung quải có vô số hoa văn phức tạp, phù lục, hung thú khắc họa ở phía trên, cho người ta đủ loại cảm giác tà ác, cổ quái, không thể tin nổi, khiến người ta nhìn một chút đã có chút sợ hãi. Ngay sau đó, một đạo tin tức tràn vào trong đầu danh hưu, càn khôn chấn thiên quải, không thể bí bảo, không thể phá toái, có thể lớn có thể nhỏ, trên đó khắc phù văn có thể mở núi, chấn biển, hàng yêu, phục ma. Phá hư, bình vạn cổ. Lưu ý, uy năng của bảo vật này đi theo người sử dụng không ngừng hiển hóa thực lực, người sử dụng có thực lực càng mạnh, uy năng càng khủng bố. phủ Danh Hưu tiếp thu xong tin tức này thì ngẩn ra, hắn cũng không ngờ sẽ có biến hóa này, cự thạch màu đen này sẽ triệt để hòa hợp một thể với hung quải của hắn. Liền, có chút làm người ta bất đắc dĩ, Danh Hưu âm thầm thở dài, bản tọa cũng định không sử dụng hung quải nữa, dù sao chân cũng không quẻ thật, nhưng ai muốn hiện tại cho mình cái binh khí như vậy, thật tức giận người thẻ che màu đen, không phải, ngươi muốn chút mặt mũi không được, mỗi ngày chống gậy trang bức ai cũng nhìn không thấy, hiện tại ba bá, bá nói mình không muốn chống gậy, sao? Ta bỏ ra cái giá lớn dung hợp sai rồi. Nếu ngươi còn dám nói thêm một câu, có tin ta đang tách ra cho ngươi không? Giúp đỡ giờ phút này, doanh hưu cũng nhận thấy thẻ che màu đen trong cơ thể có dị động. Thôi, đây là thiên ý, vẫn nên tiếp tục chống nặng đi. Ngay sau đó, không chút do dự lôi hung quải từ trong cơ thể ra. Đông. Tay cầm thanh âm nặng nề của hung quải rơi xuống đất vang vọng rừng rậm, mặt đất cũng hơi lắc lư một chút, mắt thường có thể thấy được mặt đất xuất hiện không ít vết dạn, Doanh Hưu thấy vậy hai mắt hơi sáng lên, rất tốt, mà vừa rồi hắn vốn không dùng lực lượng gì có thể tạo thành thành quả này, phải toàn lực ứng phó sợ hãi, mà có hung quải này trong tay khiến cho thực lực của hắn cũng có thể càng đầy đủ phát huy ra, cũng không cần giống như trước đây, gặp phải địch nhân đặc thù cần dẫn động năng lực thẻ che màu đen trong cơ thể đối địch, hao phí lượng lớn tích góp ánh sáng ngay sau đó nội tân thân thể lẩm bẩm nói cũng là lúc nên đột phá tứ phẩm chọn ngay không bằng đụng ngày ngay bây giờ đi tứ phẩm trung kỳ đệ nhị chân nghĩa chỉ thấy danh hưu phất tay lấy ra mấy bảo vật tăng cường khí huyết không chút do dự nuốt vào khí huyết trong cơ thể cực nhanh vận chuyển hơn nữa dưới sự gia trì của bảo vật tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh nửa ngày âm thanh khí huyết lưu thông trong cơ thể giống như dòng sông rung động ầm ầm âm thanh không ngừng tăng lớn thậm chí ở bên ngoài cũng có thể mơ hồ nghe thấy khiến không ít đệ tử đại chăn nhìn thấy. Bọn họ thấy trên người hưu gia nhà mình ánh sáng rực rỡ, hung viên đứng thẳng sau lưng, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn nhiếp thiên địa. Không khỏi, tất cả đều suy đoán hưu gia nhà mình sắp đột phá lần nữa hay sao. Nghĩ đến đây không khỏi đều tương đối phấn khởi. Dù sao chỉ có thực lực của hưu gia càng mạnh, bọn họ mới có thể đi theo. Nếu không không có một lão đại mạnh mẽ chống lưng, đệ tử đại chăn ở bên ngoài sẽ bớt đi rất nhiều lực lượng. Mà, Bạch Tinh Hà, Thượng Quan Thành Y càng giật mình hơn bọn họ có thể đi theo danh hưu cùng bước vào bí cảnh, tận mắt chứng kiến hưu gia nhà mình đột phá một lần trong bí cảnh, cách hiện tại còn chưa tới một ngày, lại sắp đột phá lần nữa, thật. Châu bò, không khỏi thấp giọng cho đổi nói, Bạch Tinh Hà, không hổ là gia hưu gia, đột phá dễ như ăn cơm uống nước, chẳng trách có nhiều thủ đoạn thần kỳ như vậy. Thượng quan Thanh Y, từ xưa đến nay loại yêu nghiệt giống như hưu gia cũng rất ít có, huống chi nó lại xuất thân từ một huyện thành. Thích Nghiêu vỗ đầu một cái, ta đi theo người đây, rốt cuộc siêu tu luyện thế nào vương tà nhìn doanh hưu ở phương vị âm thầm kinh ngạc nói vì sao càng về sau tốc độ đột phá ngược lại càng nhanh đều sắp vượt qua mấy vị tồn tại cha ta nói hưu gia mới bao lớn hình như không đến hai mươi nếu ta có thiên phú tu luyện này thì tốt biết bao phụ thân ta không thể coi ta là tổ tông để thờ muốn gì cho nấy đương nhiên cũng trong chốc lát hầm mộ người trong nhà biết được chuyện nhà mình hắn biết rõ mặc dù thật sự có thiên phú như thế cũng không thể giống hưu gia thông qua khoảng thời gian này hắn trông thấy tác phong làm việc của danh hưu trong sinh hoạt hàng ngày quả thực trừ ở quyết sách làm thế nào mở rộng địa bàn chính là tu luyện chẳng những không quá để ý tới quyền lực ngay cả đối với nữ sắc cũng không có bất kỳ lưu luyến nào khiến hắn không thể lý giải đại hoa từng tự nói với mình vương tà lẩm bẩm nói hắn nói trong lòng hưu gia không có nữ nhân rút đao đương nhiên là theo con đường thần kỳ lời này cũng là chính miệng hưu gia từng nói nhưng ta không dám gật bừa nhân sinh trên đời muốn ngay cả nữ nhân cũng không tìm chẳng thú vị sao không câu lan nghe khúc chẳng phải uổng phí kiếp này muốn hắn giống như hưu gia trừ tu luyện chính là đấu trí đấu dũng với người khác chẳng phải cuộc đời đều sống vô ích sao hắn vương tà vẫn luôn tuân theo tín niệm tiền đồ không nên nhỏ như vậy đạo lữ không nên ít như vậy thiếu mới nói ngay sau đó hắn ta lại lắc đầu thầm nói phụ thân đã từng nói người tự hạn chế như vậy mới có thể phát triển lớn ta thì sao rất khó tự hạn chế bản thân Lựa chọn tốt nhất là đi theo những người tự kỷ luật này, hiện tại cuộc sống của ngươi rất tốt, cãi nhau ầm ĩ, hoàn toàn không cần để ý tới ánh mắt của người ngoài, so với ở lại Bình Tây Quân thì thoải mái hơn nhiều. Giờ khắc này hắn không tự chủ được nghĩ đến phụ thân mình, nghĩ đến Bình Tây Quân. Theo bình thường phát triển nhiều nhất hắn ở phóng đảng 1 2 năm nhất định phải vào Bình Tây Quân lịch lãm để chuẩn bị tiếp quản Bình Tây Quân, cho dù không muốn nữa cũng không có cách nào. Chuyện này, đây là sứ mệnh của vương gia, cũng là sứ mệnh hắn nhất định phải làm. Dù hắn có không tình nguyện cũng chỉ có thể như thế, ai bảo hắn họ vương, ai bảo hắn là con trai trưởng một đời này. Hắn cũng rất rõ ràng bình tây quân rơi vào trong tay thế lực khác, vương gia sợ phải nên đón tai họa ngập đầu. Cũng may, vương tà lẩm bẩm nói, hiện tại thiên địa đại loạn, loạn thế đến, không chừng ma chú sẽ bị đánh vỡ. Hơn nữa trường thanh tiên sinh không cho mình rời khỏi đại chăn thánh đình cũng có thể cố ý, như vậy xem ra mình phát triển ở đại chăn chưa chắc không phải chuyện tốt. Thật hy vọng, vui sướng bực này, cuộc sống đơn giản có thể kéo dài mãi đột nhiên một bên truyền đến tiếng đại hoa lão vương ngươi nhìn hoa ra xem ngươi xem con khỉ kia lớn lên có liên tướng với ngươi không soát vương tà lắc đầu không nghĩ tới những chuyện vụn vặt kia nữa ném hết thảy ra sau đầu lại lần nữa cãi vã với đại hoa trên hoa tọa trong cơ thể danh hưu khí huyết ngập trời càng ngày càng tràn đầy tốc độ vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh rất nhiều mạch máu nhỏ bé bị tắc nghẽn cũng đang sông mở khí huyết ngập trời gia cố rộng rãi ông Giờ khắc này thân thể Danh Hưu hơi bành trướng vài phần, mơ hồ có không ít mạch máu từ mặt ngoài hiện lên. "Phá!" Danh Hưu thấp giọng hét lên, ầm, khí huyết trong cơ thể vốn đã kéo lên đến cực hạn đột nhiên lại lần nữa bạo tăng ba thành, thậm chí trên đỉnh đầu hình thành vòng xoáy khí huyết, quanh thân bạch sắc hung viên sau lưng cũng xuất hiện hồng sắc quang mang. Đồng thời khí thế trên người Danh Hưu cũng đang nhanh chóng tăng lên, không tốn chút sức nào phá tan tam phẩm đến tứ phẩm giam cầm. Tu vi bạo tăng, tứ phẩm sơ kỳ, tứ phẩm sơ kỳ đỉnh phong cuối cùng trực tiếp đột phá đến tứ phẩm trung kỳ mới dừng lại khi huyết ngập trời sau khi hoàn thành đột phá hoàn toàn dần dần bình tĩnh lại mạch máu danh hưu nổi lên bên ngoài thân cũng chậm rãi khôi phục bình thường đồng thời trong cơ thể hắn truyền đến tiếng lốp bốp như tiếng đậu nổ chính là xương cốt kinh mạch cũng đang nhanh chóng tăng cường thật lâu sau tất cả mọi chuyện mới hoàn toàn lắng lại soát danh hưu mở hai mắt ra một đạo u quang khiếp người lóe ra khiến người ta căn bản không dám đối mặt với hắn tứ phẩm thành công rồi bành nắm chặt nắm đấm âm thanh bùng nổ nó thích ứng rất nhỏ với thực lực bạo tăng của cơ thể lẩm bẩm nói thực lực tổng thể đâu chỉ tăng lên gấp đôi sợ là phải gấp hai ba lần hiện tại cho dù mình chính diện chống lại hung ngạc kia cứng đối cứng tối thiểu cũng sẽ không rơi xuống hạ phong hơn nữa đây còn là thực lực bình thường của hắn sử dụng thiên nguyên chiến trận phụ trợ cùng với mượn lực lượng hung áp bắt cóc hiện tại đánh ngũ phẩm bình thường không thành vấn đề nhưng danh hưu cũng không chậm trễ quá lâu trên việc kiểm tra thực lực của bản thân mà lập tức rời ánh mắt đến thẻ che màu đen trong cơ thể. Chỉ thấy, dựa theo tu vi của mình lại lần nữa tăng lên, thẻ che màu đen cũng kịch liệt chấn động, mơ hồ có trúc mới hiển hiện. Xoát, kèm theo hình ảnh trúc mới mở ra cũng nổi lên, ngao, trong hình ảnh. Một đầu cự hổ màu đen giống như ngọn núi đứng thẳng giữa thiên địa, nó ngửa mặt lên trời phát ra trận trận hổ khiếu, không gian bị thanh âm chấn không ngừng đổ sụp, trên bầu trời mơ hồ có vô số sinh linh hiển hiện. Sau đó chỉ thấy hung hổ màu đen xông lên trời, vô tận hổ gầm không ngừng truyền đến cùng lúc đó trên trời đổ mưa to nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện nơi đó là hạt mưa rõ ràng là vô số sinh linh mạnh mẽ nhưng khi hạ xuống không phải đầu người khác chỗ thì là đứt làm mấy đoạn cũng không biết đã bao lâu trên bầu trời không còn tiếng hổ gầm nữa sau một khắc cự hổ màu đen đột nhiên từ trên trời hiện lên toàn thân đẫm máu ánh mắt lạnh thấu xương tràn ngập ba khí đặc biệt vương văn màu đen trên trán khiến người ta cảm thấy thần bí không thể phỏng đoán lại có một đầu hung thú tới sắc mặt doanh hưu có chút kinh ngạc phải rõ ràng lần trước hung thú hiện lên trong thẻ tre màu đen là khi hung thú vừa mới mở ra cũng chính là hung viên lần đầu tiên hắn đạt được công pháp hiện tại cự hổ màu đen xuất hiện vừa rồi nó cũng đang thi triển một loại công pháp vô cùng mạnh mẽ đặc biệt là hổ khiếu âm ba thật sự rất mạnh mẽ nhưng bản thân mình chân nghĩa dùng ngưng tụ hung viên muốn tu luyện công pháp này chẳng lẽ lại muốn ngưng tụ một đầu hắc hổ lưỡng chân nghĩa mà ngay khi danh hưu âm thầm nghi hoặc chỉ thay che nghĩa dung hợp hai đại thần thông chỉ thấy ánh mắt hắc hổ trên bầu trời nhìn về phía hắn nói đúng ra là phảng phất như không gian ngăn cách đang nhìn con vượn hung ác phía sau danh hưu giờ phút này dường như con vượn hung ác cũng nhận ra được cái gì hai con ngươi vô cùng đỏ tươi táo bạo dị thường giống từng trận tiếng giống giận dữ từ trong miệng hung viên truyền ra sau một khắc chân nghĩa của hung viên biến mất đồng thời ở thiên địa chỗ hắc hổ một đầu cự viên cũng hiện lên kình thiên cuồng hống với hắc hổ giống gào hắc hổ cũng không cam lòng yếu thế đối với hung vượn điên cuồng gào thét không chút do dự phóng về phía hung vượn mãnh hổ xuống núi hung viên đối diện cũng không chút do dự hung hăng giơ chân đạp lên trời hung viên đạp thiên ẩm 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 hắc hổ hung viên điên cuồng chiến đấu hai thú đánh đến thiên hôn địa ám núi đá vỡ nát hư không chấn động mà danh hưu giống như ở trên hư vô của phương thế giới này đang quan sát trận chiến độc nhất vô nhị này nương theo thời gian trôi qua hắn có thể nhìn ra rõ ràng vượn hung đang rơi vào thế hạ phong rõ ràng thực lực của hắc hổ đã tăng lên một bậc giống hắc hổ lại một kích trùng kích hổ khiếu lần nữa thừa dịp hung vượn bị chấn động ngây người hung hăng quật ra một đuôi xoát bành hung viên bị đánh bay ra ngoài đụng gãy mấy ngọn núi toàn bộ thân thể đều hư ảo rất nhiều xem ra nhiều nhất lại thêm hai lần công kích hắc hổ là có thể triệt để tiêu diệt hung viên mà ngay khi con hổ đen lại xuất kích định tới giết người chỉ thấy con vượn hung ác ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm lên hai tiếng giống hống đồng thời nó rũi móng vuốt ra nắm vào hư không ông hư không chấn động một cây hung quải màu đen vô cùng to lớn xuất hiện trong chảo của hắn phía trên khắc họa năm chữ to càn khôn chấn thiên quải xoát hung hăng đập mạnh vào cây gậy to như ngọn núi đánh giết hắc hổ phát ra tiếng cộng hưởng đinh tai nhức óc ầm hắc hổ bị đánh nằm dạp trên mặt đất tại chỗ thân thể tiêu tán hơn phân nửa hung viên cũng thừa dịp hắn ta bệnh muốn mạng lại lần nữa hung hăng nhào tới hung quải trong tay không ngừng đập xuống ầm 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 thân thể hắc hổ ảm đạm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ngay lúc sắp triệt để mẫn diệt ao à, nó cũng phát ra tiếng hổ gầm cuối cùng thân thể trong nháy mắt hóa thành hắc quang tràn vào trong cơ thể hung viên ngay sau đó chỉ thấy hung viên sững sờ tại chỗ sắc mặt dữ tợn hẳn lên trên người xuất hiện lượng lớn khí đen trong đôi đồng tử đỏ tươi mơ hồ có một con ngươi đen kỳ xuất hiện cái đuôi hóa đen hai cái răng nanh vốn đã khổng lồ lại lần nữa kéo dài móng vuốt kéo dài biến thành vô cùng sắc bén trên trán mơ hồ có vương văn đen kịt hiển hiện nửa nén hương sau giống hung viên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng như hổ giống như vượn gào thét khiến không gian thiên địa chấn động ngọn núi phía trước cũng bị nứt ra đạp hung viên hung hăng dậm chân một cái chấn động lớn vô số vết nứt nổi lên hình thành vực sâu mà hai đại hung thú trùng kích lại thêm hai lần đả kích vừa rồi cũng triệt để nghiền nát phương thiên địa này hình ảnh biến mất phù danh hưu thở ra một hơi thật sâu đừng nhìn mọi chuyện mới chỉ phát sinh trong thời gian rất ngắn thậm chí người ngoài cũng chỉ mới mấy hơi thở, nhưng dường như hắn đã trải qua mấy ngày, hơn nữa còn vô cùng phong phú mấy ngày. Hai đại hung thú chiến đấu đều có công pháp diễn hóa, hơn nữa còn diễn hóa công pháp của mình đến cực hạn, chẳng những khiến danh Hưu lại lần nữa hoàn thiện công pháp đã từng tu luyện, thậm chí tiến hành dung hợp, sau đó, chỉ cần đơn giản trải vuốt một chút, hắn có thể thôi diễn công pháp tu luyện một lần nữa, cấp bậc lại tăng lên một tầng. Lại trải qua một trận chiến vừa rồi quan sát khiến hắn hiểu rõ đạt tới cấp bậc dung hội quán thông đối với công pháp này. Dù sao nếu nói đến hai công pháp dung hợp hắn cũng có thể tính là nửa người sáng lập, cũng chính là tự sáng tạo công pháp. Tự nhiên, thuần hợp với luyện công pháp này vô cùng. Sau lưng nó lại lần nữa hiển hiện hung viên, bất quá lần này không giống như trước kia, mà là thân thể bành trướng gấp đôi, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Vương văn màu đen trên trán hiển hiện, răng nanh lấp lóe hàn quang, vĩ vĩ to lớn quấn quanh ở vị trí lồng ngực giống như đai lưng, cho người ta chủng loại hình thái viễn cổ ma thần. Giờ phút này, A Lai, Bạch Tinh Hà, Thượng Quan Thanh Y, thích nghiêu và các đệ tử đại trăn thánh đình đều đã tu luyện xong bọn họ đều đưa ánh mắt nhìn về phía siêu ra nhà mình nói cho đúng là đang nhìn hung viên vô cùng đáng sợ kia giật mình nói sao chân nghĩa của siêu ra lại thay đổi rồi răng nanh biến dài như vậy trên trán còn vương văn giống như lão hổ vậy đúng vậy chưa từng nghe nói chân nghĩa có thể biến hóa chẳng qua hiện tại hung viên này thoạt nhìn khí phách hơn hẳn trước kia nhưng mà hiện tại cái này còn có thể gọi là vượn hung sao có phải ngươi nên gọi là vượn hổ ma thần thú không hiển nhiên bọn họ bị chân nghĩa của danh hưu lúc này làm cho khiếp sợ mà một màn tiếp theo khiến bọn hắn càng thêm giật mình chỉ thấy danh hưu đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng trong nháy mắt sóng âm cuồn cuộn lấy nó làm trung tâm như thực chất khuếch tán về mọi hướng ngoại trừ đội ngũ đại tràn. những nơi sóng âm đi qua kẻ địch từng cây đại thụ theo tiếng đứt gãy cát bay đá chạy không thấy mặt trời trên bầu trời có không ít chim chóc bay ngang qua bị đánh chết ngay tại chỗ rơi xuống đất, thất khiếu chảy máu, cảnh tượng như vậy có thể so với tận thế. ngay sau đó, doanh hưu nhấc chân hung hăng đạp mạnh một cái, ầm, mặt đất trong phạm vi vài dặm rung động kịch liệt, vết dạn lấy chân đặt ở vị trí trung tâm nhanh chóng lan tràn ra, phàm là vật phẩm trên mặt đất bị vết sạn lan tràn ra đều phát sinh nổ tung. chuyện này, bạch tinh hà, thượng quan thanh y, thích Ngưu, vương tà, đại hoa, ti an, bọn họ nhìn thủ đoạn giống như thần ma như thế có chút kinh ngạc đến hoài nghi nhân sinh, không ngừng xoa nắn hai mắt đệ tử đại chăn càng trợn mắt há mồm hắn nhìn chằm chằm vào đám người siêu ra nhà mình ánh mắt chúng ta đang nhìn về phía thần linh thần thông bạch tinh hà phản ứng lại là ngũ phẩm mới có thần thông chẳng lẽ hưu gia lại đột phá đến ngũ phẩm chuyện này cũng quá nhanh đi còn nữa vừa nãy sao ta lại thấy hai loại thần thông chẳng lẽ võ giả có thể đồng thời có hai loại thần thông sao hai bên thượng quan thanh y thích nghiêu vốn không thể trả lời hắn dù sao bọn họ cũng hoàn toàn không biết nhưng tất cả mọi người đều hiểu một chuyện hưu ra nhà mình lại đột phá lần nữa hơn nữa còn hoàn thành bước nhảy vọt về chất giờ phút này danh hưu nhìn cảnh tượng bản thân vừa mới tạo thành phá hư trước mặt cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi cũng giống như bạch tinh hà phỏng đoán hắn vừa mới dùng chính là ngũ phẩm mới có thể sử dụng thần thông hai thần thông này cũng chính là hung viên hắc hồ đang chiến đấu với nhau đương nhiên uy lực hắn ta sử dụng lúc này không thể nào so sánh với thế giới trong hình ảnh nhưng vẫn rất lạc quan cộng thêm chân nghĩa này phụ trợ danh hưu lẩm bẩm nói chiến lực chỉnh thể của mình lại lần nữa tăng vọt không chỉ gấp đôi, ngay cả ngũ phẩm trung hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong bình thường cũng có thể chấn áp một hai. Ở tứ phẩm đã nắm giữ hai môn thần thông, tuy vẫn thiếu chút ý tứ, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Thẻ che màu đen, ngươi có thể đừng khoác lác nữa được không? Ta nghe khó chịu, muốn nôn, danh hưu, nở về, hiện trường. Cũng chỉ A Lai tương đối bình tĩnh, dù sao hắn ta đã sớm tê liệt với siêu gia nhà mình, đơn giản là càng ngưu bức hơn mà thôi, không tính là cái gì thao tác cơ bản mà thôi. Sau đó, hắn ta khom người cất cao giọng nói, chúc mừng hạ hưu ra thần công đại thành, pháp lực vô biên, thiên thu muôn đời, nhất thống thiên hạ. Trong nháy mắt, Bạch Tinh Hà, Thượng quan Thành Y, Thiết Nhiêu cũng dẫn theo hơn một ngàn đệ tử đại trăn thánh đình khom người điên cuồng hét lên, chúc mừng siêu ra thần công đại thành, pháp lực vô biên, thiên thu muôn đời, nhất thống thiên hạ. Chúc mừng siêu gia thần công đại thành, pháp lực vô biên, thiên thu muôn đời, nhất thống thiên hạ. Trong lúc nhất thời từng trận tiếng gầm vang vọng thiên địa đinh tai nhức óc làm nổi bật doanh trung ương giống như đại lão giang hồ giờ phút này danh hưu lại lần nữa nhìn thẻ tre màu đen trong cơ thể phát hiện lại có một cành trúc mơ hồ hiện lên nhưng lại kẹp chặt hiển nhiên còn cần hắn tăng lên tu vi lần nữa mới có thể mở ra phòng chừng mình đang đột phá một tầng đạt tới tứ phẩm hậu kỳ tối đa tứ phẩm đỉnh phong có thể mở ra thanh trúc này không biết sẽ là thứ gì bí pháp bảo vật hay là cái gì giờ khác này hắn cũng vô cùng mong đợi dù sao mỗi lần thẻ che màu đen mở ra một chút đồ vật xuất hiện đều vô cùng trân quý. Vô luận hung viên Pháp, hai tòa chiến trận, tám điểm sáng, cùng với mãnh hổ Pháp đặt ở phương thế giới này đều tuyệt đối là vật phẩm cao cấp nhất. Tùy tiện thả ra bất kỳ thứ gì, sợ cũng có thể khiến giang hồ nhấc lên vô tận gợn sóng, thậm chí gió tanh mưa máu. Lắc đầu, doanh hưu đưa mắt nhìn về phía A Lai. Bạch Tinh Hà, Thượng Quan Thanh Y, Thiết Ngưu, Vương Tà âm thầm gật đầu. Hiện nay tu vi của A Lai đã đạt tới tam phẩm đỉnh phong, Bạch Tinh Hà, thượng quan thanh y thiết ngưu vương tà cũng đạt tới tam phẩm trung kỳ đương nhiên a lai có thể đột phá mạnh mẽ như vậy là do thiên phú yêu nghiệt của hắn bạch Tinh hà thượng quan Thành y thiết Nghiêu là vì hắn đột phá đến tứ phẩm trung kỳ nên mới dẫn dắt mấy người bọn họ điên cuồng đột phá đây là điểm nghịch thiên của tám môn đồ ánh sáng chỉ cần tu vi của danh hưu không ngừng đột phá tám môn đồ cũng sẽ nhẹ nhõm đột phá theo cơ bản sẽ không có ngưỡng cửa chẳng qua chỗ xấu chính là một khi danh hưu bị tu vi nào đó kẹp lại cho dù bạch tinh hà gặp phải cơ duyên ngập trời ra thân cũng không cách nào tiến thêm một bước nhưng tác dụng phụ duy nhất này đối với danh hưu mà nói không đáng kể chút nào nếu bản thân mình kẹt ở cảnh giới nào đó vĩnh viễn không cách nào đột phá danh hưu sắc mặt bá khí nói vậy còn tranh giành thiên hạ cái rắm gì nữa nói gì tới việc đang lâm tuyệt đỉnh một bên à nói hưu ra sau khi trải qua lần tẩy tủy phạt tủy này đệ tử Đại Trăn đã có 73 người đột phá đến nhất phẩm, còn 265 vị nửa bước nhập phẩm chỉ cần một đoạn thời gian lắng động là có thể đột phá. Các đệ tử còn lại cũng có căn cơ trùng kích nhất phẩm, chỉ cần quân trận gia trì không ngừng tăng cường khí huyết, sớm muộn gì cũng có thể đột phá. Nghe vậy, Danh Hưu nhìn về phía hàng ngàn đệ tử Đại Trăn. Quả nhiên, sau khi được ngâm căn cốt trong tẩy tủy hà, nội tình của hắn đã được tăng cường trên phạm vi lớn. Số lượng võ giả nhất phẩm lên tới mấy chục, người kém cỏi nhất cũng đã sắp tiếp cận nửa bước nhập phẩm hình ảnh như thế muốn khiến các gia tộc huyện bình an nhìn thấy sợ là không muốn hù chết tại chỗ dù sao huyện bình an trước đây có thể nhập phẩm võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay hiện tại lại tuôn ra ngoài thành từng mảnh khẳng định cho rằng không thể tưởng tượng nổi nhưng bọn họ muốn biết rõ rốt cuộc những đệ tử đại trăn này ăn vào bao nhiêu tài nguyên mượn quân trận tinh luyện ra bao nhiêu khí huyết cùng với tồn tại trong truyền thuyết đã từng sử dụng tẩy tủy hà bọn họ cũng sẽ không cho rằng bọn họ nhập phẩm không tính là gì hiện tại danh hưu lẩm bẩm nói do bạch tinh hà chấp trưởng đội ngũ này bày quân trận sợ có thể dễ dàng chấn áp võ giả tứ phẩm bình thường đồng thời hắn cũng rõ ràng vì sao bình tây hầu có thể uy phong như vậy khiến triều đình cũng kiên kỵ ba phần dưới sự dẫn dắt của một vị võ giả tam phẩm hơn một ngàn đệ tử tinh nhuệ của đại trăn thiên triều bày trận đã có thể dễ dàng chấn áp tứ phẩm còn bình tây hầu lại có khoảng ba mươi vạn tinh nhuệ cho dù không thể nào mỗi người đều nhập phẩm nhưng chỉ vẻn vẹn có một phần mười cũng đã đạt tới mức nghe nói kinh người đối mặt quân đội bình tây quy mô bình thường đừng nói tứ ngũ phẩm võ giả bình thường cho dù võ giả thất phẩm trở lên cũng phải nhượng bộ lui binh những cung phụng đứng đầu triều đình cũng phải đầu to như châu huống chi bình tây quân không chỉ có quân đội còn có tướng lĩnh võ giả đứng đầu cũng không thiếu điều này rất khủng bố có thể ngăn cản đại quân của man tộc vô số năm tuyệt không phải chuyện người thường có thể hiểu được chẳng qua thiên hạ đại loạn trong loạn thế như vậy cho dù quân bình tây cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình dù sao thực lực càng mạnh kẻ địch cũng càng nhiều trong lòng Doanh Hưu đang không ngừng suy nghĩ cái gì, thật lâu sau, hắn ta lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, nhớ những thứ đó làm gì? Việc bản thân cần phải làm là nhân lúc thiên địa chưa triệt để loạn phát triển dưới trướng một cách nhanh chóng, mở rộng phạm vi bao phủ địa bàn, tăng thực lực lên. Chỉ cần mình có thể đăng lâm cửu phẩm võ giả thậm chí càng mạnh hơn nữa, dưới trướng có trăm vạn đệ tử bày trận, quản hắn cái gì ngưu quỷ xà thần, chỉ cần không thần phục trực tiếp đánh giết. Soát, bóng người Doanh Hưu lóe lên xuất hiện trên kiệu hoa phất phất tay, hồi phủ A Lai hét to một tiếng, trong nháy mắt, tam trang hán nâng kiệu hoa lên thẳng đến huyện Bình An mà đi, Bạch Tinh Hà phía trước vẫn dẫn người mở đường, các đệ tử phía sau đi theo. Giờ phút này, ánh mắt doanh hưu nhìn về phía phía Tả Sơn quận, ba khí nói, cũng là lúc nên đi Tả Sơn quận náo một trận. Lời nói chia làm hai đầu, lúc doanh hưu đại sát tứ phương, trong huyện Bình An cũng gặp chút phiền toái, trong quán trà, có vị trung niên bối đao đang uống trà, nhìn Tiểu Nhi lại lần nữa nối trà cho mình hỏi, "Tiểu Nhi, vị gia này có gì phân phó gã sai vặt lập tức hỏi huyện bình an tình huống như thế nào trung niên bối côn dò hỏi vì sao trên đường nhiều người mặc hắc bào quản lý trật tự như vậy bọn họ là bộ khoái huyện nhà vì sao mặc hắc bào đồ nhà quê gã sai vật không chờ người nói chuyện một bên có khách trà chen miệng nói những đệ tử áo đen kia là đệ tử đại trăn đại trăn biết được chứ huyện bình an là bang phái đệ nhất thế lực trải rộng tất cả huyện thành dưới trướng quận tà sơn hiện tại trật tự tám huyện thành đều do đại trăn quản lý các bang phái quản lý trật tự. Trung niên bối côn có chút sừng sốt, vậy bổ khoái huyện nha kia làm cái gì? Đường đường là huyện nha lại tùy ý để chuyện như vậy phát sinh, bách tính trong thành sẽ không phản kháng, tùy ý bang phái bắt nạt. Huyện nha, khách uống trà khinh thường nói, huyện nha thì tính là cái rắm ở huyện Bình An, thậm chí cả đại chăn quận Tả Sơn, hưu ra cũng là trời. Ngay cả huyện lệnh Bình An cũng không ra được thì có thể quản ai, ai nghe hắn, cũng không có gì đặc biệt. Có khách nhân nghe vậy nói tiếp, thực lực của hưu gia thế nào huyện lệnh có thực lực thế nào một câu của hưu gia huyện lệnh chết cha mẹ phản kháng chứ không nói cuộc sống tốt như vậy vì sao phải phản kháng cứ nói ai có năng lực phản kháng trước đó không lâu một thổ phỉ tứ phẩm vác đại đao muốn ám sát hưu gia còn chưa kịp đối mặt đã bị mấy vị đại lão đại chăn dẫn đệ tử chém giết tại chỗ đó là võ giả tứ phẩm thấy ngươi đeo gậy cũng là lăn lộn giang hồ ngươi có biết tứ phẩm võ giả là gì không nói xong trên dưới đánh giá thanh niên đeo côn Đồng thời những khách nhân khác nghe thấy vậy cũng như bị mở miệng nói ra, mồm năm miệng mười kể ra đại chăn thiên triều ngưu bức cỡ nào, hưu ra lợi hại cỡ nào, khiến trung niên bối côn nghe được sửng sốt, sững sờ. Mạch não của hắn còn chưa đủ, thực sự giống như những người này kể chuyện xưa vậy, khiến người ta không thể tin nổi. Đại chăn, bang phái, hưu gia cầm tu huyện lệnh, bang phái quản lý huyện thành, còn đồng thời quản lý tám tòa, thành lập thương hội, thu phí bảo kê, không cho thì diệt môn, chờ chút bất kể người nào nói ra cũng giống như đang tán dóc, nhưng những người này nói có mũi có mắt, không giống giả vờ. Hơn nữa trình tự trước sau có logic, chính là sự tích phát triển khiến người ta cảm thấy không chân thực. Thật lâu sau, sau khi thấy không ít người có thân phận rõ ràng cũng nói như vậy, kết hợp với tình huống ở cửa thành mới xác định những người này không nói dối, cho dù có khuyết đại cũng đủ kinh người. Không khỏi cảm khái, trời cao hoàng đế xa, lưu manh sừng bá vương. Không lâu sau, bành, trung niên bối côn nắm chặt nắm tay, bởi vì hắn nghe được không ít khách uống trà miêu tả tỉ mỉ trước đó không lâu võ giả tứ phẩm bị đại chăn chém giết như thế nào người kia có bộ dáng gì cùng với sau khi chết bị ném ở bãi tha ma cho chó hoang ăn được hay cho cái bang phái vô pháp vô thiên hay cho cái dám cầm tù bang phái huyện lệnh trung niên bối côn âm thầm nghiến răng nghiến lợi hắn tên là vu đồng chính là tán tu mấy chục năm như một ngày khắc khổ tu hành cộng thêm vào nam gia bắc mới có tu vi tứ phẩm hậu kỳ hôm nay cũng có một đoạn thân thế thê thảm Lúc nhỏ bị một đám thổ phỉ diệt môn, thẳng đến đoạn thời gian trước mới hoàn toàn chém giết kẻ thù, vốn định ước định với nương tử xa chạy cao bay, đi hải vực tìm hải đảo ẩn cư. Trước khi đi, hắn dự định gặp lại ân nhân cứu mạng của mình, ôn chuyện với nàng ấy một hồi, uống một bữa rượu rồi rời đi. Trước đó thông qua thư tín liên lạc biết được đối phương muốn tới Thanh Châu, huyện Bình An xử lý một chuyện cũng vội vàng đi tới đây. Không sai, ân nhân cứu mạng của hắn chính là đệ tử thần đao tông, người bị danh Hưu hạ lệnh chém giết tứ phẩm võ giả hiện tại biết được ân nhân cứu mạng mình đã tử vong như vậy, lại còn bị một bang phái côn đồ chém giết, há có thể không giận? Nhưng dù sao hành tẩu giang hồ nhiều năm, khi biết đại trăn thiên triều có thủ đoạn đặc biệt, rất nhiều đệ tử có lượng lớn quân cung nỏ, cho nên cẩn thận là trên hết. Hắn quyết định hỏi thăm nội tình đại trăn trước, cũng may quyết định nên làm thế nào. Mà ngay khi hắn muốn đứng dậy rời đi, vị gia này gã sai vật vừa cười vừa nói, vừa nhìn đã biết từ nơi khác tới, chắc còn chưa có chỗ nghỉ chân quán trà này vừa gia tăng nghiệp vụ dừng chân, đang ở hậu đường, hoàn cảnh tuyệt đối cạc cạc tư, giá cả không lừa già trẻ. Không phải khoác lác với ta, từ nhỏ ta đã sống ở huyện Bình An, rất quen thuộc nơi này. Nào náo nhiệt, nơi nào thuộc về thế lực phương nào, ban đêm sao ra khỏi thành, nào có lỗ chó cũng biết. Nghe vậy, Vu Đồng vừa định bước ra thu hồi lại, gật đầu, được, vậy thì thuê một gian phòng hảo hạng. Thuận tay lấy một thỏi bạc ra ném cho gã sai vặt, tiếp tục nói, lát nữa đưa chút đồ ăn tới đây, vừa lúc ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi được rồi gã sai vặt cười ha ha nhận lấy bạc hấp tấp đi vào sau bếp lấy rượu và thức ăn thượng đẳng bước vào phòng đồng nửa nén hương sau gã sai vặt từ trong phòng vu đồng đi ra đóng cửa phòng lại trong nháy mắt nụ cười và khuôn mặt hoa cúc đột nhiên trở nên lạnh lẽo ngay sau đó làm bộ như không có việc gì trở lại sau bếp đưa đồ chốc lát lại quay về tiền thính cùng chư trà khách cùng nhau khoác lác tách ra trên nóc phòng khách vu đồng nhìn gã sai vặt bình thường khi nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện nhân viên đặc biệt nào rời đi, cũng không dùng bồ câu đưa thư rời khỏi phạm vi khách mời, mới thở phào. Xem ra mình nghĩ nhiều cũng đúng, một bang phái cho dù châu bò một chỗ còn có thể cắm tay vào các ngành các nghề không thành. Hơn nữa tồn tại nhiều người cơ linh như vậy. Ngay sau đó, hắn nhìn vị trí trụ sở đại trăn, lạnh như băng nói, dám giết ân nhân cứu mạng của vu đồng ta, vậy đừng trách vu đồng ta không nói đạo nghĩa giang hồ. Tào tuần đúng không, nếu hưu ra chó má gì đó không ở đây, tối nay chỉ có thể giết ngươi tế trời trước. Hắn vừa mới hỏi tình huống đại khái của gã sai vặt đại chăn, cũng biết vị trí nơi đóng quân. Hiện nay thống soái cao nhất chiến đường đường chủ Tào Tuần đang tọa chấn nơi đóng quân, bên trong có lượng lớn đệ tử đóng quân. Nhưng mà, hắn nghe ngóng được buổi tối Tào Tuần hội về nhà ở cùng mẹ ruột. Đó là thời gian tốt nhất để hắn ra tay. Hắn quyết định âm thầm ra tay chém giết Tào Tuần như vậy cho dù đệ tử đại chăn có phản ứng lại cũng không thể tập hợp trong thời gian ngắn chứ đừng nói tới vận dụng nỏ công thành thật ra lấy tu vi của hắn cho dù đối mặt với một hai chiếc nỏ công thành chỉ cần không ngu ngốc lấy cứng trọi cứng cũng không sao chỉ là hắn trời sinh cẩn thận hơn nữa không muốn gây ra động tĩnh quá lớn dù sao trên người hắn có án cũ hơn nữa những thủ phỉ bị hắn giết cũng có hậu trường truy nã hiện nay một là nếu hắn bại lộ hành tung rất có thể sẽ đưa tới đại địch soát hắn trở lại phòng khách dự định nghỉ ngơi chờ một lúc lâu sau đó đi ra ngoài hái phong nguyên khí, bắt đầu hành động. À, hắn hoàn toàn không chú ý là bên ngoài bếp của khách uống trà, một con chó hoang màu đen lặng yên không một tiếng động rời đi. Nó cất bước chân rẽ ngang rẽ dọc nhưng lại đi tới vị trí góc cửa một bên huyện nhà. Vượng, chó đen nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, bành. Cửa nách mở ra, một bộ khoái đi ra buông tay rút ra một tờ giấy dưới bụng chó đen, mặt biến sắc, nhanh chóng lao vụt về phía hậu đường, mấy hơi thở sau lộc vô cực nhìn nội dung trên tờ giấy sắc mặt cũng âm trầm xem ra đây là đánh chú ý lên đầu chúng ta thật sự là ăn tim gấu gan báo không biết ai là đại vương nhưng có thể sau khi biết đại chăn có thực lực chém giết võ giả tứ phẩm vẫn lựa chọn ở lại trong thành sợ có chút lực lượng nhưng nếu không lập tức ra tay sợ rằng cũng không có nhiều lực lượng chỉ thấy hắn đặt tờ giấy lên trên lửa rồi châm lửa nhanh chóng ra ngoài bộ khoái lấy tờ giấy lại trở về vị trí cửa hồng lại thấy đại hắc cẩu đang ghé vào cửa không đi xua đuổi nó a mất vượng chó đen trợn trắng mắt với bộ khoái lại lần nữa kêu khẽ một tiếng thấy vậy bộ khoái lại trở lại bên trong nửa ngày lấy ra cái bánh bao thịt trực tiếp ném cho hắc cẩu bĩu môi nói chiếu chết ngươi được rồi tạp trì chó đen ngậm bánh bao thịt hài lòng rời đi bên ngoài trà lâu đột nhiên có hai nhóm người nhao nhao lên tiếng cãi vã tiếng mắng chửi càng lúc càng lớn hấp dẫn toàn bộ khách uống trà lầu hai đang nghỉ ngơi chờ đợi đến tối vu đồng cũng nhíu mày mở cửa sổ ra thấy hai đợt người phía dưới đang cãi lộn đại khái có thể là vì mua đồ đắt tiền, mắc lửa các loại. Sau đó thấy đệ tử hai đại chăn đến mang những người này đi, vu đồng thấy vậy cười lạnh. Ha ha, bang phái một chỗ thật sự coi mình là huyện nha, ngay cả chuyện đánh nhau ẩu đả bực này cũng quản. Phòng trừng mang đi chính là dọa dẫm vô vét tài sản, sẽ chỉ càng đen hơn huyện nha, càng âm u hơn, đều không phải dễ đánh. Hắn, mặc dù vào thành trong thời gian rất ngắn, nhưng cũng nghe được trong những người khác nói chuyện với nhau biết được đại chăn thánh đình có một hình đường có người nói bên trong có người hung ác chơi heo, phàm là người vào trong sẽ không có người có thể đi ra. Cùng với thỉnh thoảng nghe nói có người đang xem như nữ nhà mình quá nghịch ngợm, liền hù dọa bọn họ bị bắt vào địa lao. Bởi vậy, đương nhiên cho rằng địa lao là nơi đại chăn thiết trí tư hình, cũng chính là dọa dẫm vơ vét tài sản địa phương. Dù hắn mơ hồ nghe thấy đại chăn gì đó thiết lập nhà xưởng, thành lập học đường vân vân, nhưng vẫn chưa coi là thật. Tất cả, chẳng qua là ác ma ngụy trang. Bất cứ thứ gì đấy, ơ đim y, bành, lại lần nữa đóng cửa sổ lại ở một ngõ hẻm nào đó trên đường lộc vô cực nhìn võ giả tứ phẩm đóng cửa sổ lại lẩm bẩm tứ phẩm lại không phải tứ phẩm bình thường rất có thể là tứ phẩm đỉnh phong nếu không các võ giả này phát hiện trước thật đúng là sẽ rất phiền toái chẳng qua nếu đã sớm nhìn thấy đương nhiên phải xuống tay trước mới mạnh mẽ về phần có thể hạ thủ sai hay không khoan hãy nói đến chuyện vừa mới nhìn thấy trong mắt vu đồng chợt lóe lên sát ý cùng với chuyện đối phương hỏi hôm nay cho dù thật sự sai rồi vậy thì coi như hắn xui xẻo Vu, Ti khuyên, sau nửa canh giờ, ngay khi Vu Đồng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, định ra khỏi trà lâu kiểm tra tình huống đại chăn thánh đình, chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, cả tòa trà lâu lắc lư ba cái, phòng khách hậu đường cũng rung động theo. Cái gì? Địa Long xoay người sao? Vu Đồng sắc mặt đột nhiên cả kinh, bành, hắn lập tức mở cửa sổ ra, nhưng hình ảnh đập vào mắt lại khiến sắc mặt hắn cùng biến. Chỉ thấy phía trước khách uống trà đứng đầy đệ tử đại chăn thân mặc áo đen, số lượng sợ không có mấy ngàn, sắc khí cuồn cuộn đập vào mặt, điều khiến hắn thật sự giật mình là mấy ngàn đệ tử đại trăn xếp hàng chỉnh tề bước chân biến hóa, sắc khí cuồn cuộn ngưng tụ trên không trung hình thành một đầu sắc khí mãnh hổ màu đen. Quân trận Vu Đồng lập tức phản ứng lại, dù sao hắn cũng là tồn tại từng lăn lộn nhiều năm trong giang hồ, từng thấy nhiều việc đời. Hơn nữa điều này còn chưa làm hắn giật mình nhất, thứ khiến hắn giật mình nhất là vị trí đối diện trà lâu lại dựng lên một mũi tên còn lớn hơn mấy lần so với nỏ công thành, phía trên khắc họa vô số phù văn phức tạp hàn quang nhẹ nhẹ dưới ánh trăng vô cùng chói mắt thần cơ nỏ sao có thể hai mắt vu đồng trừng lớn bởi vì hắn nhận ra lai lịch của nỏ này là mệnh lệnh của tề đế khi đại tề kiến quốc đã chế tạo mũi tên nỏ lớn chuyên môn nhằm đối phó với võ giả cường đại sau khi thần cơ nỗ này xuất thế đã lập công lao mở rộng lãnh thổ cho đại tề không biết bao nhiêu võ giả cường hoành đã vẫn lạc dưới nỏ này sau đó chờ sau khi triều cương đại tề ổn định nỏ này cơ bản đã bị bỏ xó cũng rất ít khi tái sản xuất hơn nữa bởi vì tính công kích của nỏ này quá mạnh ngay cả đế vương cũng kiên kỵ cho nên hạ lệnh các nơi tuyệt đối không được tự mình kiến tạo thời gian trôi qua trải qua mấy trăm năm thời gian thần cơ nỏ cơ bản chỉ tồn tại trong một số châu thành quận thành quan trọng hoặc quân đoàn đỉnh tiêm địa phương khác cho dù rất nhiều quận thành cũng không có nhưng hiện tại hắn thấy cái gì một huyện thành lại có thần khí như thế lại còn nắm giữ trong tay bang phái địa phương thật không hợp thói thường dù cho hắn có thể nhìn ra thần cơ nỏ này cũng không phải loại đứng đầu, thần cơ nỏ bình thường, nhưng lực sát thương đối với võ giả tứ phẩm vẫn cực lớn như trước. Bành, bóng người Tào Tuần xuất hiện ở phía trước đội ngũ, giơ phương thiên họa kích lên quát lên, đại chân an chu sát đám người thổ phỉ, không được can thiệp. Người vi phạm, lấy thổ phỉ luận xử, giết không tha. Lời này vừa nói ra, lập tức đám người phụ cận trà lâu điên cuồng tàn ra, không ít cư dân phụ cận cũng đóng cửa sổ lại, chỉ chưa lại khe hở quan sát, không tốt, vu đồng thấy vậy lại biến sắc tuy hắn không rõ rốt cuộc mình bại lộ thế nào nhưng từ lời kêu gọi của tào tuần cùng với đội ngũ lít nha lít nhít phía dưới thổ phỉ trong miệng hắn đại khái hẳn là có thể có lẽ chính là mình soát hắn không chút do dự muốn nhảy ra khỏi cửa sổ nhưng lúc này đã muộn tào tuần điên cuồng hét lên một tiếng bắn siêu 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 nồng rậm rạp tên nỏ giống như không cần tiền vọt tới gian phòng của đồng che khuất bầu trời kinh khủng đến cực điểm đáng chết Vu Đồng há miệng thô bạo, không dám chần chờ mà khẽ động côn đồng xuất hiện trong tay, nhanh chóng hóa tròn ngăn trước người, côn quét sơn hà, đinh, đương, đương, đương. Từng tiếng kim loại va chạm không ngừng bên tai, côn đồng trong tay Vu Đồng vung vẩy hổ hổ sinh phong, che chắn vô số mũi tên bắn rơi không lọt quanh thân, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, bởi vì trà lâu trang hoàng kết cấu bằng gỗ, căn bản không cách nào ngăn cản mũi tên bắn vào, ngược lại có chút ngăn cản tầm mắt của hắn, cho nên hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực ngăn cản nhưng phương thức ngăn cản như thế hắn vốn không thể kiên trì quá lâu sẽ tiêu hao hết khí huyết biến thành bia ngắm sống hiện tại hắn chỉ có hai biện pháp thứ nhất là hao tổn máu nhiều hơn so với đối phương thứ hai là lao ra biện pháp thứ nhất trong nháy mắt đã bị phủ định nơi này là huyện bình an chính là địa bàn của đại trăn đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cung nỏ ai rõ ràng hắn vốn không đánh cược nổi biện pháp thứ hai cũng rất nguy hiểm hắn căn bản không rõ thần cơ nỏ rốt cuộc có mấy cái một khi mình lao ra phương vị không đối diện chính diện đụng phải thần cơ nỏ cũng phải uống một bình. Nhưng mà, hiện tại hắn ta không có cách nào khác. t m mới nói, liều mạng, vu đồng điên cuồng hét lên một tiếng, giết, ngay sau đó. Cầm côn đồng trong tay lao ra từ lầu 2, côn đồng vung vẩy không một kẽ hở ngăn cản mũi tên nỏ đánh tới. Ánh mắt nhanh chóng quét hình toàn trường, phát hiện phía trước mình chính là tàu tuần vị sắc mặt khẽ biến, má nó, vu đồng thầm mắng. Kẻ này thật xui, quả nhiên, vèo, xoát, một trận tiếng xé gió bén nhọn từ sau lưng tàu tuần lao ra thẳng đến vu đồng chính là thần cơ nỗ tiễn phù văn trên mũi tên được bù đắp lấp loé ánh sáng bạc hoàn toàn khóa chặt vu đồng mở cho ta vu đồng hiểu hiện tại tránh né chỉ là chịu chết chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng bởi vậy không cố kỵ công kích tới tên nỏ côn đồng trong tay hung hăng ném tới tên nỏ thần cơ ầm tiếng va chạm kịch liệt vang vọng giữa thiên địa dưới sự va chạm của vu đồng nó bay ngược ra sau hồ khẩu cầm côn đồng nứt ra hơn nữa còn bị ngăn cản đẩy thân cơ nỗ tiễn ra sau khi trách vị trí vẫn sượt qua cánh tay xoẹt xoẹt y phục trên cánh tay bị xé rách lộ ra một bộ áo giáp màu bạc bên trong trên áo giáp cánh tay xuất hiện vết dạn rất nhỏ cuối cùng hắn miễn cưỡng đứng trên một nóc phòng tuy lúc này mặt ngoài không bị thần cơ nỗ đánh chúng cũng không xuất hiện ngoại thương nhưng vừa mới trùng kích vào cơ thể đã bị trọng thương đồng thời một số bộ vị không bị áo giáp màu bạc bao bọc cũng bị tên nỏ khác cắm vào máu tươi thẩm thấu ra phốc vu đồng phun ra máu đen Ánh mắt lạnh như băng nhìn Tào Tuần, hắn biết người này là người chấp hành ân nhân giết mình cứu mạng, hiện tại lại đánh mình thành trạng thái trọng thương, há có thể không hận, nhưng sau một khắc, hắn đã không kịp hận, chỉ thấy Tào Tuần đạp mạnh bước chân, bành, thân thể bay lên không thẳng đến hắn ta, khí thế trên người không ngừng kéo lên, chớp mắt đã đạt tới địa vị tam phẩm đỉnh phong. Đương nhiên tam phẩm đỉnh phong cũng không được vu đồng để vào mắt, hắn tốt xấu gì cũng là tứ phẩm đỉnh phong võ giả cho dù bị thương nặng cũng không phải chỉ là tam phẩm có thể chống lại. Dù sao, tam phẩm giữa tứ phẩm cách một tầng hồng câu, nhưng đã thấy tàu tuần ở giữa không trung quát lên, khởi trận, đạp, đạp, đạp. Mấy ngàn đệ tử đại trăn dịch chuyển bước chân, lao vụt. Phía trên do sát khí ngưng kết thành hắc hổ giống như triệt để sống lại, phát ra từng tiếng rít gào không tiếng động. Ao, ngao, ngao. Sau đó, sát khí cuồn cuộn trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu tàu tuần, tràn vào trong cơ thể tàu tuần khiến tu vi của hắn ta nhanh chóng tăng lên tứ phẩm sơ kỳ tứ phẩm trung kỳ mãi cho đến khi tăng lên tới tứ phẩm hậu kỳ mới dừng lại đồng thời trên đỉnh đầu tào tuần có một người không thấy rõ khuôn mặt giống như thần ma tồn tại mơ hồ hiện lên đây là chân nghĩa của hắn một người là một loại khác chính mình cũng đúng trước đây hưu gia đã từng nói với hắn ta một nhân vật nghiêu bức khi một người còn sống không ai dám tự xưng mình là tồn tại có võ lực đệ nhất hắn ta nhớ người kia hưu gia có biệt danh là ma thần giết phương thiên họa kích trong tay tào tuần hung hăng bổ tới đồng Vụ thảo. Vũ Thảo, Vu Đồng giật mình, vốn không ngờ Tào Tuần năng có thể tăng tu vi lên đến trình độ này trong thời gian ngắn, cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể vô thức nâng côn đồng lên ngăn cản. Mai phục ngoài thành, địch nhân ngũ phẩm, danh hưu trở về, phốc, Vu Đồng lại bay ngược ra như diều đứt dây, hắn vốn đã bị thương nặng, huống chi giờ phút này tu vi của Tào Tuần đã tăng vọt tới tứ phẩm hậu kỳ, lại thêm thiên phú vô cùng khủng bố và thần lực trời sinh, cho dù hắn ta có thiên phú không tồi cũng không dùng được. Sát Tào Tuần lại lấn người sông lên, giống ha, hồn phách của Hắc Hổ Quân, bóng đen thần ma cũng gào thét theo, nguy, Vu Đồng Sắt cảm thấy uy hiếp tử vong vây quanh mình, không dám chần chờ móc hắc cầu từ trong ngực ra nữa, chiêu, hung hăng ném Tào Tuần ra ngoài, bành, quả cầu đen nổ tung giữa không trung hóa thành từng làn khói đen, tỏa ra mùi vô cùng khó ngửi, che khuất tầm mắt, còn có sóng xung kích rất mạnh hung hăng trùng kích Tào Tuần, có độc, Lâm Ngũ ở phía sau lên tiếng nhắc nhở Tào Tuần, ha. Tào Tuần há mồm hung hăng hét lên, bóng đen thần ma trên đỉnh đầu cũng há mồm hung hăng quát, từng trận cuồng phong cuốn lên thổi tan toàn bộ khói đen, sóng xung kích cũng bị triệt tiêu. Một màn này muốn danh hưu ở đây sợ lại bĩu môi không nói gì, bởi vì đây rõ ràng là thần thông sơ hình. À, tu vi chân chính của Tào Tuần cũng chỉ là tam phẩm đỉnh phong, mượn quân trận đạt tới tứ phẩm hậu kỳ lại có thể sử dụng thủ đoạn thần thông, có thể thấy được thiên phú của hắn cao tới mức nào, đúng là châu bò vô cùng. Ừ. Tào Tuần nhìn thấy kẻ nhân cơ hội này chạy trốn với sắc mặt lạnh như băng, cũng không hạ lệnh truy kích. Dù sao đối với cường giả như vậy, tường thành huyện Bình An không nói tới chuyện tự do đi lại cũng không khác gì mấy. Trong lòng hắn chỉ một lòng muốn chạy trốn, cho dù là hắn cũng không đuổi kịp. Dù sao tu vi của hắn cũng dựa vào quân trận phụ trợ nên không cách nào rời khỏi phạm vi quân trận quá xa. Đây là, cũng là khuyết điểm không nhiều trong quân trận. Đối mặt cường giả chân chính đối phương không lựa chọn cứng đối cứng, mà lựa chọn chạy trốn cũng không có quá nhiều biện pháp, trừ phi có thể sớm vây khốn hắn ở trong quân trận. Tào ca, Lâm Ngũ đi tới bên cạnh Tào Tuần hỏi, vị này tình huống như thế nào? Tại sao lại có địch ý với đại chăn chúng ta? Không xác định. Tào Tuần lắc đầu nói, đơn giản là báo thủ cho người nào bị đại chăn chúng ta giết hoặc là bị đại chăn cướp lấy lợi ích. Giang hồ chính là như thế, ngươi vĩnh viễn cũng không thể xác định sau một khắc ai sẽ tới tìm ngươi báo thủ, cho nên Hưu ra nói, muốn giải quyết việc này phải giết sạch kẻ có địch ý với mình, vậy phải làm sao đây? Lâm Ngũ chỉ chỉ phương vị đào tẩu của Vu Đồng, hắn trốn thoát là một uy hiếp tiềm tàng, một võ giả tứ phẩm muốn cố ý phá hoại cũng rất phiền toái. Ừ. Tào Tuần gật đầu, trầm tư một lát nói, không thể bị động, phải chủ động xuất kích mới đúng, người này bất kể công phu, thực lực cùng với vật phẩm bảo mệnh vừa mới ném ra đều không phải vật phàm. Như vậy, tuyệt đối sẽ không thiếu bảo vật trị thương, ngắn thì 2 3 ngày, lâu thì 4 5 ngày chắc chắn có thể dưỡng tốt thương thế, nếu như thế, chúng ta sẽ gài bẫy hắn, ngươi đi truyền tin cho Dương Vạn Khải, năm ngày sau ta phải về nhà tế tổ. Tào ca ý là, Lâm Ngũ dường như đoán được cái gì, ra hiệu dẫn xà xuất động, có thể làm như thế sợ gặp nguy hiểm, không sao. Tào Tuần khoát tay, một kẻ địch tứ phẩm đỉnh phong đang rình mò bên ngoài, cuối cùng cũng không phải chuyện cần giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu không hắn ta không nắm được cơ hội ở huyện Bình An có lẽ sẽ đánh chú ý tới huyện khác, nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Ngay sau đó, hắn nói với Lục Vô Cực, về chuyện ta phải về nhà tế tổ thì ngươi truyền ra tin tức đi đừng quá lộ liễu được lộc vô cực gật gật đầu trước mắt hắn nắm giữ lực lượng bộ khoái tám huyện thành đồng thời trong tay cũng bồi dưỡng ra một nhóm ám vệ mặc dù tạm thời ám vệ không có biên chế ở đại trăn thánh đình nhưng đó là do danh hưu âm thầm hạ lệnh thành lập mục đích tự nhiên là vì đại trăn thánh đình sưu tập tình báo cùng với truyền bá ra tin tức đại trăn thánh đình muốn nói ra ngoài lâm ngũ tào tuần nói với lâm ngũ gần đây đừng để đệ tử đại trăn ra khỏi thành được lâm ngũ cũng gật đầu đồng ý thời gian trôi qua năm ngày sau trong núi rừng nào đó thương thế vừa mới dưỡng tốt dấu ở vị trí nào đó của đồng một bên còn đứng một thiếu phụ xinh đẹp thiếu phụ vu đại ca hà tất phải chờ đợi ở đây tàu tuần kia đã dám làm ngươi bị thương không bằng ta giết vào huyện bình an làm thịt hắn giết cái đại chăn chó má gì đó máu chảy thành sông vu đồng không cần thiết mạo hiểm mặc dù ngươi lấy đột phá ngũ phẩm nhưng đại chăn thánh đình cũng không đơn giản thần lực trời sinh của Tào Tuần Thiên đã kết hợp với thực lực quân trận tăng vọt đến rất đáng sợ, cho dù ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc có thể đối kháng với hắn. Huống hồ bọn họ còn có lợi khí như thần cơ nỏ. Nghe vậy, hai con ngươi của thiếu phụ cũng lóe lên một tia kiên kỵ, thật không nghĩ tới bang phái địa phương huyện thành nho nhỏ, chẳng những đệ tử có thể bày quân trận, hơn nữa còn có thể có lợi khí công phạt nghiêm cấm của triều đình, xem ra, đại tề sợ thật bấp bình, loạn thế đến, lại muốn sinh linh đồ thán, mạng người như cỏ rác. Đúng vậy, Vu Đồng gật gật đầu, kéo tay thiếu phụ, giết Tào Tuần báo thù cho ân nhân cứu mạng ta thì thôi đi. Còn về việc gì mà bang chủ danh hưu của Đại Trăn Thánh Đình đã không còn, cũng coi như hắn may mắn, tha cho hắn một mạng. Chờ sau khi việc này kết thúc ta sẽ cao chạy xa bay với ngươi, hai ta tìm một hải đảo không người không quản thị phi giang hồ nữa. Tất cả nghe lời ngươi, thiếu phụ rất hài lòng với lời nói của Vu Đồng. Hắn chỉ sợ Vu Đồng nhất định phải liều chết với Đại Trăn. Giết Tào Tuần còn không hài lòng vì muốn tiếp tục chờ danh hưu trở về hắn cũng không sợ doanh hưu mà sợ chậm trễ thời gian dẫn tới cửu địch truy bình hắn cũng cảm thấy sau lưng bang phái như đại chăn có khả năng có người chống lưng một khi giết một vị đường chủ của đối phương có khả năng sẽ dẫn tới cường giả yên tâm nhìn sắc mặt thiếu phụ trần chờ vu đồng cho rằng hắn đang lo lắng ta đã hỏi thăm rõ ràng lần này tào tuần về nhà tế tổ chỉ mang trăm người ta bố trí cơ sở ngầm ở cửa thành nếu có đệ tử quy mô lớn đại chăn ra khỏi thành sẽ nhận được thông báo trước xem thời gian không thành vấn đề thiếu phụ không nói thêm gì mà gật đầu nửa nén hương sau rầm rầm trong núi rừng vang lên từng đợt tiếng bước chân vu đồng thiếu phụ vừa nhìn quả nhiên tào tuần dẫn theo trên trăm đệ tử đại trăn đi lại ha ha vu đồng không nhịn được cười lớn một tiếng tào tuần ngươi không đi dương quang đại đạo hôm nay chính là ngày chết của ngươi ngay sau đó xuất hiện cùng với bóng dáng của thiếu phụ nhưng điều khiến hắn ta bất ngờ là tào tuần thấy hắn ta bình tĩnh vẫy tay đệ tử đại trăn móc thùng pháo hoa ra vặn một cái Bèo. ba một đạo pháo hoa chữ chiến nổ tung trên bầu trời đây là vu đồng sững sờ lập tức biến sắc không tốt bị lừa một lát sau phụ cận sơn lâm chuyển đến tiếng bước chân lít nha lít nhít chỉ thấy hơn một ngàn tráng hán mặc thổ phỉ từ bốn phương tám hướng tuôn ra vây quanh vu đồng thiếu phụ ở bên trong bước chân na di sắc khí ngưng tụ thổ phỉ vu đại ca nhìn thấy đám người này hóa trang phảng phất như đoán được cái gì mẹ nó lão tử đã nói bang phái không phải thứ gì vậy mà lại cấu kết với thổ phỉ không đúng trận này thổ phỉ cũng là các ngươi tào tuần ngươi thật hèn hạ vì dẫn ta đi ra mà lại tu sửa sạn đạo ám độ trần thương có chút đạo hạnh ừm tào tuần cũng không phản bác nhún nhún vai ngươi vu đồng bị tức đến sắc mặt khó xử lại bị thiếu phụ nắm tay sắc mặt khôi phục lạnh như băng nói như ngươi ngàn tính vạn tính cũng không tính đến nương tử ta cũng ở đây lúc đầu ngươi ở trong thành phu phụ hai người ta còn có chút kiên kỵ nhưng vừa mới ra khỏi thành mà chỉ có hơn ngàn nhân mã cũng đừng trách phu phụ ta không khách khí. Phu nhân, hôm nay sợ phải khổ cực ngươi, ở cùng với ngươi, làm cái gì cũng không khổ cực. Thiếu phụ nhìn vu đồng vô cùng trịnh trọng nói, lâm ngũ, quyên, bành. Tào tuần nắm chặt phương thiên họa kích, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Võ giả ngũ phẩm này của thiếu phụ xuất hiện lại ngoài dự liệu, nhưng cũng không căng thẳng. Hắn ta có lòng tin bản thân sẽ không vẫn lạc ở đây, chỉ cảm thấy hôm nay không cách nào giữ lại hai người, đệ tử cũng sẽ xuất hiện thương vong mà ngay khi đại chiến hết sức căng thẳng mọi người kinh hãi chân nghĩa dung hợp mang đến giật mình sau một khắc tiếng bước chân đinh tai nhức óc từ phương xa truyền đến đồng thời nương theo một hồi hô hòa tránh ra tránh ra lấy đâu ra một đám thổ phỉ dám làm đạo của hưu gia ai u không phải tiểu dương này sao đội ngũ của mình các ngươi ở đây làm gì nên đón hưu gia trở về chỉ thấy một thanh niên đầu chọc cầm xong nguyệt bá đao sải bước đi ra cổ phỉ hai bên đều nhường đường. ngay sau đó vu đồng thiếu phụ cũng đưa mắt nhìn nơi đó, chỉ thấy sau lưng thanh niên đầu chọc có hơn một ngàn đệ tử mặc áo bào đen đi theo, bọn họ đi về phía trước nhịp nhàng, sắc mặt nghiêm túc. trung tâm đội ngũ tám trang hán khiêng một tòa hoa kiệu vô cùng hoa mỹ, phía trên ngồi một vị thân mang hung thú bảo hắc kim, chân đạp giày mây đen, thủ vững thanh niên hùng hãn, sắc mặt hắn bình tĩnh, tóc trắng đón gió tung bay, một bộ dáng đại lão giang hồ. à, nương theo kiệu hoa xuyên thẳng qua đội ngũ tất cả thổ phỉ đều phản ứng lại khom mình hành lễ, quát lên. Hưu ra, hưu ra, mãi đến khi, đội ngũ đi tới vị trí hạch tâm. Tào Tuần cũng cầm phương thiên họa kích trong tay đi lên hành lễ, si ra. Đồng thời chỉ vào chân tướng chuyện vu đồng, thiếu phụ nói ngắn gọn một lần. Nói tắt, nhìn về phía hưu ra, nội tâm rung động. Từ lúc hưu ra nhà mình rời đi đến bây giờ cũng chỉ ngắn ngủi một tháng, hắn ở trong khoảng thời gian này khắc khổ tu luyện. Lại thêm lần trước ra ngoài thu được cơ duyên đặc biệt đã tăng lên tới tam phẩm đỉnh phong vốn tưởng rằng có thể kéo gần khoảng cách với hưu gia nhưng hiện tại hắn có thể cảm nhận rõ ràng luồng áp lực như ngọn núi như biển cả trên người hưu gia lúc này đã mạnh hơn ba phần chênh lệch tào tuần lẩm bẩm nói chẳng những không giảm nhỏ ngược lại biến càng lúc càng lớn cũng đúng yêu nghiệt có một không hai như hưu gia nếu có thể khiến mình đuổi kịp chẳng phải vô nghĩa sao ừm danh hưu gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía hai người vu đồng thiếu phụ một người tứ phẩm đỉnh phong một người ngũ phẩm sơ kỳ tu vi như thế đặt ở thanh châu phủ cũng có thể có số một huống chi xuất hiện huyện bình an nho nhỏ lấy tu vi hai người đi bất cứ huyện thành nào cũng có thể hô phong hoán vũ tùy ý làm việc cũng chỉ đụng phải huyện bình an đại bản danh danh hưu này mới chịu thiệt một chút cũng chỉ chịu chút thiệt thòi giờ phút này vu đồng thiếu phụ cũng đưa ánh mắt nhìn về phía danh hưu trong hai tròng mắt hai người đều có chút kinh hãi khó hiểu thiếu phụ tu vi của hắn lại có chút nhì không thấu nhưng có thể xác định tuyệt đối tứ phẩm trở lên thậm chí ngũ phẩm cũng rất có thể. Vu Đồng, không phải nói bang chủ đại chăn mới không đến 20, vì sao có tu vi như thế, hắn thật sự yêu nghiệt như thế sao? Mặc dù, trước đó Vu Đồng, thiếu phụ đều đoán được đội ngũ đại chăn thiên kiêu như vậy tuyệt không phải người phàm, chắc chắn là đối tượng được đại thế lực đỉnh tiêm nâng đỡ, hoặc là đệ tử hạch tâm của đại thế lực đỉnh phong, thiên phú, thực lực tuyệt đối sẽ không thấp, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện có thể biến thái như vậy. Chưa tới 20 tuổi đã mang đến áp lực lớn như vậy cho hai người bọn họ. Soát, hai người liếc nhau, đều bắt đầu sinh thoái ý. Ba, thiếu phụ nắm chặt tay vu đồng, nói, giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hiện tại đối phương người đông thế mạnh, còn có một người không rõ thực lực cụ thể là bang chủ danh hưu ở đây, hai người chúng ta không cần chịu thiệt thòi trước mắt, lui về phía sau là tốt nhất. Ừm, vu đồng gật đầu, quân tử báo thù, 10 năm cũng không muộn. Chúng ta còn thời gian, có thể tính toán kỹ hơn, ngay sau đó. Bước chân hai người hơi dịch chuyển về phía sau, nhưng vừa mới dịch chuyển hai bước liền dừng lại bởi vì hai người đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo giống như bị hung vật tuyệt thế nào đó nhìn chằm chằm vào vô thức ngẩng đầu quả nhiên thấy sau lưng doanh hưu xuất hiện một hung thú vô cùng khổng lồ hai con người đen đỏ đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ Ốc ọc ọc vu đồng thiếu phụ đều điên cuồng nuốt nước miếng cũng không phải hai người quá nhát gan thật sự sau lưng doanh hưu hiển hóa chân nghĩa quá dọa người vượn thân vượn đầu hổ đuôi hổ hai con người đen đỏ vương văn hiển hóa phát ra sát khí khiến người ta không dám nhìn thẳng cái này Quái vật gì vậy?" Vu Đồng khó khăn nói, "Có loại động vật này sao? Cũng chưa từng nghe nói có công pháp có thể hiển hóa chân nghĩa của quái như thế, giống như hung thú địa ngục trong truyền thuyết vậy." Một bên, thiếu phụ cũng gật gật đầu, hai người bọn họ đều là lão thủ giang hồ, mấy năm nay đi qua nam, sông qua bắc, cũng chứng kiến vô số chân nghĩa cường giả. Nhưng đại đa số người hiển hóa chân nghĩa đều rất bình thường, ở không binh khí, ở không thú loại, ở không có liên quan tới công pháp, cho dù một số cổ quái cũng có dấu vết để lần theo. Nhưng chân nghĩa của danh hưu khiến hai người bọn họ có chút ngơ ngác lẽ nào vu đồng lẩm bẩm công pháp của hắn liên quan tới hổ vượn lại dựa vào thiên phú dung hợp hai loại chân nghĩa nghĩ đến đây trong nháy mắt hắn có chút khó tin hai con ngươi của thiếu phụ bên cạnh cũng ngưng lại hiển nhiên cũng đã từng nghe nói tới chuyện này có truyền thuyết nói có một số tuyệt thế thiên kiêu không ngừng tu luyện một loại chân nghĩa ở tam phẩm nhưng bởi vì đặc tính chân nghĩa khi đột phá tứ phẩm sẽ dung hợp hai loại chân nghĩa từ đó khiến bản thân có được hai loại năng lực chân nghĩa nhưng loại chuyện này nghe thì đơn giản như làm thì khó như lên trời khoan hãy nói đến chuyện đồng thời tu luyện hai loại công pháp đến ngưng tụ cấp độ chân nghĩa khó khăn cỡ nào lại sẽ hao phí thời gian bao lâu liền nói hai loại chân nghĩa khó dung hợp tới mức nào cũng không đủ để người ngoài nói nghe nói chân nghĩa dung hợp thời thượng cổ rất lưu hành chẳng qua thời cận cổ rất ít xuất hiện không phải chân nghĩa dung hợp không hấp dẫn người ta mà là dung hợp tỷ lệ thất bại quá lớn à một khi dung hợp chân nghĩa thất bại nhẹ thì bị phản phệ chân nghĩa nghiền nát con đường võ giả bị trọng thương đoạn tuyệt nặng thì ở ra rắm ngay tại chỗ thân tử đạo tiêu bởi vậy mấy trăm năm gần đây rất ít người dung hợp chân nghĩa đây cũng là vu đồng thiếu phụ mới đầu không liên tưởng đến nguyên nhân này yêu nghiệt tuyệt thế trong lòng vu đồng không khỏi có chút cảm khái đố kỵ nghĩ hắn tân tân khổ khổ mấy chục năm mới tu luyện tới tứ phẩm ngưng kết chân nghĩa đối phương mới chưa đủ hai mươi đã dung hợp chân nghĩa chân nhân so với người khác phải chết đông đông thiếu phụ âm thầm đánh vài cái vào mắt vu đồng thấy vậy vu đồng cũng kịp phản ứng ngay sau đó chắp tay với danh hưu nói các hạ chắc hẳn là đại danh đỉnh đỉnh danh hưu danh bang chủ ở trước mặt đi tại hạ là vu thiết vị này là phu nhân của ta hắn cố ý báo ra tên giả lại chỉ chỉ thiếu phụ bên cạnh tiếp tục nói hai vợ chồng ta đang chu du khắp đại tề trước đó không lâu ta đã tới huyện bình an mua vật tư sinh hoạt không ngờ không biết vì sao lại đắc tội với đường chủ chiến đường đại trăn tự mình dẫn đại trăn vây giết ta chắc hẳn bên trong có hiểu lầm cho nên khi biết được đường chủ chiến đường Đại chăn Tào Tuần ra khỏi thành cố ý đến đây hỏi một chút. Tại hạ vẫn tương đối kính nể giang hồ hào hiệp, ở huyện Bình An cũng đã từng nghe truyền thuyết về danh bang chủ cùng với mấy vị huynh đệ. Nói xong, hắn còn nhìn về phía đám người Tào Tuần, Bạch Tinh Hà, Vu Đồng hắn có thể lăn lộn giang hồ mấy chục năm, và lại tu luyện tới tu vi trước mắt sao có thể là hạng ngu xuẩn. Khi thiếu phụ nhắc nhở hắn, đã nhìn ra thế cục tương đối bất lợi đối với hai người bọn họ. Bởi vậy, lúc này hắn quyết định điên đảo âm dương. Dù sao hắn cũng muốn báo thủ cho ân nhân cứu mạng của mình, người ngoài không biết được. Hắn dự đoán hôm đó đại chăn ra tay với mình 8 phần 10 là hỏi thăm đối phương quá nhiều tình huống, khiến đối phương cảnh giác mà thôi. Nói xong, hắn nhìn Doanh Hưu hữu hảo cười cười, "Hôm nay cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi." Vu Đồng, Thiếu phụ đều mơ hồ phát ra khí thế trên người, rõ ràng nói cho đám người Doanh Hưu cũng không dễ chọc. "Ha ha." Doanh Hưu nhìn hai người đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Thấy vậy, vu đồng thiếu phụ đều âm thầm thở phào quả nhiên vu đồng lẩm bẩm nói đối phương cũng không biết mục đích thật sự của mình cũng dự định biến chiến tranh thành tơ lụa hắn có thể nghĩ như vậy cũng không phải đơn thuần mà là trên giang hồ không phải kẻ thù sinh tử hơn nữa rất nhiều người nguyện ý lựa chọn hòa bình ở chung với nhau mà không rõ ân oán dù sao xe rách mặt cho dù đại chân có thể giữ hai người bọn họ lại cũng phải trả giá lớn lại không thu được bất kỳ lợi ích gì như vậy người bình thường nhà ai lại đi làm chuyện tốn công mà không được lòng hú chi dưới điều kiện tiên quyết là căn bản không biết đối phương nhất định sẽ kiên kỵ sau lưng hai người bọn họ có thế lực hay không nhưng ngay ở chỗ đồng thiếu phụ đều cho rằng doanh hưu cũng sẽ mượn sườn núi xuống lửa, bắt tay vào việc chỉ nghe giọng nói lạnh như băng của doanh hưu vang vọng thiên địa hôm nay nếu hai người các ngươi có thể tiếp được hai chiêu của bổn tọa mà không chết vậy thì thể diện các ngươi giữ lại toàn thầy cái gì vu đồng thiếu phụ hay lắm hai người bọn họ nghe thấy cái gì đối phương bang chủ trẻ tuổi này chẳng những không có ý biến chiến tranh thành tơ lụa, ngược lại còn buông lời hung ác như vậy. Thậm chí nghe ý tứ trong lời nói vừa rồi, quả thực không để hai người bọn họ vào mắt, muốn hai chiêu miểu sát. Thật, sao có thể như vậy, nãi nãi con gấu, cắt mới trăm năm mươi gốc, cuồng vọng. Sắc mặt vu đồng phẫn nộ cuồng hống một tiếng, sau lưng nổi lên từng hư ảnh hắc côn. Bày trận, phong tỏa, tào tuần hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, bất kể là thổ phỉ hay là đệ tử đại trăn thánh đình hộ vệ danh hưu nhanh chóng khuếch tán ra hai bên bày trận sát khí cuồn cuộn ngưng tụ ra vây khốn vu đồng thiếu phụ trong quân trận đối với chuyện này thiếu phụ nhíu mày nhưng cũng không kiên kỵ lấy thực lực của hai người cường độ quân trận như vậy không thể vây khốn được bọn họ nhiều lắm chỉ có thể kéo dài thời gian doanh hưu vu đồng quát doanh hưu vốn định thương lượng với ngươi không ngờ ngươi cùng vọng như thế thật sự cho rằng phu phụ hai người chúng ta dễ bắt nạt sao làm thiên hạ vô địch sao trong tiếng gào thét khi thế trên thân hắn kéo lên tới đỉnh phong thiếu phụ bên cạnh cũng hiển hóa chân nghĩa là một đầu bò cạp cổ quái ngoa nha nha vu đồng cầm côn đồng trong tay lại lần nữa điên cuồng hét lên thê tử rút ngay sau đó xoay người muốn dẫn thiếu phụ xông ra ngoài vòng vây không sai hắn căn bản không có ý định liều mạng cá chết lưới rách với doanh hưu hắn cho rằng người đại chăn người đông thế mạnh quyết định rời khỏi nơi này ngày sau lại nói hừ doanh hưu hừ lạnh một tiếng muốn chạy trốn chỉ thấy một chân nhẹ nhàng nâng lên, hung hăng dẫm xuống, phía sau, hồ viên khổng lồ cũng nâng chân lớn lên hung hăng dẫm xuống, ầm, mặt đất rung động kịch liệt, hai khe nứt khổng lồ giống như lôi đình kéo dài về phía Vu Đồng, thiếu phụ chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp hai người, nổ tung tại chỗ, oanh, oanh, CMN, chân của ta, đau, tóc của ta, y phục, chỉ thấy, trong xương khói nổ tung, bóng người thiếu phụ hiện ra cả người đẫm máu, trên người thiếu phụ không thiếu quần áo rách nát, cảnh xuân chợt tiết, sắc mặt trắng bệch, đôi chân thảm hại hơn so với đồng đều hiện ra uốn lượn quỷ dị, hiển nhiên phế hơn phân nửa. Nhưng, lúc này hai người không để ý tới thương thế trên người, mà kinh hãi vô cùng nhìn về phía doanh hưu, phun ra, ngũ phẩm, thần thông, hai người bọn họ có chút không dám tin mình đã nhìn thấy, nếu không trên người đau đớn nhắc nhở hai người không phải giả dối, thậm chí hai người bọn họ còn hoài nghi có phải xuất hiện ảo giác hay không. Ngũ phẩm, đường đường là võ giả ngũ phẩm, một thanh niên chưa tới 20 tuổi đã đạt tới, hơn nữa nhìn uy lực thần thông vừa rồi còn mạnh mẽ như vậy, nương tử, vu đồng nhìn thương tổn ở chân đối với thiếu phụ nói, thực lực của hắn quá mạnh, người ta đều không phải đối thủ, ta đi ngăn cản hắn, ngươi đi trước đi, không, thiếu phụ mắt dương dương, phải chết cùng chết, lão nương cả đời này liền yêu một người như ngươi, sống cùng nhau, chết tại đồng huyệt, được, vu đồng nắm chặt tay thiếu phụ, nhìn danh hưu lạnh như băng nói, chúng ta liều mạng với hắn, giết, vu đồng, thiếu phụ đều chủ động giết về phía danh hưu chẳng qua vu đồng thối bị thương bước chân tụt lại rất nhiều a à, thiếu phụ điên cuồng hét lên một tiếng thần thông treo ngực kim câu chết với lão nương đương ra đánh bụng hắn nhưng nàng kêu gọi cũng không nên đón bất kỳ câu trả lời nào nàng vô thức liếc nhìn về phía sau thình linh phát hiện vu đồng đã sớm thay đổi phương hướng giữa đường phóng về phía vòng vây đại trăn thiếu phụ nàng căn bản không cách nào tưởng tượng thề sơn minh với mình nói muốn bảo vệ mình cả đời thật đúng là lão nương tâm liên tâm với ngươi ngươi chọn lão nương tay chân gân ha ha ai thiếu phụ ngửa mặt lên trời cười thảm lẩm bẩm nói chuyện sai lầm nhất nửa đời trước lão nương làm chính là gả sai người nửa đời sau làm chuyện sai nhất đã thích sai người quả nhiên nam nhân sẽ không có thứ gì tốt giờ khác này trong đầu nàng hồi tưởng đến rất nhiều hành vi của vu đồng phát hiện đối phương thật ra cũng không đặc biệt yêu mình sở dĩ nghĩ thông suốt đồng ý cao chạy xa bay với mình đơn giản là vì dự định tránh né tai họa phòng trừng tương lai đại tề sẽ an ổn trở lại, đối phương tuyệt đối sẽ trở về. Chính mình, cuối cùng chỉ là quân cờ của đối phương, một quân cờ có thể giải quyết nhu cầu, hơn nữa thực lực cũng không tệ mà thôi. Mạch Ngọc, nam nhân này, đại hoa, ta đoán chúng mở đầu, lại không đoán chúng phần cuối. Vương tà, ta cũng không nghĩ tới chuyện hắn có thể làm ra vẻ này. Giờ phút này, vu đồng vừa chạy trốn vừa hô, nương tử. Người ta quen biết một hồi, trước khi chết có thể giúp phu quân một tay không? Ai? Thiếu phụ thở dài, ngươi gọi ta, cuối cùng vẫn phải lấy. Kiếp sau, lão nương tuyệt không làm nữ nhân, ngay sau đó, hai con ngươi kiên định, khí thế trên người lại tăng lên một đoạn, phảng phất đang kích phát tiềm lực của mình. Ông, châm đuôi bò cà bảy màu sau lưng lóe ra hàn mang, hung hăng đâm vào doanh hưu, vô cùng sắc bén, còn chưa tới gần thân thể người đã khiến người ta cảm thấy đau đầu khó nhịn, ý thức mê muội. Tất cả những thứ này nhìn như thời gian rất chậm, thật ra từ lúc vu đồng, thiếu phụ ra tay đến đây cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Giờ phút này, Danh Hưu nhìn thiếu phụ gần trong gang tấc sắc mặt lạnh như băng, chậm rãi há to miệng, muốn chết. Giống, hung viên hổ sau lưng cũng điên cuồng hét lên một tiếng. Ầm, chỉ thấy, mắt thường có thể thấy sóng âm trùng kích tới thiếu phụ, khiến thân thể nàng đình trệ giữa không trung, bò cạp bảy màu hung tàn không gì sánh được cũng đình trệ sau lưng, thậm chí hai con mắt nhân tính hóa xuất hiện hoảng sợ. Vèo, thiếu phụ bay ngược lại với tốc độ nhanh hơn sóng âm, đồng thời quần áo trên người còn sót lại cũng bị nghiền nát. Sau một khắc, trên người nàng xuất hiện chi chít vết dạn, máu tươi phun ra như không cần tiền, bò cạp bảy màu sau lưng cũng vặn vẹo, biến hình, cuối cùng cũng vỡ tan. Cuối cùng, ầm, thân thể thiếu phụ ở giữa không trung nổ tung tan vỡ, hóa thành huyết vũ đầy trời, trực tiếp đáp xuống thân thể bị sóng âm chấn động ngây dại, khiến sắc mặt nàng chấn kinh hơn nữa vặn vẹo càng thêm sợ hãi. Soát, hắn quay đầu nhìn lại, sóng âm dưới huyết vũ đầy trời cũng không tiêu tán đang vọt về phía hắn, hắn đã căn bản vô lực tránh né. Không, ầm, ý thức mơ hồ, cũng ầm ầm vỡ vụn đi vào gót chân nương tử mình chết không nên chết không nên có thể nói âm ba đến cùng trôi qua phu thê hai người không thích hợp bất kể tào tuần dương vạn khải hay đệ tử đại chăn mặc trang phục thổ phỉ khác đều chấn động thậm chí hai đồng tử chứng lớn bọn họ thấy cái gì siêu ra nhà mình chỉ dẫm chân một cái ở một tiếng hô đã thoải mái chấn sát một vị ngũ phẩm một vị tứ phẩm chuyện này quả thực là không hợp thói thường tim mới nói hai đại thần thông Tào Tuần nhìn Hưu gia nhà mình lẩm bẩm nói, chẳng những Hưu gia dung hợp chân nghĩa lại nắm giữ hai đại thần thông, lúc này mới rời đi một tháng, rốt cuộc Hưu gia đã đột phá như thế nào? Không hổ là yêu nghiệt tuyệt thế, thiên phú cỡ này, thực mạnh hơn mình quá nhiều, chỉ có đi theo tồn tại cỡ này mới có thể đăng lâm tầng thứ càng cao hơn. Bản thân vẫn là người ban đầu, so với gia nhập tông môn đỉnh tiêm kia cũng tốt hơn quá nhiều. Thật ra, ban đầu hắn gia nhập đại chân có rất nhiều thành phần bất đắc dĩ, bởi vì mẹ già bệnh nặng, cần tiền thuốc men. Dù sao hắn vốn có cơ hội gia nhập tông môn đỉnh tiêm ở Trung Châu, thậm chí trở thành đệ tử của một vị đại lão. Nhưng, qua thời gian chuyển rời, hắn tận mắt chứng kiến đại chăn thánh đình phát triển cực nhanh. Người chứng kiến rốt cuộc siêu ra yêu nghiệt tới mức nào, đồng thời cũng tăng lên cùng đại chăn thánh đình. Trong lòng bất đắc dĩ, tâm lý đã sớm tiêu tan. Thậm chí, hiện tại hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Nói câu đại nghịch bất đạo, nội tâm của hắn một khắc nào đó đang suy nghĩ, lão mẫu, ngươi bệnh rất tốt. Nếu không, Tào Tuần lẩm bẩm nói, bản thân sợ bỏ lỡ lương duyên trời ban như thế, bỏ lỡ một tiền đồ rộng lớn. Lão mẫu, vậy ngươi xem, mẹ ngươi vĩnh viễn là ngươi sao? Bất kể triền miếu oàn sóc, hưu gia uy vũ, Dương Vạn Khải cao giọng hô hòa, hưu gia uy vũ, hưu gia uy vũ, các đệ tử đại chăn cũng cuồng nhiệt hô hòa theo. Mỗi người nhìn sắc mặt hưu gia nhà mình phấn khởi, chuyện này chính là bọn họ hưu gia, một người vô pháp vô thiên, bá đạo cuồng vọng, thực lực mạnh mẽ, có thể nói là vô địch siêu có thể nói hưu ra ở đây toàn bộ quỳ lạnh không thần phục tất cả đều ngừng nấu các đệ tử thụy tư bái ừm danh hưu gật đầu chỉ vào mảnh thi thể hai người lạnh như băng nói điều tra thân phận của hai người xem có thế lực hay không đúng a lai gật đầu đáp hồi thành ánh mắt danh hưu liếc về phía vị trí nào đó trước sau đó cao giọng nói tuần phố lên bạch tinh hà hét lớn một tiếng trong nháy mắt đội ngũ đại chăn lại lần nữa đi về phía trước bọn họ mở đường vẫn như trước khi phách như trước hơn nữa trải qua tràng diện giết chóc vừa rồi đám đệ tử đại chăn càng tự tin hơn mỗi người bọn họ đều ngẩng đầu ưỡn ngực tại chỗ hơn ngàn thổ phỉ lưu lại trong rừng rậm cung tiễn hưu ra dương vạn khải dẫn đám thổ phỉ chắp tay hành lễ với phương vị danh hưu rời đi sau đó thân thể đang nghiêm túc nhìn thổ phỉ vẫn bình tĩnh vô cùng bình tĩnh nói trường hợp nho nhỏ đã chấn động các ngươi thành bộ dáng như thế siêu thần thông quảng đại vừa mới chỉ phát huy một hai chờ sau này thời gian dài các ngươi sẽ hiểu lúc trước lựa chọn gia nhập Nguyệt Long Sơn, vinh hạnh cỡ nào với tọa sơn điêu của ta. Bành, đường ra, có thổ phỉ vỗ ngực với Dương Vạn Khải nói, đời này ta nhất định sẽ theo ngươi, ngươi chỉ cái kia, chúng ta đánh cái kia, nói hướng đông, tuyệt không hướng tây, nói ăn uống, tuyệt không tiêu chảy. Đúng, chúng ta đều nghe theo chủ nhà, đương ra ngươi cứ nói làm sao đi. Trước đó, lúc những thổ phỉ này mới vừa được hợp nhất, trong lòng có chút không phục, dù sao đều là thổ phỉ dựa vào cái gì mà thổ phỉ nguyệt long sơn vừa mới cuột khởi đã có thể không ngừng mở rộng mà những tồn tại quát tháo phong vân như bọn họ ở quận tả sơn lại phải thần phục nhưng những người không phục đội ngũ thổ phỉ nguyệt long sơn không ngừng lớn mạnh đã biến mất rõ ràng lại thêm sau đó họ cũng biết được phía sau đám thổ phỉ nguyệt long sơn có bang phái đại trăn làm hậu trường đại trăn là bang phái lớn nhất quận tả sơn cùng với sau khi gia nhập nguyệt long sơn đại trăn sẽ cấp công pháp và tài nguyên tương ứng cho tu luyện cũng bớt đi rất nhiều tâm tư đương nhiên vẫn sẽ có vài người không phục bởi vì sau khi thổ phỉ nguyệt long sơn đạt được tài nguyên cần nộp lên trên một nửa điều này đối với rất nhiều thổ phỉ mà nói là không thể tiếp nhận thổ phỉ trời sinh đã là cướp đoạt đồ của người khác khi nào thì đưa đồ ra ngoài những thứ này dưới sự áp chế của dương vạn khải tạm thời gió êm sóng lặng nhưng sớm muộn gì cũng sẽ vì một số dây dẫn nổ mà dẫn đến vấn đề đối với việc này dương vạn khải lại không coi ra gì hắn vẫn luôn tuân theo lý niệm hưu ra nhà mình chỉ cần ngươi đủ cường đại lại làm việc không cực đoan người phía dưới sẽ không dám phản. Nhưng, hắn không nghĩ tới chính là, hôm nay vừa lúc mượn hưu ra đại triển thần uy chấn trụ đám thổ phỉ con phía dưới đều thật lòng thần phục. Ai cũng không ngốc, rời khỏi Nguyệt Long Sơn bọn họ còn là thổ phỉ, tiền đồ của thổ phỉ là cái gì, liều mạng chạy trốn. Đi theo tuổi tác không đến 20 lại có thể chính diện nghiền ép chấn sát tứ phẩm, võ giả ngũ phẩm yêu nghiệt tiền đồ là cái gì. Hai cái so sánh với nhau, không cần nói cũng biết, không ngốc đều sẽ lựa chọn cái sau. Ừm, Dương Vạn Khải gật đầu nói, đừng chỉ nghĩ đến biểu hiện trung thành còn có phải ta chỉ đâu đánh đó hay không mà là hưu gia chỉ đâu đánh đó biết không biết biết si gia chính là trời tất cả chúng ta đều nghe theo hưu gia dám hỏi chúng ta liều mạng vì ai chỉ vì quân đại chân hưu gia lời hưu gia nói là thiên lệnh ai dám vi phạm người đó mất mạng trong lúc nhất thời rất nhiều thổ phỉ đều bắt đầu không ngừng biểu lộ lòng trung thành thấy vậy dương vạn khải mới hài lòng gật đầu hắn vĩnh viễn nhớ rõ lời đường chủ tào tuần nhà mình từng nói khi hắn ở lại nguyệt long sơn huynh đệ ngươi nhớ kỹ hưu ra có thể nhìn chúng ngươi ta là phúc khí tu luyện của kiếp trước sau này ngươi một mình nắm giữ thực quyền bên ngoài nhớ không được kiêu ngạo tự đại không được làm một số chuyện quá phận thứ hưu ra có thể cho ngươi cũng có thể thu hồi toàn bộ nếu thật sự xảy ra chuyện gì đến lúc đó đừng trách chúng ta trở mặt vô tình lúc ấy hắn còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng sau khi đội ngũ thổ phỉ nguyệt long sơn không ngừng lớn mạnh sau khi có càng nhiều thổ phỉ mới gia nhập, hắn phát hiện rất nhiều thổ phỉ mặc dù biết rõ sau lưng mình là đại trăn, nhưng vẫn hữu ý vô ý biểu lộ lòng trung thành với mình, thậm chí bên trong còn xuất hiện tình huống mịt mờ. tuy rằng bị ngăn lại sớm bóp chết trong nôi, nhưng rốt cuộc hắn cũng hiểu được một khi đã lên cao, nắm quyền trong tay, lại rời xa hạch tâm thế lực sẽ xuất hiện thủ hạ của mình chỉ nhận mình không nhận cao tầng đại trăn thậm chí là không nhận hưu gia. nhìn chung loại chuyện như lịch sử này cũng rất thường gặp nhưng đại đa số những người này kết cục đều không quá tốt không phải thân tử đạo tiêu thì cũng bị cả nhà tàn sát chỉ có một hai người có thể thành sự à người trong nhà biết được chuyện nhà mình hắn cũng hiểu rõ bản thân mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng một khi thật sự có tâm tư gì xấu sợ trước tiên sẽ phải ở ra rắm cho nên vừa rồi hắn mới cố ý cường điệu với thuộc hạ hưu gia mới là đối tượng nên trung thành mình chỉ là dưới trướng hưu gia mà thôi soát hắn ta nhìn phương vị đội ngũ đại chăn rời đi tào đại ca ngươi yên tâm chuyện không nên làm Dương Vạn Khải ta sẽ không mảy may đụng tới. Lại nói có đùi to như hưu ra ta không ôm, ta ngu xuẩn cỡ nào. Ngay sau đó, hắn ta phất tay nói, về sơn trại, hôm nay vui vẻ, chúc mừng hưu ra trở về, bày tiệc rượu, uống rượu. Trà lâu nói chuyện, danh hưu quy thành, mà, sau khi đội ngũ đại trăn, toàn bộ đội ngũ thổ phỉ rời đi. Thật lâu sau, sâu trong rừng rậm có một bóng người xuất hiện, toàn thân đều bị vải đen bao phủ hơn nữa sau lưng cũng mơ hồ có một luồng khí thế đặc thù khiến sinh linh khi nhìn về phía hắn vô thức bỏ qua hiển nhiên cũng là võ giả tứ phẩm trở lên hơn nữa rõ ràng tu luyện ra chân nghĩa có chứa tính ẩn giấu hắn nhìn phương vị đội ngũ đại chăn rời đi sắc mặt có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói hai đại chân nghĩa dung hợp lại phảng phất nắm giữ hai loại thần thông bà nội nó là thế giới quá điên cuồng hay là ta quá lạc hậu hơn nữa hình như hắn vừa mới phát hiện ra mình nhưng vì sao cuối cùng hắn vẫn chưa lựa chọn ra tay với mình hắn đang kiêng kỵ mình nói nhảm hắn vốn không rõ thân phận của hai võ giả kia nhưng trong tình huống không có thâm thù đại hận hắn vẫn lựa chọn trần sát tồn tại bực này vốn có tính cách vô pháp vô thiên mặc kệ xuất phát từ cái gì mà có lực lượng như vậy nhưng chắc chắn hắn sẽ không bận tâm tới mình chính là chẳng lẽ hắn ta biết được thân phận của mình đáng tiếc nghĩ đến cuối cùng hắn cũng không nghĩ ra rốt cuộc đối phương vì sao lại không để ý tới mình chuyện hắn không biết danh hưu quả thật phát hiện ra hắn chẳng qua sau khi liên tục sử dụng thần thông hai lần tiêu hao quá lớn không cách nào thi triển thần thông. Cũng nhận ra hắn không phải tồn tại đơn giản, mà dưới sự nhắc nhở của thẻ tre màu đen. Hắn biết được người này không có bất kỳ địch ý gì với mình mới lựa chọn không ra tay. Dù sao, danh hưu cuồng là sát phạt quyết đoán. Nhưng cũng không phải sát nhân cùng ma, cũng bởi vì bị người đi ngang qua liếc mắt nhìn mình muốn giết ai. Huống chi hắn vốn không định giấu giếm chuyện này, cũng mơ hồ đoán được thân phận người ẩn giấu, định mượn chuyện này để đổi mới chiến tích một chút. Xoát, chỉ thấy một con phiêng nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu nó cuối cùng rơi xuống trên vai bóng đen rút ra một ống giấy từ trên đùi nó mở ra sắc mặt kinh ngạc không nghĩ tới chỉ là bí cảnh đinh cấp lại có tranh đoạt như thế ngay cả tẩy tủy hà thậm chí là bảo bối thượng cổ như vạn độc đỉnh cũng xuất hiện thanh châu tam kiệt càng chết mất hai người hơn nữa đều bị một người giết chết hắn còn có bối cảnh thần bí nhưng vì sao trước đó ở trong kho tư liệu một chút cũng không hiện ra nói xong hắn vô cùng nghi hoặc móc một quyển sách từ trong ngực ra Dân thư thiên cơ thư phân sách cấp đinh soát 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 trên quyển sổ này viết hai chữ danh hưu nhưng lần này không còn xuất hiện tin tức như trước đó ngược lại chỉ có bốn chữ to quyền hạn không đủ quyền hạn không đủ bóng người rõ ràng hơi sững sờ gãi gãi đầu sao lại không đủ quyền hạn rốt cuộc phía sau danh hưu này là ai thế lực phương nào khiến mình không đủ quyền tra xét đừng nhìn trong tay hắn chỉ có phân thư thiên cơ thư cấp đinh nhưng ở Thanh Châu cơ bản rất ít khi thấy hắn có quyền hạn không đủ nên không nhìn thấy tin tức. Lắc đầu, hắn cũng không xoắn suýt nhiều về chuyện này. Sau đó, chuyển sự chú ý đến tin tức quan trọng thứ hai, chính là trưởng lão hộ pháp của Thánh giáo đã chết khi đi chặn giết Thánh nữ dạ mị của Thánh tuyết giáo. Đồng dạng, quá trình tử vong cũng không có bất kỳ ghi chép nào. Xoát, hắn bắt đầu kiểm tra tin tức của trận chiến ấy mà thiên cơ thư chỉ biểu hiện một hàng chữ, trưởng lão hộ pháp của Thánh giáo do thiên quân giết chết. Khi đưa vào tên thiên quân, lại xuất hiện bốn chữ lớn vô cùng quen thuộc, quyền hạn không đủ, lại không đủ. Bóng người thật sự có chút sừng sốt, lẩm bẩm nói, không dứt, tại sao Thanh Châu nho nhỏ lại xuất hiện nhiều tồn tại cổ quái như vậy? Chân chờ một lát, hắn không tiếp tục dầu dĩ việc này, quy củ của thiên cơ các, bớt nói chuyện, làm nhiều việc, ngay sau đó, trước tiên hắn ta ghi lại tất cả những gì mình đã thấy hôm nay vào trong sách, nói, trước đó chất lượng thiên kiêu Thanh Châu quá kém. Cái gì Thanh Châu Tam Kiệt cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính là nhân vật lớn ở Thanh Châu, ra khỏi thanh châu chẳng là gì hiện tại ra doanh hưu cũng có thể náo nhiệt chẳng qua chiến tích của lâm đường hôm qua lại đổi mới hơn nữa còn liên tục đột phá đến ngũ phẩm trung kỳ đồ sát một vị thống lĩnh phản quân ngũ phẩm hậu kỳ lâu năm cũng không biết hai người bọn hắn ai có thể đoạt được hạng nhất nhân bảng thanh châu phải rõ ràng xếp hạng trên nhân bảng là dựa theo chiến lực mà không phải luận trình độ yêu nghiệt luận mức độ yêu nghiệt hắn tin chắc doanh hưu tuyệt đối mạnh hơn lâm đường rất nhiều nhưng so với sức chiến đấu lâm đường trung quy vẫn có ưu thế tuổi tác chiến tích cũng càng xuất chúng hơn chật chật để cho cấp trên đau đầu đi sau một khắc bóng người kia biến mất ngay tại chỗ huyện bình an bên ngoài trà lâu đổ nát trưởng quỹ và sai vặt ngồi trên ghế nhìn trà lâu đang được xây dựng lại lần trước đại chăn vây quét vu đồng và trí ngư đã khiến trà lâu rách tung tóe mặc dù sau đó sai vặt nói đại chăn cho phí tổn bồi thường xây dựng lại trà lâu nhưng trưởng quỹ vẫn cực kỳ khổ sở thậm chí sau đó còn bị bệnh một trận giờ phút này trưởng quay nhìn gã sai vặt do dự thật lâu nói con rể à ngươi nghe cha nói với ngươi người trên đời không nên mơ mộng viễn vọng cao xa có chuyện không phải chúng ta có thể tham dự chúng ta chính là dân thường bình thường có thể an an ổn ổn sinh hoạt là được cha ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm đạo lý cả đời này cha tổng kết ra ở thế đạo này chỉ cần ngươi chịu khổ gã sai vặt chưa đợi hắn nói xong đã nói tiếp có khổ ăn không hết trưởng quỹ chỉ cần ngươi chịu cố gắng gã sai vặt sẽ biết nỗ lực vô dụng trưởng quầy soàng động hóa thế nào cũng phải làm trái với ta đúng không? Được rồi, gã sai vặt cũng không trốn tránh trưởng quỹ, nói, cha, yeah. ngươi già rồi, không chừng ngươi còn có thể sống ở thời đại hòa bình như vậy. Nhưng bây giờ loạn thế ập đến, thiên hạ đại loạn đã thành chuyện tất nhiên, đang ôm loại tư tưởng lâu năm như ngươi sẽ chỉ bị nhấn chìm trong cát bụi thời đại. Chỉ có chủ động xuất kích mới có đường ra tốt hơn, mới có thể để ngươi và bà nương ta sống sót trong loạn thế này. Trưởng quỹ phản bác, chúng ta được đại chăn thánh đình hưu ra che chở rất yên tâm. Nhưng, hắn nói đến một nửa chính mình cũng kịp phản ứng thở dài nói ta già rồi sau này trả lâu liền giao cho ngươi quản lý huyền ngươi nắm chắc chừng mực nói xong hắn chắp tay sau lưng từng bước một rời đi mà lý huyền nhìn bóng lưng trưởng quỹ rời đi sắc mặt trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì thật lâu mới nhếch miệng cười một tiếng lão đăng ta đã nói gia sản của ngươi sớm muộn gì cũng là của ta cửa thành binh sĩ trông coi đang tán gẫu đánh rắm thì thấy lâm ngũ Lục vô cực dẫn mấy ngàn đệ tử đại trăn nhanh chóng ra khỏi thành binh sĩ lập tức hô tránh ra tránh ra trong nháy mắt vô số người ra vào thành đều tránh đường đồng thời một đám đệ tử nhìn mấy ngàn đại trăn thánh đình vô cùng nghi hoặc tình huống gì vậy lại xảy ra chuyện gì sẽ không phải lại xảy ra đại sự gì chứ không chờ giao lưu xong hắn đã nghe thấy từ xa truyền đến tiếng bước chân đinh tai nhức óc chỉ thấy có hơn một ngàn sắc khí đang lao vụt tới chỗ đệ tử hắc bảo đồng thời Lục vô cực lâm ngũ vung tay lên mấy ngàn đệ tử ra khỏi thành đại trăn nhanh chóng xếp hàng ở hai bên cửa thành mỗi người ngẩng đầu ưỡn ngực tăng khí thế lên tới cực hạn ngay sau đó dưới sự dẫn dắt của lục vô cực lâm ngũ tập thể khom mình hành lễ cung minh hưu ra khải hoàn trở về thành cung minh hưu ra khải hoàn trở về thành mọi người chấn kinh tình huống mở rộng đại trăn chỉ thấy kèm theo tiếng hô hòa phương xa đội ngũ đại trăn nhanh chóng lao vụt đến mặc dù chỉ có ngàn người đội ngũ nhưng khí thế có thể so với hơn vạn đại quân bôn ba tập thể sắc khí cuồn cuộn giống như thực chất khiến người ta liếc mắt nhìn đã cảm thấy chói mắt không cách nào nhìn thẳng hơn nữa cho dù vị trí cửa thành đang hét to mấy ngàn đệ tử đại chăn cũng thầm kinh hãi một số đệ tử cũ nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt hai mắt bỗng co rút lại lẩm bẩm nói đó không phải lão tam sao sao hắn ta lại giống như đột phá cảnh giới nhất phẩm thật hay giả còn có diệp dương lúc tên này đi còn không bằng ta, hiện tại lại đột phá đến nhất phẩm, đâu chỉ vậy. Ta thấy ít nhất có mấy chục người đột phá đến cảnh giới nhất phẩm, xem ra những huynh đệ khác cũng cơ bản kẹt ở bên bờ đột phá. Trong khoảng thời gian đi theo hưu ra ra ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại khiến bọn họ có tiến bộ lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, các đệ tử cũ của Đại Trăn vô cùng giật mình. Dù sao nhìn một tháng trước bọn họ còn không khác gì đồng bạn với mình, lại đi theo hưu ra ra ngoài một tháng mà có rất nhiều người đột phá đến nhất phẩm. Điều này khiến ai mà không kinh ngạc, ngay cả người từng không bằng mình cũng vượt qua mình, ai có thể không hâm mộ. Giờ khắc này, cho dù ngu cũng có thể rõ ràng, những người này đi theo hưu ra ra ngoài chắc chắn là thu được cơ duyên, đều vô cùng hâm mộ. Sớm biết như vậy, có đệ tử thầm nói, ban đầu khi bạch lão đại lựa chọn đội ngũ bản thân đã liều mạng tranh thủ, ai cướp cũng không dễ, kỳ thật, đâu chỉ là hắn. Các đệ tử cũ khác cũng đều nghĩ như vậy, chẳng qua hiện tại chỉ có thể hối hận, ảo não mà thôi. Mà, những đệ tử mới gia nhập tháng 1 gần đây đều kinh hãi. Bọn họ, phần lớn là chọn lựa từ mấy huyện thành khác. Lúc đầu gia nhập Đại Trăn Thiên Triều là nhìn nó phát triển như mặt trời ban trưa, còn có công pháp tu luyện, muốn lập công còn có thể có tài nguyên hưởng thụ. Nhưng sau khi gia nhập Đại Trăn Thiên Triều không ngừng được đổi mới nhận thức, không chỉ các loại phúc lợi cao đáng sợ, chế độ cũng rất hợp lý. Chủ yếu nhất là nội bộ có chế độ thưởng phạt rất hoàn thiện, lập công là có thể đề bạt, vì bang phái chiến đấu mà trọng thương có thể lui về tuyến hai vẫn có bổng lộc có thể lấy, cho dù tử vong có tiền trợ cấp cách xù, cơ bản không có gì phải lo lắng về sau, chuyện này đối với rất nhiều đệ tử bang phái mà nói quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Điều duy nhất khiến bọn họ có chút lo lắng là đại chăn quá hoen hoang. Hiện nay hắn đã nắm trong tay quyền khống chế rất nhiều huyện thành, cơ bản đã sắp sửa quy mô lớn, rõ ràng không thích hợp. Như vậy, sớm muộn gì phía trên cũng sẽ biết được, sẽ bị xử phạt lôi đình. Nhưng, hôm nay là lần đầu tiên bọn họ thấy hưu ra trong truyền thuyết này trong lòng không biết vì sao lại có cảm giác kiên định kết hợp với uy áp khí thế của hơn một ngàn đệ tử đại chăn trở về càng không ai có thể sánh với khiến không ít người từng thấy việc đời cũng vô cùng kinh hãi cừ thật hình như nơi đó chỉ cần một tên tiểu binh cũng có khí thế hơn đại lão bang phái huyện thành chúng ta chẳng lẽ đều là cường giả nhất phẩm không phải tất cả nhưng cũng không kém nhiều kém nhất nửa bước nhất phẩm hơn mấy trăm nửa bước mấy chục nhất phẩm ngoan ngoãn ầm ầm không cách nào tưởng tượng đại chăn có tinh nhuệ như vậy điều này cần bày trận phải mạnh tới mức nào, hiện tại rốt cuộc hưu gia có thực lực gì. Hiển nhiên, bọn họ đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, đồng thời. Còn có an tâm, loại tâm lý sợ hãi đại quân châu phủ đến vây quét cũng nhạt đi không ít. Trước mắt Thanh Châu đại loạn, có không ít tin tức phản quân cơ bản đều rõ ràng, cũng biết phản quân sở dĩ hiện tại bị áp chế là vì không ít phản quân tiếp nhận chiếu an hóa thành quân chính quy. Bởi vậy, bọn họ nghĩ đương nhiên cho rằng, cho dù đại trăn thánh đình nên đón sự đả kích của châu quận phía trên, nhưng lấy thực lực mà đại trăn hiện nay triển lộ ra xác suất lớn có thể được chiếu an đương nhiên bọn họ hoàn toàn không rõ ràng kế hoạch chân chính của đại trăn thánh đình cũng không thể tiếp nhận cái gì cho má chiêu an về sau phát triển càng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người nhưng những thứ này đều là chuyện sau này vào thành danh hưu cũng không dừng lại ở cửa thành trực tiếp dẫn đệ tử đại trăn vào thành như gào thét rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt mọi người một đường hoành hành bá đạo mọi người đã sớm quen với chuyện này mặc dù bọn họ cũng nhìn ra đội ngũ mới trở về của đại trăn thánh đình dường như đã trở nên mạnh hơn cũng cơ bản miễn dịch dù sao hiện tại đại trăn thánh đình có mạnh lên hay không đều là trời của huyện bình an huyện nhà huyện lệnh sư gia cũng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài mơ hồ nghe thấy hưu gia trở về lời nói pháp lực vô biên sắc mặt càng ảm đạm hơn huyện lệnh sao tông môn thời gian dài như vậy còn không có động tác tiếp sau chẳng lẽ thật sự từ bỏ ta nhưng sư huynh chết cũng chỉ như vậy thôi sao đệ tử hạch tâm chết cũng mặc kệ còn nữa cho dù Tông Môn có mặc kệ, sao bên quận Tả Sơn cũng không có chút tin tức nào. Hiện tại Đại Tề đã loạn đến như vậy, ngay cả địa phương cát cứ cũng không quản sao. Hắn thật có chút mê mang, cũng vô cùng hối hận vì sao mình lại muốn đến huyện Bình An phát triển. Về phần sư gia thì ở bên cạnh ăn gà nướng, đây là phần thưởng của bộ khoái hắn thắng trận hôm nay. Đánh trận cũng sắp trở thành huyện lệnh, mỗi ngày sư gia đều phải diễn tiết mục. Ai đánh thắng là có thể có được đồ ăn ngon, người thua chỉ có thể ăn bánh ngô. Xoát sư gia nhìn huyện lệnh mặt mày ủ rũ hừ lạnh nói đừng nghĩ chuyện tốt đời này ngươi cũng không thể xoay người hưu gia là nhân vật nào há có thể là người mà ngươi có thể chống lại thử xem ở lại nơi này còn có thể sống có suy nghĩ gì chết cũng không biết chết như thế nào hắn hiện tại triệt để đứng về phía đại trăn dù sao huyện lệnh sớm đã để hắn đắc tội chết một khi để đối phương xoay người hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên hiện tại hắn có thể làm là nắm chặt đùi đại trăn thánh đình tranh thủ sớm ngày rời khỏi huyện nha như lao tù ngay sau đó, hắn đưa cái mông gà còn thừa cho huyện lệnh, khinh thường nói, đừng nói lão tử không niệm tình cũ, cái mông gà này mỡ màng, cho ngươi, ngoan ngoãn, huyện lệnh, cút, trụ sở đại trăn. Danh hưu ngồi ngay ngắn ở vị trí phía trên, A Lai đứng thẳng ở một bên, đại hoa đứng trên vai ngủ gà ngủ gật, phía dưới tàu tuần, bạch tinh hà các loại dựng đứng hai bên. Bành, tàu tuần bước ra khỏi hàng nói, khu ra. Nội chiến đường trong một tháng gần đây đã hoàn toàn nắm giữ tám huyện thành, lại lần nữa chiêu mộ mấy ngàn đệ tử mới chính thức. Hiện nay tổng số đệ tử chiến đường là 6.000, lưu thủ 3.000 huyện Bình An, 3.000 còn lại đóng quân ở 7 huyện thành khác. Mỗi một đệ tử chiến đường chính thức ở huyện thành cộng thêm một ít đệ tử dự bị đều có 1.000, mà lại đều hoàn thành luyện tập quân trận, có thể bày trận bình thường. Nghe vậy, danh hưu hài lòng gật gật đầu, lúc trước khi hắn rời đi đã để chiến đường tăng cường đệ tử lên đến 6.000. Lúc ấy hắn cân nhắc tới thực lực kinh tế của Đại Trăn Thánh Đình, cũng sợ trong lúc nhất thời tăng cường quá nhiều đệ tử dễ bị phản tác dụng còn tào tuần lại suy một ra ba làm ra chế độ quân dự bị như vậy vừa có thể tránh mù quáng tăng mạnh đệ tử khiến đệ tử đại Trăn thánh tha bất nhất cũng có thể tăng hàm kim lượng đệ tử đại Trăn thánh đỉnh quan trọng nhất là kể từ đó sau này mở rộng đệ tử là có thể tuyển nhận từ quân dự bị tuyển nhận một số người có thiên phú tốt ở bên ngoài có thể hoàn thành mở rộng đệ tử trong thời gian ngắn nhất rất tốt doanh hưu gật đầu hạ lệnh từ nay về sau các đường khẩu cơ cấu lớn dưới trướng đại chăn thánh đình đều thiết trí chế độ quân dự bị phúc lợi phân nửa đệ tử chính thức thực lực hiện nay của đại trăn muốn làm thì làm người mạnh nhất đúng đám người tào tuần đều không người lĩnh mệnh đồng thời tào tuần thầm thở phào khi tự mình làm ra chế độ dự bị quân sự hắn vẫn có chút lo lắng sợ hưu gia nhà mình sẽ có chút bất mãn với hắn cho rằng hắn quá có ý nghĩ của mình muốn cầm binh tự trọng cũng may tất cả đều không như hắn dự đoán hưu gia còn khí độ hơn hắn nghĩ lẩm bẩm nói chỉ có thể rộng lượng như vậy có thể dung nạp người mới có tiền đồ đây là minh chủ Đối với việc này, Doanh Hưu cũng nhìn ra tâm tư của Tào Tuần, hoặc là nói Tào Tuần cũng không giấu giếm tâm tư của mình. Đương nhiên hắn sẽ không chút hết tất cả thủ hạ của mình vào tay, cũng sẽ không sợ thủ hạ phản bội mình. Nếu là, ngay cả chút lòng tin ấy cũng không có, còn tranh bá cái rắm. Ngay sau đó, Lâm Ngũ bước ra khỏi hàng nói, khu gia đệ tử hình đường cũng đã hoàn thành kế hoạch khuếch trương 2.000 năm. Hơn nữa thiết lập phân bộ ở 8 huyện thành, thống trị đối với đệ tử Đại Trăn và nội thành huyện thành. Được, Doanh Hưu gật gật đầu hình đường, dù là bộ phận quan trọng nhất trong tương lai Đại Trăn Thánh Đình ổn định địa bàn, không có hình pháp quản lý, đừng nói đánh hạ địa bàn sẽ loạn cào cào, cho dù đệ tử Đại Trăn ở bên ngoài cũng sẽ loạn cào cào. Một bên Lộc vô cực bước ra khỏi hàng, siêu ra cơ sở ngầm của Ám Vệ cũng đã bố trí xong, trước mắt tám huyện thành có bất kỳ gió thổi cỏ lai nào cũng không thể giấu giếm được tầm mắt của Ám Vệ. Rất tốt, Doanh Hưu cũng không hỏi thăm rốt cuộc Ám Vệ có bao nhiêu phát triển, Ám Vệ sở dĩ gọi là ám vệ chính là muốn ẩn nấp cho dù cao tầng đại chăn cũng chỉ có a lai có thể tìm đọc tư liệu ám vệ như thế mới có thể khiến ám vệ không ngừng phát triển nhanh hơn dù sao một người ngươi căn bản không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người rốt cuộc đều là nghề nghiệp gì chỗ nào cũng có ám vệ càng có lực uy hiếp đối với người khác thậm chí là người mình cũng càng khiến người ta kiên kỵ hơn bạch ưng bước ra khỏi hàng nói hưu ra hiện nay tài chính ở tám huyện thành đều thành lập phân đường hơn nữa đã chính thức thành lập hiệp hội thịnh nghiệp các gia tộc thương nghiệp dưới quyền đều đã gia nhập mỗi tháng dựa theo lệ phí giao nộp bình thường trước mắt thu chỉ phí hội phí đã chiếm một phần ba tài đường thu nhập hoa phiếu còn lại chiếm một phần ba nhà xưởng dưới trướng tài đường thu nhập bản đồ thương nghiệp khác chiếm một phần ba những thứ này đều không tính là vạn tam thông đưa tiền tới nếu tính toàn ra còn có thể lật mấy lần hơn nữa sau này bản đồ phiếu hoa của vạn tam thông càng lúc càng lớn thu được thu nhập cũng sẽ càng ngày càng nhiều lấy đủ để duy trì chi tiêu ở đại chăn đường lại có thể duy trì quy mô các đường khẩu lớn đang mở rộng gấp đôi vận chuyển bình thường, nghe vậy, sắc mặt Tào Tuần, Lâm Ngũ, Lục Vô Cực cũng hơi chấn động, nội tâm nhẹ nhõm hơn không ít, dù sao trước đó khi nhanh chóng khuếch trương đã có chút lo lắng hậu cần không đủ, hiện tại nghe nói đang mở rộng gấp đôi cũng không sao, không khỏi hối hận vì sao mình không mở rộng thêm một chút. Phía trên, danh Hưu cao giọng nói, đã tăng thêm hoàn tất, cũng hoàn thành thống nhất 8 huyện thành, cũng không cần phải lãng phí thời gian a lai phát toàn bộ bảo vật thu hoạch lần này đến các đường khẩu ưu tiên chiến đường còn nữa tối nay đệ tử đại trăn tập hợp ở tổng bộ chuẩn bị số lượng thùng gỗ ngang nhau đúng a lai gật đầu đáp lộc vô cực nói tình huống quận tả sơn một chút danh hưu lại lần nữa nói vâng lộc vô cực bước ra khỏi hàng nói thế lực quận tả sơn rắc rối phức tạp rất nhiều thế lực ở trong quận đều có cứ điểm nghe đến đây bất kể danh hưu hay a lai tào tuần và những người khác đều không có bất ngờ gì Quận Tả Sơn là quận thành thứ hai dưới trướng Thanh Châu. Mặc dù hoang vắng nhưng lại có khoáng sản quý giá tồn tại. Cho nên để ad có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để ad có kinh phí mua bản dịch. Cảm ơn mọi người nhiều nha.